chương 2241, hắn bất tử, nên có họa diệt tộc, một câu nói thức dậy mọi người. Lâm Mặc Ngữ, các tộc tất sát bảng sắp xếp hạng nhất Lâm Mặc Ngữ. Ở đây thần tôn, đối với Lâm Mặc Ngữ tên cũng không xa lạ, dù sao ở bổn tộc tất sát bảng hạng nhất, làm sao có khả năng xa lạ. Lâm Mặc Ngữ, duy nhất tại chỗ Phật tộc người, bảo tháp Phật Đà, lúc này cũng lộ ra kinh ngạc. Khẽ đập một tiếng Lâm Mặc Ngữ tên, ở Phật tộc chung cũng không có thiếu liên quan tới Lâm Mặc Ngữ tư liệu. Cổ Phật từng có pháp chỉ, Đối với Lâm Mặc Ngữ người này, Tiêu Tiên tiền trạch lôi kéo, dẫn độ vào Phật tộc, nếu là không có cách nào làm được, vậy tận lực đem chu diệt, không muốn khiến cho trưởng thành, nếu như liên tục diệt giết đều làm không được đến, vậy cũng không nên đắc tội hắn. Bất kể nói thế nào, Phật tộc tại ngoài sáng bên trên không có đắc tội bất luận cái gì nhất tộc, cùng các tộc quan hệ cũng còn tính có thể. con Lâm làm sự tình, đó chính là một chuyện khác. Hiện tại xem ra, dẫn độ Lâm Mặc Ngữ đã không quá có thể. Vừa rồi Lâm Mặc Ngữ nhìn tới trong ánh mắt tần chứa sắc ý, ba bảy thất bảo tháp phật đà có chút khó hiểu Cật tộc dường như cũng không có đắc tội qua lâm mặc ngữ vì sao hắn đối với mình sẽ có lớn như vậy sát ý ác ma tộc thần tôn thanh âm còn không có hạ xuống lâm mặc ngữ ngón tay đã lần nữa điểm ra kim ưng tộc còn lại hai cái thần tôn sợ đến hồn phi phách tán say người bỏ chạy không hề có một chút nào đỉnh phong thần tôn nên có dáng dấp nhưng vẫn là chậm một bước oanh tiếng nổ mạnh chung cái thứ ba đỉnh phong thần tôn bỏ mình cuối cùng một cái kim ưng tộc đỉnh phong thần tôn triệt để sợ vỡ mật không có trốn trốn ra phía ngoài vô dụng ngươi trốn không thoát gần như chỉ ở mấy vạn cây số bên ngoài trong tinh không rộng rạp đứng đầy khô lâu thần tướng từ lúc ngay từ đầu hơn triệu khô lâu thần tướng đã đem nơi đây đoàn đoàn bao vây kim ưng tộc đỉnh phong thần tôn tuy là cường đại nhưng y lao ra khô lâu thần tướng vòng vây ít nhất cũng phải mấy giây thời gian cái này mấy giây thời gian đầy đủ quyết định sống chết của hắn nếu như hiện tại không gian không có phong tỏa hắn là có cơ hội chạy trốn kim ưng tộc không dân bay vọt rất khó bị ngăn lại, nhưng bây giờ cơ hội này không có, không gian phong tỏa dưới. Không gian bay vọt cũng bị hạn chế, có thể nói là mua dây buộc mình, cút ngay a. À. Nhanh lên một chút tắt đi không gian phong tỏa, trước một câu là hống Khô Lâu thần tướng, mặc kệ Khô Lâu thần tướng có thể nghe hiểu hay không, hắn chỉ là bản năng gào thét, phía sau một câu là nói với ác ma tộc, bởi vì không gian từ bọn họ tiến hành phong tỏa, kinh hoàng trong tiếng hô, hắn vọt vào Khô Lâu thần tướng vòng vây, toàn lực đột phá vòng vây, kim quang lộng lẫy hắn dùng pháp tắc tinh hà vắng gượng xô ra một con đường toàn thân kim vũ bắn ra giết chết hơn vạn khô lâu thần tướng oanh trận thứ tư bạo tạc đúng hạn tới lâm mặc ngữ không có cho hắn cơ hội thoát đi đơn giản bốn ngón tay miểu sát bốn gã đỉnh phong thần tôn sợ đến kim ương tộc thần tôn chạy trốn chết kết quả còn không có chạy trốn lâm mặc ngữ đem khủng bố mang cho mọi người tại đây một trình cái thần vương có thể để cho thần tôn sợ mất mật nói ra ai có thể tin tưởng nhưng sự thực chính là như vậy làm lâm mặc ngữ mang theo ác ma vậy nụ cười xem lúc tới mọi người trong lòng đều lục bục một cái tắc ma tộc sáu vị đỉnh phong thần tôn quyết định thật nhanh bảo tháp phật đà ngươi không chế kết giới bọn ta chu diệt người này bảo tháp phật đà vẫn còn ở cuốn quyết phải như thế nào đối đã lâm mặc ngữ thời điểm tắc ma tộc giúp hắn làm ra quyết định hắn biết mình hiện tại đã không có lựa chọn khác chỉ có thể giết chết lâm mặc ngữ a di đà phật hắn tiên tiếng phật hiệu toàn thân lộng lẫy phát quang hóa thân thành một tòa lớn đại vật tượng, miệng hắn tụng Phật âm. Tờ tinh không quanh quần, đầu đỉnh đồng thời xuất hiện một tòa Phật tháp, Phật tháp tản mát màu vàng óng tinh quang, hình thành màn sáng, bao phủ Phật tượng cùng kết giới. Lúc này Lâm Mặc Ngữ mới phát hiện, trong kết giới cũng có một tòa Phật tháp, cùng phía ngoài cái tòa này Phật tháp giống nhau như đúc, hai tòa Phật tháp kêu gọi kết nối với nhau, lẫn nhau liên quan, mặc dù không rõ nguyên lý bên trong, nhưng có thể nhìn ra được, có thể vây khốn Chu Kỳ Vũ, cũng có một phần của hắn công lao. Phật tộc, thật đúng là làm người ta chán ghét. Lâm Mặc Ngữ nhẹ giọng nói một câu, quơ lên hoàng kim kiếm lăng không chém về phía bảo tháp Phật Đà. Mười ngàn thước Phật tượng ở trong tinh không, căn bản không cần tập trung nhắm vào. Hoàng kim kiếm huyễn hóa ra cự đại kiếm ảnh, rơi vào Phật tượng bên trên. Kim quang nổ tung, thật tượng ở nơi này nhất chạm dưới vậy mà không nhúc nhích. Phật tháp rơi xuống minh hoàng màn sáng, đỡ được hoàng kim kiếm. Lâm Mặc Ngữ chân mày hơi nhíu lại, bị ngạn cảnh pháp bảo, cái này pháp bảo lực lượng nội liễm, cũng không tản ra ngoài, sở dĩ lâm mặc ngữ cũng không có phát hiện vừa rồi hoàng kim kiếm cùng với phát sinh va chạm lúc hắn mới cảm nhận được quy tắc chi lực hoàng kim kiếm từ trên bản chất mà nói cũng không phải thật sự là bỉ ngạn cảnh pháp bảo có thể cái tòa này phật tháp dường như là chân chính bỉ ngạn cảnh pháp bảo hoàng kim kiếm không chém nổi nó cũng hợp tình hợp lý lúc này bảo tháp phật đà cũng không có công kích mình hai cốt địa ngục chưa xong tiêu ký lâm mặc ngữ cũng vô pháp tập trung đối phương thi thể bạo liệt cũng không cách nào dùng đột nhiên một cỗ đặc biệt lực lượng nổ tung lâm mặc ngữ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống dường như nhiều một tầng ngông xiềng trong tinh không sở hữu khô lâu thần tướng tập thể tiêu thất mình cùng thuật pháp trong lúc đó dường như mất đi liên hệ thi thể bạo liệt không thể dùng sở hữu thuật pháp đều bị phong ấn nở đầu nhìn lên trong tinh không xuất hiện một cái lớn đại kết giới cấm pháp kết giới lâm mặc ngữ nhẹ giọng thì thầm đây là ác ma tộc chiêu bài kết giới chuyên môn dùng để đối phó nhân tộc tu luyện giả ở đại thế giới vạn ngàn chủng tộc bên trong Nhân tộc thiên phú có thể tính được nhất bình thường nục thân không mạnh linh hồn không mạnh không có năng lực đặc thù duy nhất ưu điểm đó chính là nhân tộc có cực mạnh năng lực học tập chỉ cần cho nhân tộc đầy đủ thời gian là có thể nắm giữ làm cho các tộc cũng nhức đầu các loại thuật pháp sau lại ác ma tộc liền phát minh cấm pháp kết giới cấm pháp kết giới có thể hạn chế sở hữu thần tôn cảnh trở xuống thuật pháp thần tôn bởi vì pháp tắc tinh hà tồn tại cấm pháp kết giới hiệu quả sẽ đại biên động yếu bớt mãi cho đến cao giai thần tôn bởi vì chạm đến quy tắc chi lực cấm pháp kết giới liền hầu như mất đi tác dụng. Bọn họ nhìn thấu Lâm Mặc Ngữ cảnh giới, Lâm Mặc Ngữ chỉ là thần vương, mặc kệ Lâm Mặc Ngữ thuật pháp có bao nhiêu quỷ dị cử đại, cấm pháp kết giới đều có thể đối với hắn tiến hành hạn chế, lệnh thuật pháp của hắn mất đi hiệu lực, mà bọn họ thân là đỉnh phong thần tôn, thuật pháp chung đã ẩn chứa một tia quy tắc chi lực, cấm pháp kết giới đối với bọn họ không có tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới. Cấm pháp kết giới vừa mở, Lâm Mặc Ngữ khô lâu đại quân cũng đã biến mất, điều này làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ hoảng sợ là ngàn vạn mà tính khô lâu đại quân dĩ nhiên không phải khô lỗi mà là thuật pháp thuật pháp so với khôi lỗi muốn kinh khủng hơn nhiều khôi lỗi nhiều hơn nữa nếu như là thần tôn nhị giai vậy cũng chỉ là thần tôn nhị giai thuật pháp thì lại khác thuật pháp là biết căn cứ chủ nhân của nó tu vi mà trưởng thành như một ba là chờ các loại lâm mặc ngữ đến rồi cao giai thần tôn hắn khô lâu đại quân lại sẽ trưởng thành đến mức nào chỉ là vừa nghĩ liên khiến ở đây sở hữu thần tôn cảm thấy trái tim băng giá đến lúc đó bọn họ các tộc tai họa ngập đầu sợ cũng phải đến vui chính là hiện tại lâm mặc ngữ bị bọn họ hạn chế chắc cánh khó thoát đã không thể làm cho người này sống sót nhất định phải giết bất kể đại giới giết hắn đi thừa dịp hắn còn nhỏ yếu lập tức giết hắn đi bằng không các tộc đều muốn tao ương hắn so với tiêu chiến thiên còn muốn đáng sợ mọi người đều toát ra giống nhau ý niệm trong đầu sắc y tăng lên mấy lần ác ma tộc đầu độc chi ma thần tôn phát sinh thanh âm trầm thấp lâm mặc ngữ từ bỏ chống lại a à. chống lại sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ buông tha mới có thể vui sướng thanh âm của hắn mang theo nồng nặc đầu độc chi lực muốn đem lâm mặc ngữ linh hồn kéo vào bóng đêm vô tận đáng tiếc không hề có tác dụng bị ngạn cảnh linh hồn không nhìn loại trình độ này đầu độc chi lực chương 2242 có chút thuật pháp là không phòng được ác ma tộc sáu vị đỉnh phong thần tôn lấy đặc biệt chỗ đứng hợp thành một cái đặc thù trận thế bao vây lâm mặc ngữ trong đó có đầu độc chi ma cùng huyễn ma mặt khác có hai vị tới từ địa ngục phe liệt diễm ác ma đến từ thâm uyên phe thâm uyên long ma cùng với tam đầu cự xà ma đầu độc chi ma phụ trách đầu độc đối với linh hồn tiến hành quấy nhiễu cho dù là đỉnh phong thần tôn ở một mức độ nào đó đều sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời đầu độc chi ma tồn tại lâm mặc ngữ suy đoán ác ma tộc thậm chí còn hy vọng có thể khống chế chu kỳ vũ làm cho hắn biến thành ác ma tộc nhân bởi như vậy chu kỳ vũ sẽ trở thành trong nhân tộc tầng cao nhất nội gian so với giết chết chu kỳ vũ cứ như vậy đối với nhân tộc thương tổn lớn hơn vô số lần Mà huyễn ma phải là phối hợp đầu độc chi ma hai loại ác ma phối hợp với nhau mang tới hiệu quả biết tăng lên gấp bội vô luận là đầu độc chi ma vẫn là huyễn ma ở ác ma tộc trung đô thuộc về hy hữu giống đặc biệt là có thể tu luyện tới đỉnh phong thần tôn đã ít lại càng ít một phần vạn thất bại bọn họ bị chu kỳ vũ giết chết đối với ác ma tộc mà nói đem là tổn thất to lớn 21 cho nên nói ác ma tộc vì lần này tiến hành rồi một lần đánh cược kèm theo đầu độc thanh âm lâm mặc ngữ ánh mắt đảo qua sáu vị ác ma trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều đầu độc thanh âm vẫn còn tiếp tục nỗ lực xâm lấn linh hồn của chính mình khống chế chu kỳ vũ không dễ dàng như là khống chế chính mình liền dễ dàng hơn nhiều dù sao mình chỉ là thần vương huyễn ma cũng đã động tác từng đạo pháp tác chi lực phối hợp đầu độc thanh âm tập kích mà đến muốn cao cùng với chính mình tiến nhập huyễn cảnh bất qua tất cả xâm lấn đều bị thế giới linh hồn ngăn trở bị ngạn cảnh linh hồn từ ngọc bích lũy không phải dễ dàng như vậy đột phá đám ác ma không có trước tiên chảm sát chính mình lâm mặc ngữ rất rõ ràng so sánh với chảm sát chính mình bọn họ càng muốn khống chế chính mình đám ác ma nỗ lực khống chế lâm mặc ngữ đồng thời lâm mặc ngữ cũng suy tư về như thế nào đối phó bọn hắn liệt diễm ác ma là ác ma tộc bên trong chủ yếu tay chân số lượng rất nhiều chiến lược cường đại khuyết điểm chính là dễ nộ đầu không dễ dùng lắm cho tu vi để cao khuyết điểm này càng ngày sẽ càng rõ ràng kết quả chính là liệt diễm ác ma rõ ràng số lượng rất nhiều cương gia tối đỉnh lại không so với đường hệ ác ma nhiều rắn ba đầu ma cùng thâm uyên long ma là ác ma tộc bên trong thâm uyên nhất hệ toàn thân đều tàn ra quỷ dị âm trầm khí tức lâm mặc ngữ cùng thâm uyên long ma đã từng quen biết biết sự cường đại của hắn thâm uyên long ma cũng là vương tộc một trong có người nói sở hữu một tia long tộc huyết mạch chiến lực cường đại có thể nói đồng cảnh vô địch rắn ba đầu ma lâm mặc ngữ không có đã từng quen biết chỉ là xem qua tài liệu rắn ba đầu ma có ba cái đầu mỗi cái đầu đều có một cái độc lập thiên phú thuật pháp không chế ba loại pháp tắc cực kỳ quỷ dị lâm mặc ngữ quyết định cầm thâm uyên long ma khai đao sáu vị ác ma thần tôn trung thâm uyên long ma công phạt cường đại nhất đối với uy hiếp của mình lớn nhất còn như đầu độc chi ma cùng huyễn ma bọn họ chủ yếu thủ đoạn là đầu độc cùng khống chế đối với mình uy hiếp nhỏ nhất có thể lưu đến cuối cùng xạ hồn cung xuất hiện ở trong tay lâm mặc ngữ đang định di chuyển lúc tu nốt chu kỳ vũ kết giới bỗng nhiên phát sinh ầm vang cả tòa kết giới đều chấn động bảo tháp phật đà tụng phật thanh âm gián đạn các ngươi động tác nhanh lên một chút, ta một cái người trói không được hắn lâu lắm. lúc này duy nhất hắc thạch tộc thần tôn nói rằng ta tới, hắn một cánh tay tại chỗ ngăn ra, bay thẳng vào kết giới, cột tay ở bên trong kết giới nổ tung, hóa thành vô số hắc sắc bột phấn chiếu xuống chu kỳ vũ trên người kết giới lần thứ hai biến đến an tĩnh lại. lâm mặc ngữ nhưng ở lúc này nghe được chu kỳ vũ thanh âm trước hết giết hắc thạch tộc hắn mà nói trong nháy mắt làm cho lâm mặc ngữ cải biến tuyển định mục tiêu, nhắm ngay hắc thạch tộc thần tôn vấn đề là hiện tại không cách nào đối với hắn tiến hành linh hồn tập trung thuật pháp bị phong ấn cũng vô pháp sử dụng hài cốt địa ngục tiến hành tiêu ký hắc thạch tộc nhân cảm nhận được lâm mặc ngữ ánh mắt cả người run lên cấp tốc gùi lại vừa rồi lâm mặc ngữ miểu sát bốn vị kim ưng tộc thần tôn hình ảnh còn rõ mồn một, một trước mắt lâm mặc ngữ thuật pháp quá cường đại quỷ dị nhưng cùng lúc hắn vại nghĩ đến lâm mặc ngữ thuật pháp đã bị phong ấn căn bản không dùng được lúc này lại yên tâm lại như lòng dạ bên trong sợ hãi hạt giống đã trồng vẫn còn có chút sợ hãi hắc thạch tộc thần tôn gầm nhẹ nói các ngươi nhanh lên một chút động thủ giết hắn đi đầu độc chi ma cùng huyễn ma thấy không chế của mình thủ đoạn vô hiệu lập tức buông tha liệt diễm ác ma phun ra ác ma chi hỏa trong tinh không hạ xuống vô biên hỏa vũ phương viên trăm ngàn dặm đều bị họ lửa màu xanh sẫm bao phủ ác ma chi hỏa không chỉ có nhiệt độ cực cao hơn nữa mang theo mãnh liệt hủ thực tính lâm mặc ngữ huy động hoàng kim kiếm hoàng kim quy tắc hình thành phòng ngự đưa hắn vững vàng bảo vệ thâm uyên long ma phun ra long tức long tức hóa thành tia chớp màu đen không ngừng đánh phía lâm mặc ngữ rắn ba đầu ma bên trái một chỉ đầu hai mắt toát ra hào quang màu xám lâm mặc ngữ thân thể cứng đờ trên da bao trùm một tầng vui vật chất thạch pháp tắc thạch hóa lâm mặc ngữ trong nháy mắt minh bạch đây là tới từ thạch pháp tắc thuật pháp có thể đem mục tiêu thạch hóa thuật pháp bị cống liền bị động thuật pháp đều chịu ảnh hưởng không cách nào miễn dịch các loại dị thường trạng thái tình huống đối với lâm mặc ngữ thập phần bất lợi lâm mặc ngữ cũng không bối rối khẽ quát một tiếng khi tức bắt đầu tăng vọt trong chớp mắt lâm mặc ngữ đã đạt được tiểu thần tôn một giây phía sau lâm mặc ngữ đột phá tiểu thần tôn chính thức đi vào thần tôn hơi thở của hắn một đường kéo lên mãi cho đến thần tôn ngũ giai một cái sám trắng xe nhau lộng lẫy tinh hà từ lâm mặc ngữ đầu đỉnh hiện lên kỳ dị tinh thần từ phía sau dâng lên nhảy tiến nhập pháp tắc tinh hải cho bạch nhị sắc tinh quang rơi xuống hình thành nguyệt chiếu tinh hà cảnh tượng kỳ dị ở đây thần tôn vào giờ khắc này đều vô cùng khiếp sợ không dám tin tưởng pháp tắc dị tượng hơn nữa sắp nhập vào pháp tắc tinh hà dị tượng hắn không phải thần vương sao làm sao đột nhiên đến thần tôn đây là cái gì bí pháp kinh khủng như vậy thuật pháp không phải hẳn là bị cấm rồi sao vì sao cái bí pháp này không có bị cấm thuật pháp quả thật bị cấm bất quá bị cấm chỉ là phổ thông thuật pháp bản nguyên thuật 913 pháp không ở nhóm này bản nguyên thuật pháp tầng cấp quá cao nó đến từ nguyên chim tần chứa bổn nguyên chi lực không phải phương pháp bình thường có thể hạn chế lợi dụng bản nguyên thuật pháp tu lực lâm mặc ngữ đột phá tới thần tôn cấm pháp kết giới hiệu quả nhất thời giảm bớt đi nhiều lâm mặc ngữ lại cùng mình thuật pháp hàng tinh bắt được liên lạc thuật pháp đã có thể dùng chỉ là giống như thi thể bạo liệt chớ chu các loại công kích loại thuật pháp uy lực muốn yếu bớt một ít mà triệu hoán loại cùng hai cốt địa mục thuật pháp như vậy đã hoàn toàn không bị hạn chế lâm mặc ngữ trong lòng hơi động hai cốt địa mục trong nháy mắt hiện lên bao phủ tinh không trong địa ngục đại lượng nô lệ lao ra thẳng hướng các vị thần tôn trong đó bốn cái kim ương tộc thần tôn nô lệ đồng thời thẳng hướng hắc thạch tộc thần tôn đồng thời nhìn vại danh khô lô thần tướng một lần nữa xuất hiện ở trong tinh không đem mấy vị thần tôn đoàn đoàn bao vây trong lúc nhất thời kiếm khí xua tan hắc ám trang tinh kiếm khí ở trong tinh không đan vào thành biển cái gì đồ vật đây là cái gì thuật pháp mọi trừ bảo thác phật đã bên ngoài các vị thần tôn dồn dập hoàn thủ không sợ ngươi hoàn thủ liên sợ ngươi không hoàn thủ hắc thạch tộc thần tôn vừa động thủ hai cốt địa ngục liên trong nháy mắt hoàn thành tiêu ký lâm mặc ngữ cũng đồng bộ hoàn thành tập trung cổ phù mọc phiến xuất hiện ở trong tay sở lữ linh hồn lực rót vào trong đó đồng thời lâm mặc ngữ đầu ngó tay xuất hiện một giọt vạn thải chi thủy đưa vào cổ phù mọc phiến cổ phù mọc phiến nở rộ hào quang óng ánh một chỉ cự quyền trong nháy mắt hình thành hướng phía hắc thạch tộc thần tôn đánh tới chương hai nghìn hai trăm bốn mươi ba hắn là thánh tôn con tư sinh sao nạn thải chi thủy sở hữu thần tôn ánh mắt co lại nhanh chóng đế rồi bọn họ cái này tầng thứ làm sao có thể không biết vạn thải chi thủy dùng vạn thải chi thủy tăng phúc công kích lại tăng thêm của phù ngọc phiến mang tới quy tắc chi lực uy lực của một quyền này sợ là vượt quá tưởng tượng hắc thạch tộc thần tôn tại chỗ tạc mau toàn thân hòn đá phát sinh tiếng cọ sắt chói tay hắn không hề nghĩ ngợi tại chỗ liền muốn trốn ngay cả mình đứt tay cũng không cần càng chưa nói đi phong khốn ở chu kỳ vũ hiện tại hoàn toàn chính là bảo mệnh quan trọng hơn cái gì khác đều không quản được hắn bản năng nói cho hắn biết nếu như bị một quyền này bắn trúng hắn phải chết lâm mặc ngữ lắc đầu ngươi chạy không thoát cổ phù cự quyền chiếu lấp lánh mặt trên sinh ra đáng sợ hấp lực tóm chặt lấy hắc thạch tộc thần tôn hắc thạch tộc thần tôn không chỉ có không có thể chạy đi ngược lại không tự chủ được hướng phía nắm tay tới gần lâm mặc ngữ không nhìn hắn nữa hắc thạch tộc thần tôn chết chắc rồi có vạn thải chi thì ra chỉ Của phù ngọc phiến phát ra một quyền này đã vượt qua đỉnh phong thần tôn cho dù không đến bỉ lạn cảnh trên lịch cũng sẽ không nhiều lắm nhanh giết lâm mặc ngữ không nên nương tay toàn lực giết hắn tắc ma tộc thần tôn giống giận thế tiến công càng thêm điên cuồng nhưng là ở hoàng kim kiếm dưới sự bảo vệ bọn họ trong lúc nhất thời cũng bắt không được lâm mặc ngữ vang lên bên tai hắc thạch tộc thần tôn kêu thảm thiết thân thể hắn ở cổ phù cự quyền giới hóa thành bụi mù hắn vừa chết chu kỳ vũ trên người nhất thời bay ra vô số hắc khí mới vừa ổn định lại kết giới lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên bảo tháp phật đà toàn lực ứng phó trấn thủ kết giới đỉnh đầu hắn bảo tháp rơi xuống tinh quang bên trong kết giới bảo tháp cũng đồng dạo rơi xuống tinh quang bao phủ chu kỳ vũ từ sắc mặt của hắn có thể thấy được bằng vào một mình hắn rất khó vây khốn chu kỳ vũ lâm mặc ngữ cũng biết chỉ cần mình lại kéo chút thời gian chu kỳ vũ có thể thoát khốn hiện tại chính là ở tranh thời gian tắc ma thần tôn nhóm muốn thời gian ngắn nhất giết chết lâm mặc ngữ một ngày chu kỳ vũ thoát khốn cái kia chết chính là bọn họ thâm uyên long ma gầm nhẹ một tiếng phát sinh một tiếng kịch liệt long ngâm đồng thời phun ra rộng lượng máu đen máu đen ở trong tinh không hội tụ thành đoàn tản mát ra re mũi mùi máu tươi lấy ta máu tôn mời lão tổ thanh âm to lớn vang lên tiên huyết ầm ầm tạc hình hình thành huyết vũ huyết vũ chung một cái cự đại long nhãn xuất hiện sau đó là toàn bộ long thân không phải thật sự thân mà là hư ảnh bỉ lạn cảnh hình chiếu tới được hư ảnh lâm mặc ngữ nhìn một cái lại còn là người quen cũ tôi không là người khác chính là phân thân bị chính mình giết sạch đầu kia thâm uyên long ma là ngươi long ma hình chiếu nhìn lấy lâm mặc ngữ mãnh địa phát sinh gầm lên giận dữ lâm mặc ngữ mỉm cười đã lâu không gặp cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt long ma hình chiếu nổi giận gầm lên một tiếng bản tôn ăn ngươi hắn mở ra miệng máu hướng phía lâm mặc ngữ vào tới lâm mặc ngữ không lọt vào mắt hắn hắn tin tưởng hoàng kim kiếm có thể bảo vệ được chính mình hắn khóa được rồi ở đây thâm uy long ma bản thể đầu đỉnh xuất hiện xạ hồn cung linh hồn rót vào trong đó tạo thành một chi tử sắc hồn tiễn lấy hắn thần tôn ngũ giai cảnh giới dù cho hợp với chính mình bị ngạn cảnh linh hồn một mũi tên này nhiều lắm cũng liền có thể đối phó một cái thần tôn lục giai bất quá tiễn này chỉ là cơ sở lâm mặc ngữ lại lấy ra năm giọt vạn thải chi thủy toàn bộ đưa vào tiễn trung hồn trên tên nhất thời bị dính vào các loại màu sắc biến thành sương mù sau đó tín niệm chi lực lần nữa đối với hồn tiễn tiến hành tăng phúc bây giờ tín niệm chi lực không nhiều lắm nhưng có thể tăng phúc một ít là một ít pháp tắc tinh hà chút xuống đại lượng pháp tắc chi lực dung nhập hồn tiễn hồn trên tên cho bạch nhị sắc chớp động biến đến bình phục sắp bén hồn tiễn không gian chung quanh bắt đầu đổ nát ti ti lũ lũ quy tắc chi lực bắt đầu phát ra lại là vạn thải chi thủy hơn nữa không chỉ một tích có ốc chừng nam giặc hắn ở đâu ra hình nhiều như vậy vạn thải chi thủy nhân tộc những thứ kia lão ra hỏa không khỏi cũng quá hậu đãi hắn a à. hắn là thành tôn con tư sinh sao thâm uyên long ma đã sinh ra hoảng sợ một mũi tên này rất nguy hiểm dư hồn tiễn chợt lóe lên bắn về phía thâm uyên long ma rắn ba đầu ma trung gian đầu đồng thời bắn ra mờ tối quang mang mờ tối quang mang phát sau mà đến trước vừa lúc mệnh trung hồn tiễn rắn ba đầu ma ở giữa tiếng kêu gào thê thảm lui lại toàn thân miếng vải hầu như muốn nổ tung trung gian đầu muốn phun ra tiên huyết đồng dạng huyết dài trời cao nhưng là bởi vì lần này ngăn cản hồn mũi tên lực công kích trí ít yếu bất ba thành thâm uyên long ma trong lòng cảnh báo đại tác phun ra một ngụm sám lạnh ngoại hình chung đánh vào hồn chiến tên tiếng chuông ở trong tinh không quanh quẩn hồn tiễn rốt cuộc bị đỡ xuống thâm uyên long ma nhãn thần rốt cuộc thoáng có chút yên tâm hắn không cách nào tưởng tượng lâm mặc ngữ vì sao có thể thi triển ra đáng sợ như vậy công kích vừa rồi mũi tên kia nếu như mệnh trung chính mình chính mình không chết cũng phải lột lớp ra long ma hình chiếu giống giận lão phu an ngươi hắn mở ra long khẩu long khẩu trung sinh ra vô biên hấp lực muốn đem lâm mặc ngữ mốt chọn Thanh tự bỉ ngạn cảnh thâm uyên long ma hình chiếu đồng dạ có thể thao túng quy tắc chi lực lâm mặc ngữ hừ nhẹ một tiếng hoàng kim kiếm lộng lẫy phát quang hướng phía long ma hình chiếu một kiếm vung ra đồng thời có năm giọt vạn thải chi thủy bay ra rơi vào hoàng kim kiếm bên trên trong tinh không nhất thời xuất hiện một thanh cự đại kim kiếm trên thân kiếm cháy hừng hực kim hoán chém về phía long ma hình chiếu thiên thánh tôn hoàng kim quy tắc ngươi làm sao có khả năng sở hữu thiên thánh tôn pháp bảo long ma hình chiếu bị kim kiếm chém trúng trong nhánh mắt bị đốt ở kim diễm trung bị đốt thành cho bụi lại là vạn thái chi thủy ngươi không nên nhiều như vậy vạn thái chi thủy thông uyên long ma thét chói tai hắn gọi tới lão tổ hư ảnh đã vậy còn quá đơn giản đã bị diệt phải biết rằng mặc dù chỉ là bỉ lạn cảnh hư ảnh nhưng chân chính lực lượng so với chính mình chắc chắn mạnh hơn lâm mặc ngữ mang theo cười nhạt tự nhiên không có khả năng trả lời hắn ngân phiên dưới sự công kích hắn hồn lực đã hao hết hắn khẽ quát một tiếng khi tức lại tăng lên nữa đạt được thần tôn lục giai linh hồn tại chỗ tan vỡ ớt. sở hữu thần tôn sửng sốt một chút lâm mặc ngữ dĩ nhiên tự sát linh hồn tan vỡ ớt, chết đến mức không thể chết thêm nhưng chỉ là sát na bọn họ dồn dập biến sắc một tia sáng tím hiện lên lâm mặc ngữ hoàn thành trọng dinh sau đó bản nguyên thuật pháp phát động khi tức lần thứ hai kịch liệt đề thăng một giây phía sau lâm mặc ngữ trở lại đỉnh phong lần nữa trở lại thần tôn ngũ giai hôn lực dồi dào khí tức cường đại hắn đang giờ trò quỷ gì hắn làm cái gì khó hiểu không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt sự tình vượt qua xa phạm vi hiểu biết của bọn họ lâm mặc ngữ bí pháp vì sao cường đại như vậy vì sao có thể khởi tử hoàn sinh vì sao tổng thần vương biến hóa nhanh chóng thành thần tôn lại một điểm đại giới cũng không cần trả giá trả lời bọn họ chỉ là lâm mặc ngữ bé nhọn hơn thế tiến công xa hồn cung bên trên xuất hiện lần nữa từ sắc hồn tiễn đồng thời có người giọt vạn thải chi thủy bay ra, dung nhập trong đó. Lâm Mặc Ngữ đem còn thừa lại tín niệm chi lực cũng toàn bộ rót vào. Hồn tiễn từ quang nhảy lên, quy tắc chi lực tự nhiên mà sống, không gian chung quanh bắt đầu tan vỡ. Hồn trên tên tản mát ra lệnh đỉnh phong thần tôn sợ hãi khi tức rảnh rỗi, vạn thải chi thủy, lại là vạn thải chi thủy, vì sao ngươi có nhiều như vậy vạn thải chi thủy? Mấy vị thần tôn thét lên, liền bọn họ đều khó khăn được thu được một giọt vạn thải chi thủy, có thể Lâm Mặc Ngữ lại thuận tay có thể lấy ra, hắn thật là thánh tôn con tư sinh sau coi như là thánh tôn cũng không phải như thế dùng a à. bọn họ đã tâm sinh thổi ý rắn ba đầu ma cái thứ ba đầu tự động bóc ra hóa thành thiểm điện bắn tới lâm mặc ngữ bên người một cái đen nhánh pháp tắc tinh hà xuất hiện có rắn trên đầu ngay sau đó đầu rắn ầm ầm tự bạo tinh không tại chỗ đổ nát một cái lỗ đen xuất hiện ở trong tinh không chương hai nghìn hai trăm bốn mươi xong chạy mau đầu rắn đột nhiên tự bạo kỳ cả pháp tắc tinh hà cùng nhau làm nổ Quy lực cực lớn, có thể so với một vị đỉnh phong thần tôn tự bạo, bạo tạc vỡ nát tinh không, đưa tới vô số năng lượng loạn lưu. Trong lúc nổ tung tạo thành một cái lỗ đen, Lâm Mặc Ngữ bị lỗ đen cắn nuốt, lỗ đen dường như cắn nuốt toàn bộ, liền hoàng kim quy tắc quang mang đều bị che đậy. Cường đại lực lượng bộc phát ra, hình thành tịch liệt sóng xung kích, hướng phía mọi người đánh thẳng tới. Bảo tháp Phật đã đỉnh đầu bảo tháp, rơi xuống vạn điểm tinh quang, đưa hắn vững vàng bảo vệ. Đám ác ma cũng lấy đỉnh phong thần tôn lực lượng, chống cự lại sóng xung kích bọn họ vắt dao nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung mắt không hề nháy một cái bảo tháp phật đà mặt không biểu cảm hắn đồng dạng nhìn chằm chằm bạo tạc đưa tới lỗ đen đồng thời hắn nối với rắn ba đầu ma hiện lên một tia cảnh giác rắn ba đầu ma tự bạo đã đạt đến đỉnh phong thần tôn chân chính cực hạn pháp tắc xảy ra thăng hoa dẫn động quy tắc chi lực loại này lực lượng đã đã đủ nổ chết bất luận cái gì đỉnh phong thần tôn chết rồi a à, hẳn là chết rồi thiếu một cái đầu rắn ba đầu ma lúc này khí tức hơi lộ ra ủy oải ta dùng thâm uyên hắc tinh hấp dẫn tới lỗ đen pháp tắc ở đầu rắn là ngươi hai ngàn năm một lần làm nổ không có lý do tạc bất tử hai ngàn năm tích lũy vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát uy lực của nó xác thực kinh người bất quá rắn ba đầu ma trả giá bảy trong người ba đại giới cũng rất lớn hắn tổn thất một cái đầu đầu trọng sinh cũng không chắc trở chắc trở là khôi phục lại ban đầu trình độ hai ngàn năm tích lũy muốn hoàn toàn khôi phục hầu như là không có khả năng bất quá nghĩ đến có thể giết chết lâm mặc ngữ dường như cũng đáng giá lúc này kết giới bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên chu kỳ vũ dường như cảm ứng đến bên ngoài tình huống bắt đầu điên cuồng dãy ruộng bảo tháp phật đà biến sắc ta không chấn áp được hắn mau tới giúp ta mây cai ác ma lập tức hướng phía kết giới bay đi muốn một lần nữa không chế kết giới đột nhiên một đạo tầm thường tử quang từ trong hắc động bay ra trong nháy mắt chui vào thâm uyên long ma đầu thâm uyên long ma lúc này dừng ở trong tinh không mất đi phản ứng tinh quang trong mắt biến đến ảm đạm linh hồn tại chỗ yên diệt tiếp lấy ầm vang một tiếng thật lớn rắn ba đầu ma thân thể tại chỗ nổ tung đồng thời cuối cùng bị giết chết kim ương tộc thần tôn thi thể của hắn hoàn toàn hóa thành bụi mù toàn bộ phát sinh quá nhanh coi như bọn họ là đỉnh phong thần tôn đều không thể phản ứng kịp hồn tiễn giết chết thâm uyên long ma thi thể bạo liệt giết chết chỉ còn nửa cái mạng rắn ba đầu ma lâm mặc ngữ trong nháy mắt hoàn thành hai chuyện không tốt lâm mặc ngữ còn sống ý niệm trong đầu vừa mới lên một đạo ánh kiếm màu vàng óng cắt lỗ đen trùng điệp chém ở kết giới bên trên đang ở chấn động kịch liệt kết giới cho một kiếm này triệt để nổ tung trong sở hữu người trong lòng đều dâng lên cùng là một cái ý niệm trong đầu cười điên cuồng âm thanh triệt tinh không một cái lộng lẫy vô cùng pháp tắc tinh hà hiện lên ở trong tinh không pháp tắc trong tinh hà vô số tinh thần đang ở vỡ nát huyễn diệt toàn bộ pháp tắc tinh hà tràn đầy kinh khủng hủy diệt chi lực thế đội thứ hai chung nhất cường đại pháp tắc một trong tái tinh pháp thì phương pháp này thì dưới tinh thần băng giải không có gì không phải toái Pháp Tắc Tinh Hà bên trên, Chu Kỳ thân ảnh hiện hiện ra, người khác pháp tắc tinh hà đều ở đây đầu đỉnh hiện lên, mà Chu Kỳ vũ pháp tắc tinh hà, mà là còn cuốn nó, thậm chí có bộ phận đã tiến nhập thân thể hắn, hóa phân lẫn nhau. Chạy mau. Còn lại bốn cái ác ma tộc thần tôn cùng với bảo tháp Phật đá say người bỏ chạy, Chu Kỳ vũ mang theo cười nhạt, các ngươi trốn không thoát. Hắn thoại âm rơi xuống, pháp tắc tinh hà đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt bao phủ mình vạn dặm tinh không, pháp tắc tinh hà đưa bọn họ toàn bộ thơ phệ năm người đồng thời chịu đến pháp tác trùng kích dồn dập phát sinh kêu rên bảo tháp phật đã đầu đỉnh một tòa bảo tháp phật tháp rơi xuống quang huy bảo vệ thân toàn bộ trong tay hắn còn nhiều lấy một tòa bảo tháp cùng đỉnh đầu bảo tháp giống nhau chỉ là càng khéo léo hơn cái tòa này bảo tháp chính là lúc trước ở trong kết giới chân áp chu kỳ vũ tòa kia trong tay bảo tháp phóng xuất dày đặc thiểm điện ngáng ngựa ở pháp tắc trong tinh hà đánh ra một con đường lấy đầu đỉnh bảo tháp hộ thân trong tay bảo tháp mở ra hai tòa bảo tháp nhất công nhất thủ phối hợp vô gian nhìn qua bảo tháp phật đà trong lúc nhất thời cũng không có nguy hiểm nhưng ở toái tinh pháp thì duy trì liên tục đánh xuống hắn cũng không kiên trì được lâu lắm bốn gã ác ma tộc thần tôn khả năng liền khó chịu nhất là cổ hoặc chi ma cùng huyễn ma bọn họ nguyên vốn cũng không phải là chủ chiến loại ác ma vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều kém xa chủ chiến loại ác ma ở trong cảnh giới chính diện tác chiến năng lực hầu như đội sổ bọn họ cầu pháp tắc trong tinh hà gian nan cầu sinh rắn ba đầu ma tự bạo đưa tới lỗ đen tiêu thất lâm mặc ngữ tòa thân bị kim quang bao phủ bay ra nhìn qua hắn bình yên vô sự nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn trong tay hoàng kim kiếm đã ảm đạm rồi rất nhiều tựa hồ là quy tắc chi lực sắp hao hết kén xa phía trước lâm mặc ngữ trên người còn có một đạo tử quang quanh quần mới vừa tự bạo trong hắc động hoàng kim kiếm cũng chưa hoàn toàn đưa hắn bảo vệ hắn đã chết một lần lại đang thiên phú trung thu được tân sinh cuối cùng sử dụng vạn thải chi thì tao phúc hoàng kim kiếm mới chỉ có ngăn trở về sau công kích lâm mặc ngữ trong mắt lộ ra một vẻ may mắn may mắn có vạ thải chi thủy bằng không lần này liền nguy nhiệm đỉnh phong thần tôn xác thực không ra phải dễ trêu nếu là bọn họ sớm có chuẩn bị ta khả năng cũng sẽ đối mặt nguy hiểm về sau không thể sơ xuất nhất định phải cẩn thận nhìn thấy lâm mặc ngữ chu kỳ vũ cười ha ha tiểu tử tới rồi xem ta diệt đám này con diệt chúng ta tái hảo hảo uống rượu nói chuyện phiếm chu kỳ vũ lúc này tâm tình thật tốt từng trưởng đánh ra pháp tắc trong tinh hà sóng lớn bốc lên từng viên một tinh thần ở pháp tắc trong tinh hà nổ nát vụn tót ra khủng bố lực đánh vào giữa tiếng kêu gào thê thảm yếu ớt nhất huyễn ma rốt cuộc không có thể chịu đựng bị tạc thành thịt nát tận lực bồi tiếp cổ hoặc chi ma rất nhanh cũng bước huyễn ma dập khôn theo pháp tắc trong tinh hà chỉ còn lại có hai gã lê diễm ác ma bọn họ tự biết trốn không thoát bắt đầu điên cuồng phản kích các loại các dạng pháp bảo bị bọn họ ném từng món một ở pháp tắc trong tinh hà tự bạo pháp bảo tự bạo uy lực đồng dạng không nhỏ lệnh pháp tắc tinh hà chấn động vô dụng đừ dãy ruộng man ngoãn chịu chết đi chu kỳ vũ cao giọng cười pháp tắc tinh hà biến đến càng thêm bạo ngược chu kỳ vũ cao đứng trong đó dường như trong tinh hà thần chi nắm trong tay sinh tử pháp tắc tinh hà ở lây dính thần tôn tiên huyết phía sau tăng lên một vệt huyết sắc lâm mặc ngữ cảm giác được chu kỳ vũ pháp tắc bắt đầu thăng hoa xuất hiện quy tắc đặc tính tinh không biến đến vạn vẹo uy lực lớn biên độ tăng thêm vặn vẹo lực lượng rơi vào liệt diễm ác ma trên người liệt diễm ác ma thân thể xuất hiện diện tích lớn khe nứt bọn họ kêu thảm thiết không thôi dường như ở thừa nhận khó có thể tưởng tượng dần vạt bảo tháp phật đã lúc này đồng dạng thừa nhận toái tinh pháp thì công kích pháp tháp hạ xuống tinh quang đồng dạng đang vặn vẹo trên bảo tháp mặt không ngừng xuất hiện vết rách chỉ lát nữa là phải tan vỡ bảo tháp phật đã lấy ra một viên phật châu chập bóp nát tôi xin nhiều bảo cổ phật hàng lâm một đạo phật bằng vào không mà sống phật tiếng phẳng phất từ nhất địa phương xa xôi bay tới ở trong tinh không quanh quần pháp tắc tinh hà bên trên đột nhiên xuất hiện nhất tôn cổ phật cổ phật ngồi ở hoa sen trên bảo tọa dáng vẻ trang nghiêng uy áp trận trận đây là cổ phật một tia linh hồn lâm mặc ngữ lúc này phát hiện bảo thác phật đã bóp vỡ trong phật châu có một tia đa bảo cổ phật linh hồn lấy linh hồn vi dẫn đưa tới đa bảo cổ phật lực lượng đây mới thực là bỉ lạn cảnh lực lượng chu kỳ vũ pháp tắc tinh hà nhất thời xuất hiện bất ổn chu kỳ vũ cười ha ha một tia của phật linh hồn hào 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 lão chu ta liền lấy cổ phật chi linh vì thạch đạp lâm bỉ ngạn một dây kế tiếp một tia sáng tín chật lóe lên giữa từng quang phảng phất ẩn chứa vạn ngàn màu sắc xinh đẹp mộng huyễn chương 2245, cực hạn thăng hoa vô dụng từ sắc hồn tiễn chỗ đi khoa không gian đổ nát ti ti lũ lũ quy tắc chi lực ở hồn trên tên trong giọt vạn thải chi thủy dung nhập trong đó tướng hồn mũi tên lực lượng tăng lên tới trình độ kinh người lần nữa siêu việt thần tôn khó khăn lắm chạm đến bỉ lại tử sắc hồn tiễn chật lóe lên không có vào đa bảo cổ phật vừa mới xuất hiện nhiều bảo cổ phật còn đến không kịp phát sinh một điểm thanh âm toàn bộ hình chiếu tại chỗ tán loạn ngươi dám giết cổ phật bảo tháp phật đã mang theo không dám tin thần tình phát sinh tiếng kêu chói tai chu kỳ vũ cũng là khiếp sợ nhìn lấy lâm mặc ngữ tiểu tử ngươi hạ thủ cũng quá nhanh nha, à. lão phu còn muốn dùng để làm hòn đá kê chân đâu lâm mặc ngữ thấp nói rằng đã đặt chân còn rất nhiều ngày nĩ muốn tỉnh trực tiếp sát tiến phật tộc là được Bên trong cổ Phật hẳn không ít, Chu Kỳ Vũ sắc mặt cổ quái, ngươi đổ lão phu chơi đâu, sát tiên Phật tộc, Chu Kỳ Vũ có 10 cái mạng cũng không đủ a. À. Trừ phi ngày nào đó hắn thành thánh tôn, mới có thể đi Phật tộc bên trong đi dạo. Chu Kỳ Vũ hừ một tiếng, ngươi như thế có thể, cái này Phật đà giao cho ngươi, nói hắn giơ tay đối phó còn lại hai vã liệt diễm ác ma thần tôn. Lâm Mặc Ngữ thấy buồn cười, Chu Kỳ Vũ tính khí thật đúng là tiểu, không phải là đoạt hắn đá đặt chân nha, sẽ tìm một khối là được. Hai người tự nhiên nói căn bản không quan tâm bảo tháp Phật Đà cảm thụ, cũng không đem hắn để ở trong lòng. Giết đều giết rồi, còn hỏi làm sao dám? Bảo tháp Phật Đà cũng cảm giác mình những lời này có chút dư thừa, hắn đúng là bị Lâm Mặc ngữ dạ, Của Phật hình chiếu, nói giết liền giết. từ không lưu tình, bảo tháp rơi xuống tinh quang, ở chu kỳ vũ pháp tắc tinh hà giới không ngừng vặn vẹo, chỉ lát nữa là phải băng liệt. Lâm Mặc ngữ chỉ một ngón tay, hai cốt địa ngục hiện lên, ba phủ bảo tháp Phật Đà, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có, Liên chuẩn bị đi thế giới cực lạc a bảo tháp phật đà nỗ lực nắm trong tay đầu đỉnh bảo tháp đây là hắn là tối trọng yếu dựa lâm thí chủ chúng ta phật tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay quan hệ các ngươi phật tộc người đầu đều có chút vấn đề lâm mạc ngữ ngắt lời hắn chuyện cho tới bây giờ song phương cũng đã là không chết không ngớt con muốn nói hai tộc quan hệ hữu dụng không hai cốt địa mục chung bốn gã kim ương tộc thần tôn bay đi phối hợp phía trước họ tới khô lâu thần tướng hướng về phía bảo tháp phật đà triển khai của oanh lạng tạc thức công kích nếu là ở bình thường Đa bảo tháp Phật Đà cảnh giới nhiều hơn nữa khô lâu thần tướng cũng rất khó đối với hắn tạo thành thư tổ nhưng là bây giờ hắn bảo tháp mắt thấy liền muốn tan vỡ hai cốt địa mục cùng khô lâu thần tướng dường như đè chết nó cuối cùng một căn dương dạ tiến đến bổ đao bảo tháp ở trong công kích run không ngừng phía trên vết rách càng ngày càng nhiều đa bảo Phật Đà cũng cảm nhận được lâm mọc ngữ sắc ý một ngày bảo tháp tan vỡ chính mình chắc chắn phải chết hiện tại biện pháp duy nhất chính là liều rồi toàn lực đánh ra nếu như không thành vậy đi trước cực lạc nếu như thành vậy còn tiếp tục làm hắn Phật Đà nhĩ lại gian hắn có quyết định A Di Đà Phật Bảo Tháp Phật Đà tiên lấy Phật hiệu lại lấy ra một viên Phật châu trực tiếp ném vào trong miệng Phật châu vào miệng dường như đan dược vậy tan ra hơi thở của hắn kịch liệt tăng lên trên người của hắn pháp tắc từng bước hướng phía quy tắc chi lực chuyển hóa lợi dụng đan dược bí pháp mạnh mẽ đề thăng cảnh giới tuy là vẫn chưa tới bỉ ngạn cảnh nhưng vượt qua thần tôn Bảo Tháp Phật Đà lúc này trạng thái cùng chu kỳ vũ rất giống nhau chỉ nửa bước lướt qua pháp tắc tinh hà bốc vào bỉ ngạn nhưng chu kỳ vũ là thông qua chính mình lĩnh ngộ đi lên mà bảo tháp phật đà lại là đi qua đan dược bí pháp đi lên theo lâm mặc ngữ cái này liền thuộc về tự hủy căn cơ tương lai có lẽ bảo tháp phật đà cũng không có cơ hội nữa trở thành cổ phật bất quá bây giờ bảo mệnh quan trọng hơn hắn làm như vậy cũng có thể lý giải mất mạng tự nhiên cũng không khả năng trở thành cổ phật ở bảo tháp phật đà hoàn thành bí pháp đồng thời bảo tháp phật quang đồng thời nổ tung Bảo Tháp Pháp Bảo rốt cũng đạt được cực hạn, cả người đầy vết rách. Mất đi tác dụng. Bảo Tháp Phật Đà lúc này cũng là vật quang lộng lẫy, một cái đầy kim quang pháp tắc tinh hà xuất hiện ở bên người, pháp tắc tinh hà còn quấn hắn, không lại là xuất hiện ở đầu đỉnh, mà là vòng quanh chu vi. Tinh hà vòng quanh người cũng là một thân bước vào bỉ ngạn tư trí, có hát với còn lại thần tôn, Chu Kỳ Vũ nhìn lướt qua, tiểu tử, có cần giúp một tay hay không? Không cần, Lâm Mặc Ngữ cũng không bối rối cầm trong tay hoàng kim kiếm hộ thân không chế được bọn khô lâu điên cuồng công kích hai cốt chỉ trong mục nô lệ cũng đồng dạng đang điên cuồng công kích công kích kiểm nhìn như cường liệt nhưng rất khó chân chính lay động bảo tháp phật đà hắn ở pháp tắc tinh hà dưới sự bảo vệ bình yên vô sự a di đà phật bảo tháp phật đà tiên lấy phật hiệu nhìn về phía lâm mặc ngữ trong mắt mang theo cừu hận hôm nay chi nhân Lai khác chi quả lâm thí chủ chu thí chủ các ngươi từng bước tương bước bản phật đà cũng chỉ có thể vẹt ngói cùng tan trong tay hắn còn nhờ lấy một tòa sinh sắn bảo tháp bảo tháp nở rộ phật quang sau đó có kim sắc lôi điện đánh ra cảnh giới đề thăng pháp bảo uy lực cũng biến thành càng lớn kim sắc lôi điện biến thành lôi hải sẽ cùng bảo tháp phật đào pháp tắc tinh hà kết hợp lắng gượng ở chu kỳ vũ pháp tắc trong tinh hà chống đỡ ra khỏi một vùng không gian sau phương pháp tắc tinh hà bắt đầu đấu sức không ai nhường ai hai cốt địa mục ứng tiếng miền nát bên trong nô lệ tay chân cũng đồng thời tiêu thất lâm mặc ngữ khóe miệng trồi lên mỉm cười bắt được ngươi bảo tháp phật đã đánh tan hài cốt địa ngục làm cho lâm mặc ngữ thuận lợi hoàn thành tiêu ký lâm mặc ngữ biểu tình làm cho bảo tháp phật đã cảm thấy không lành lúc này lâm mặc ngữ một chỉ điểm ra hàng tinh cấp thuật pháp thi thể bạo liệt oanh một hồi nổ kịch liệt vô căn cứ mà sống giống như là phía trước giết chết kim ưng tộc thần tôn lúc như vậy vô thanh vô tức không cách nào phòng bị bảo tháp phật đà chỉ cảm thấy có vô cùng kinh khủng lực lượng rơi trên người mình giống như là cũng trong lúc đó có vô số chỉ có thể sợ nắm tay đập chúng chính mình thân thể dường như muốn bị xé nứt, chịu đến công kích không chỉ là nục thân, còn có linh hồn. cổ hoặc chi ma thi thể vào thời khắc này hóa thành bụi mù, biến mất. Lâm mặc ngứa hơi sững sờ, không chết. bệnh cứng cõi lắm a. À. lúc này sớm đã không có cấm pháp kết giới ảnh hưởng, một cái không có nổ chết bảo tháp Phật Đà, chỉ có thể nói cổ hoặc chi ma sinh mệnh lực quá yếu, Lệ chi thể bạo liệt uy lực cũng tương ứng yếu bớt. đồng thời cũng là bởi vì bảo tháp Phật Đà một chân bước vào bỉ ngạn, trở nên càng mạnh mẽ hơn mới chỉ có đỡ xuống lần này công kích thế nhưng không quan hệ bốn phía còn có thi thể huyễn ma thâm uyên long ma rắn ba đầu ma thi thể của bọn họ đều là vũ khí trừ bọn họ ra lâm mặc ngữ còn có hàng tinh hỏa đang thi thể ngón tay lại là một điểm trận thứ hai bạo tạc nhất thời bạo phát bảo thác phật đà căn bản không thể nào né tránh cũng vô pháp chống lại lại là một tiếng vang thật lớn bảo tháp phật đà bị tạc thành thương tích đầy mình trên người phật quang ảm nặng, liên pháp tắc tinh hà đều đứng bên bờ vực tan vỡ chu kỳ vũ pháp tác tinh hạt thừa cơ nghiền ép mà đến bảo tháp phật đà đã, đã tuyệt vọng lâm mặc ngữ công kích quá mức quỷ dị cường đại hắn không minh bạch chỉ là một cái thần vương mà thôi dựa vào cái gì có thể dễ dàng như vậy giết chết chính mình chính mình như là đỉnh phong phật đà a tương đương với nhân tộc đỉnh phong thần phật hiện tại càng là tự hủy căn cơ mạnh mẽ để thăng cảnh giới như trước vô dụng nhiều lắm cũng chính là nhiều ngăn cản hai cái tại sao sẽ như vậy lâm mặc ngữ dựa vào cái gì mạnh mẽ như vậy trong lòng hắn có quá nhiều nghi hoặc có thể đã định trước những thứ này nhi hoặc sẽ không đạt được đáp án. Lần thứ ba tiếng nổ mạnh truyền vào lỗ tai, Bảo Tháp Phật đã cảm giác được thân thể của chính mình đã triệt để tan vỡ, linh hồn cũng bắt đầu tán loạn, ý thức đang hướng vô biên hắc ám trụi xuống. A Di Đà Phật, linh hồn tiên nổi lên sinh mệnh một lần cuối cùng Phật hiệu đinh. Chương 2246, đạp bờ đường máu hàng nghĩa chân chính, liên nổ ba lần, Bảo Tháp Phật đã rốt cuộc đi trước tâm tâm đọc thế giới cực lạc. Cách đó không xa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hai vị liệt diễm ác ma thân thể tứ phân ngũ liệt dường như pháp tắc trong tinh hà tinh thần huyễn diệt chết ở toái tinh pháp thì phía dưới tất nhiên là không có toàn thay pháp tắc tinh hà từng bước tiêu tán một trận đại chiến cũng rút cuộc hạ màn kết thúc trong tinh không nổi lơ lửng không ít tàn thi thịt nát lâm mặc ngữ cũng sẽ không lãng phí lập tức làm theo khô lâu thần tướng bắt bọn nó thu tập liệt diễm ác ma thi thể hai phần thâm ươn long ma thi thể một phần bảo tháp phật đà thi thể một phần một trận đại chiến sau đó thu được ước chừng tứ phần đỉnh phong thần tôn thi thể là tăng thêm trao đổi tới được hàng tinh hỏa đằng thi thể lâm mặc ngựa ước chừng sở hữu năm phần thần tôn cửu giai chi thể cái này tương đương với năm cái cường đại binh khí mỗi một món đều có thể bộc phát ra siêu việt thần tôn tục cùng công kích ngoại trừ thi thể còn có mấy vị thần tôn lưu lại chữ vật đạo cụ bọn họ nhưng là đỉnh phong thần tôn a sống rồi mấy nghìn năm bắt được thứ tốt chắc chắn sẽ không thiếu còn có bảo tháp phật đã lưu lại một lớn một nhỏ hai tòa bảo tháp cái này hai tòa bảo tháp rõ ràng cho thấy một đôi lớn chủ thủ nò chủ công làm món công phòng nhất thể tốt đồ đạc chỉ tiếc hiện tại lớn bảo tháp đã tràn đầy vết rách bị đánh tàn phế nhưng thực lâm mặc ngữ trong mắt lóe tinh quang hỏng rồi không việc gì với hắn mà nói như trước có tác dụng lớn chu kỳ vũ đi tới lâm mặc ngữ bên người làm sao ngươi tới tìm ta rồi hả lâm mặc ngữ cười cười nghe nói ngài đang làm đại sự lên tới xem một chút có thể hay không giúp đỡ tay ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin người nói chu kỳ vũ cười hít mắt nhìn lấy lâm mặc ngữ một bộ quỷ mới tin bộ dáng của ngươi lâm mặc ngữ cười nói chiếm được nhất kiện thứ tốt đối với ngài khả năng có thể dùng chu kỳ vũ bị gợi lên lòng hiếu kỳ ô xem ra hẳn là là đồ tốt lấy chu kỳ vũ cảnh giới đối với hắn thứ hữu dụng ít lại càng ít lâm mặc ngữ cười ha ha ho có được thừa nước đục thả câu cái này không vội vãn bối ngược lại là rất tốt kỳ ngài làm sao sẽ bị vây ở chỗ này chu kỳ vũ nhíu mày có vẻ hơi phiền muộn việc này không đề cập tới cũng được Lâm Mặc Ngữ nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết, Chu Kỳ Vũ nhất định là ăn chút thua thiệt, bằng không cũng không trở thành như vậy. Nhưng này dạng vốn lại đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Cứ nói đừng ngại, ý tứ trong lời nói chính là, ngay có cái gì không vui nói ra, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Chu Kỳ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Mặc Ngữ, ai một tiếng, ta trước đây làm sao không có phát hiện tiểu tử ngươi là như vậy đâu, nghe người khác chuyện chui xảo, có như vậy hỏng ngoạn sao? Lâm Mặc Ngữ cười hì hì, nói một chút nha, ta cam đoan không cười hơn nữa tương lai ta cũng sẽ giống như ngài. Đừng đến lúc đó ta cũng bị người khác hố, Chu Kỳ Vũ đánh giá Lâm Mặc Ngữ, liền người. Ngươi không phải hố người khác cũng là không tệ rồi, còn sợ người khác bẫy ngươi. Tuy là hắn không phải rất muốn nói, có thể cuối cùng vẫn nói cho Lâm Mặc Ngữ, hắn sở dĩ tới nơi này có hai cái nguyên nhân. Một là Lâm Mặc Ngữ biết, từ ra cho tình báo, mấy tộc đỉnh phong thần tôn chuẩn bị đánh lén hắn, không cho hắn chân chính đạp Lâm Bỉ Ngạn, đồng dạng, Chu Kỳ Vũ cũng muốn đưa bọn họ trở thành đã đặt chân. Đạp bọn họ tiến hơn một bước, các tộc thần tôn muốn ngắm bắn Chu Kỳ Vũ, nếu như Chu Kỳ Vũ biết được phía sau, co đầu rút cổ không tiến lên, ngược lại sẽ ảnh hưởng đạo tâm, cuối cùng đưa tới thăng cấp thông thả. Thậm chí thất bại, sở dĩ Chu Kỳ Vũ có không thể không đi lý do. Ở Chu Kỳ Vũ giải thích chung, Lâm Mặc Ngữ lại minh bạch rồi một chuyện, cái gọi là đạp bờ đường máu, lấy giết vi dẫn, lấy huyết thành đường, cũng không phải là một câu khẩu hiệu, bên ngoài chân thật hàm nghĩa là ở trong chiến đấu tắm rửa tiên huyết ở trong chiến đấu làm cho chính mình lực lượng thăng hoa lấy địch nhân máu làm vì mình đã đặt chân chân chính nhảy lên bỉ ngạ cho dù là một chân đã đặt chân bỉ ngạ nhưng chân chính muốn đi vào bỉ ngạn cảnh còn cần thời gian không mắn lán thì vài chục năm lâu là mấy trăm hơn ngàn năm tiến hành đạp bờ đường máu một đường chém giết Rồi trào tiên huyết chiến ý có thể hữu hiệu rút ngắn bộ phận này thời gian sở dĩ tuyệt đại bộ phận thần tôn ở lĩnh mộ được bỉ ngạn cảnh chân đế một chân bước vào bì nạn phía sau đều sẽ tiền trạch con đường này chỉ là nguyên nhân này cũng đã đầy đủ chu kỳ vũ đến đây cái nguyên nhân thứ hai đồng dạng là đến từ từ gia tình báo thật tộc dường như phát hiện thu được chu tức chi chứng phương pháp lần này bảo thác phật đã qua đây chính là nghĩ đến nếm thử nhìn có hay không cái khả năng này nếu như có thể thực hiện lần sau cổ phật thậm chí phật tổ sẽ xuất thủ qua đây thu lấy chứng chu tước chu tức chiến trường là chu kỳ vũ địa bàn chu kỳ vũ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến Chu Kỳ Vũ tới, chỉ là không nghĩ tới. Các tộc thực sự nhằm vào Chu Kỳ Vũ bày ra thiên la địa võng, thủ hành chính là kết giới. Cái toàn này kết giới trải qua đặc thù cải tạo, chuyên môn vì nhằm vào Chu Kỳ Vũ mà sống. Trong kết giới ẩn chứa ác ma tộc bị ngạn cảnh quy tắc chi lực, lệnh Chu Kỳ Vũ tái tinh pháp thì uy lực giảm bớt đi nhiều. Thứ nhi chính là Hắc Thạch tộc, Hắc Thạch tộc đỉnh phong thần tôn, lấy tự tổn làm giá, hóa thành hắc vấn lao tù, lệnh Chu Kỳ Vũ không cách nào thoát đi. Sau đó chính là vật tộc, bảo Thác phật đà dùng hắn từ mẫu tháp không ngừng công kích chu kỳ vũ tiêu hao hắn lực lượng làm hắn không thể quản hết được kim ưng tộc đồng dạng sử dụng thần tôn cảnh cao đẳng pháp bảo sáng tạo ra một cái không gian độc lập ở bên trong vùng không gian này lan cách chu kỳ vũ không cách nào từ ngoại giới cảm ngộ pháp tắc cứ như vậy chỉ cần thời gian kéo dài quá lâu dù cho không thể giết chết chu kỳ vũ cũng có thể chặt đứt hắn thăng cấp bỉ lạn con đường nguyên bản hết thảy đều kế hoạch rất hoàn mỹ chu kỳ vũ cũng quả thật bị khốn kết quả không nghĩ tới. Lâm Mặc Ngữ tới, phá hủy toàn bộ kế hoạch, các tộc người hai vị đỉnh phong thần tôn, một cái đều không chạy đi, toàn bộ bỏ mình, càng bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, trước đó phong tỏa không gian, liền tin tức đều truyền không quay về. Chu Kỳ Vũ nói sau đó nhìn lấy Lâm Mặc Ngữ. Tốt lắm, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, Chu Kỳ Vũ thừa nhận mình lần này là khinh thường, cũng có thể nói đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin, bằng không cũng không trở thành rơi vào bẫy dập. Lâm Mặc Ngữ cũng không có cười, chỉ là nghi ngờ hỏi: Lai like chiến hạng đâu? Chu Kỳ Vũ nói rằng: Chiến hạng tự nhiên là nộp lên, từ ta mở ra đạp bờ đường máu, đè xuống quy tắc chiến hạm liền muốn lên giao. Đợi đến cấp trên chỉ phái tân nhất nhiệm chấn thủ, hắn thì sẽ mang theo chiến hạng qua đây. Lâm Mặc Ngữ giờ mới hiểu được, nguyên bản hắn đang suy nghĩ có có thể so với bị nạn cảnh chiến hạng bằng thân, Chu Kỳ Vũ tiến có thể công, lui có thể đi, căn bản sẽ không bị khốn trụ. Không nghĩ tới, nguyên lai like chiến hạm đã nộp lên. Lâm Mặc Ngữ lại hỏi, cái kia thu được chứng Chu Tức phương pháp, ngài biết không? Năm, bảy Chu Kỳ Vũ quái dị nhìn Lâm Mặc Ngữ liếc mắt, bảo Tháp Phật đã không phải ngươi giết nha, ngươi tự mình đi hỏi hắn a, à, được rồi, xem ra hắn không biết, nhưng việc này không vội. Lâm Mặc Ngữ đã hiểu trước sau nhân quả, trong lòng mình hơi đề phòng, đen đến từ mình như mở ra đạp bờ đường máu, làn vạn lần không thể sơ xuất. nhất là mình đã thành các tộc cái đinh trong mắt, muốn càng phát ra cẩn thận. Chu Kỳ Vũ hỏi, hiện tại ngươi có thể nói a? À, Ngươi đến cùng chiếm được thứ tốt gì?" Lâm Mặc Ngữ không lại thừa nước đục thả câu, xuất ra ẩn chứa toái tinh quy tắc mọc bài ném cho Chu Kỳ Vũ. Chu Kỳ Vũ mang theo nghi hoặc tiếp nhận ngọc bài, linh hồn khẽ động kiểm tra bên trong tin tức, một giây kế tiếp, cả người hắn đứng thẳng bất động như sắt, con mắt trợn tròn, vẫn không núp nhích, trong miệng nói lẩm bẩm, cái tinh quy tắc truyền thừa, tại sao có thể là quy tắc truyền thừa? Chương 2247, thành viên mới, Tinh Thác Vũ Yêu. Chu Kỳ Vũ nhìn ngọc bài lại nhìn lâm mặc ngữ thanh âm đều có chút run run ngươi làm sao sẽ đạt được thứ này lâm mặc ngữ đem mình ở trong hư không tối tăm trải qua nói một lần nói đến toái tinh trí tôn chu kỳ vũ đang nghe trí tôn tên lúc sắc mặt lần thứ hai xuất hiện biến hóa hắn nỉ non nói đèn này mà nói thánh tôn bên trên chính là trí tôn lâm mặc ngữ gật đầu phải là bỉ nạn cảnh cùng thánh tôn kỳ thực đều thuộc bỉ nạn cảnh thánh tôn chỉ là tương đối cường đại bỉ nạn cảnh bên ngoài bản chất cũng không biến hóa mà trí tôn lại là khác một cảnh giới Như đến cảnh giới này rất khó đạt thành phía trước đến từ máu đen đại giới người xâm lăng hắn từng nói qua bên trong đại thế giới hiện tại đã không có trí tôn hiển nhiên hắn e ngại trí tôn đã nói rõ trí tôn cường đại cũng nói muốn trở thành trí tôn nên có bao nhiêu khó khăn đã từng trí tôn một người có thể trấn thủ hư không mạnh như máu đen đại giới người xâm lăng đều khó khăn vượt qua lôi trì nửa bước lâm mặc ngữ tạm thời không cách nào tưởng tượng trí tôn đến cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào có lẽ ngày nào đó, tự thành trí tôn, liền sẽ rõ ràng. Lâm Mặc Ngữ nhìn lấy Chu Kỳ Vũ, tiền bối, đồ chơi này đối với ngươi có thể dùng a? Chu Kỳ Vũ khẽ hừ một tiếng, 23 mã mã hồ hồ a, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng động tác của hắn so với ai khác đều nhanh, nói còn chưa dứt lời cũng đã đem ngọc bài thu vào. Có toái tinh quy tắc truyền thừa, không chỉ có thể làm cho Chu Kỳ Vũ nhanh hơn mà đem pháp tắc chi lực thăng hoa vì quy tắc chi lực, càng thuận lợi bước vào bỉ ngạn cảnh. Hơn nữa khi tiến vào bỉ ngạn cảnh phía sau, hắn như trước có thể hắc vang tiến mạnh tiếp tục hướng phía thánh tôn đi tới phải biết rằng đều là bỉ nạn cảnh thực lực cũng là khác nhau trời vực đừng nói bỉ nạn cảnh coi như đều là thánh tôn thực lực cũng có trên lệch rất lớn sát thánh tôn rất mạnh lại đánh không lại thiên thánh tôn hạo thánh tôn chiến lược là một câu đấu hư cảnh pháp tắc rất đặc thù tại đối phó mạnh hơn tự thân đối thủ lúc tác dụng bị đại biên độ suy yếu có thể tại đối phó yếu hơn mình đối thủ lúc cũng là vô thượng đại sát khí cực đoan đáng sợ lâm mặc ngữ hỏi tiếp theo tiền bối định đi nơi đâu chu kỳ vũ chớp mắt tự nhiên là sát nhân chúng ta nhân tộc có đôi lời đến mà không trả lễ thì không hay nếu bọn họ chuẩn bị cho ta đại lễ ta tự nhiên cũng phải có sở hồi báo mới đúng bất quá ngươi còn phải hỗ trợ nói lời nói này thời điểm chu kỳ vũ trong mắt có sát khí ở bốc lên sát khí như có thực chất mới vừa khôi phục tinh không bùng bùng rung động lần thứ hai xuất hiện mạng nhện hình dáng vết rách lâm mặc ngữ dường như đoán được chu kỳ vũ muốn làm cái gì ta trước làm ít chuyện chu kỳ vũ gật đầu ngươi làm giết người sự tình không vội nói chu kỳ vũ lui sang một bên cầm ngọc bài bắt đầu nghiên cứu toái tinh quy tắc truyền thừa đến từ thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ đại trí tôn đối với chu kỳ vũ mà nói có mạc đại lực hấp dẫn trước mặt nổi lơ lửng một lớn một nhỏ từ mẫu bảo tháp lâm mặc ngữ suy đoán bảo tháp phật đà tên tám chín phần người cũng là bởi vì cái này hai tòa bảo tháp từ pháp bảo cấp độ mà nói cái tòa này từ mẫu bảo tháp xác thực phi thường tốt bên ngoài phẩm chất đạt được thần tôn cảnh cao đẳng hơn nữa muốn thắng được thông thường thần tôn cảnh pháp bảo chỉ tiếc bây giờ phụ trách phòng ngự mẫu tháp đã tan vỡ từ tháp còn có thể dùng nhưng chỉ làm công kích tính pháp bảo đến xem khó tranh khỏi có chút đại tài tiểu dụng bảo tháp phải có danh lâm mặc ngữ cũng không cần biết cái này cũng không trọng yếu lòng bàn tay bốc cháy lên bất tử hỏa diễm một cái hồi lâu vô dụng thuật pháp bị sử xuất hàng tinh cấp thuật pháp triệu hoán nguyên tố vũ yêu triệu hoán nguyên tố vũ yêu độ dung hợp một trăm năm mươi sử dụng bất đồng nguyên tố tài liệu triệu hoán không đồng loại hình nguyên tố vũ yêu tài liệu phẩm chất đem quyết định nguyên tố vu yêu đẳng cấp cùng trưởng thành hạn mức cao nhất nguyên tố vu yêu cũng có thể đi qua hấp thu phẩm chất cao hơn tài liệu đề thăng trưởng thành hạn mức cao nhất nguyên tố vu yêu sẽ không chân chính tử vong triệu đến trí mạng công kích phía sau sẽ ở thực pháp hàng tinh trung trọng sinh cùng loại hình nguyên tố vũ yêu đồng thời chỉ có thể tồn tại một chỉ bất tử hỏa diễm cháy hừng hực vây quanh tử mẫu bảo tháp đối với hắn tiến hành luyện hóa từ mẫu bảo tháp tầng thứ rất cao bất tử hỏa diễm luyện hóa tốc độ rất trọng lâm mặc ngữ cũng không sốt ruột lẳng lặng cùng đợi chỉ cần thuật pháp không có thất bại liền được luyện hóa cũng là chuyện sớm hay muộn thời gian từng giây từng phút trôi qua sau 5 phút từ mẫu bảo tháp rốt cuộc xuất hiện một ít biến hóa bọn họ mặt ngoài bắt đầu biến mình tân thủ nào đó đặc biệt pháp bọn họ bắt đầu hướng phía khác một cái hình thái chuyển biến 10 phút sau trong tinh không vang lên tí tách tiếng từ mẫu bảo tháp bắt đầu hòa tan bọn họ biến thành dịch thể được sự giúp đỡ của bất tử hỏa diễm hòa làm một thể làm thân tháp hoàn toàn hòa tan phía sau bất tử hỏa diễm trực phóng lên cao khi tức cường đại tịch quyền tinh không hỏa diễm mở rộng bao phủ trăm ngàn giảm tinh không lâm mặc ngữ nhíu mày cấp tốc lùi lại chu kỳ vũ cũng bị thức dậy đồng dạng cấp tốc lùi lại hắn nhìn ra bất tử hỏa diễm bất phăng không muốn cùng tiếp xúc nhìn lấy lâm mặc ngữ thuật pháp chu kỳ vũ đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra đã từng lâm mặc ngữ ở trước mặt hắn sử dụng qua triệu hoán nguyên tố vũ yêu lúc đó kén chút đem phòng tu luyện cho nổ ngay lúc đó động tĩnh đã không nhỏ có thể kém xa hiện tại nhưng ngay lúc đó động tĩnh cùng hiện tại giống nhau bất tử hỏa diễm đầy đủ đen cả tòa pháo đài đều nuốt chửng lấy khi tức cường đại ở tinh không tùy ý tràn ngập ca truyền càng xa có không ít tinh không cự thú bị thức dậy hướng phía nơi đây xem ra chu kỳ vũ hừng một tiếng sư việt thần tôn cảnh uy áp bạo phát những thứ kia tinh không cự thú lúc này câm như hến dồn dập nhắm mắt lại không còn quan tâm nơi đây tựa như vừa rồi đại chiến lúc giống nhau bọn họ cái nào dám qua đây mỗi một người đều đa giả bộ ngủ bất tử hỏa diễm động tĩnh càng lúc càng lớn phạm vi cũng ở bành trướng lâm mặc ngữ cùng chu kỳ vũ vừa lôi lui nữa trong nháy mắt đã rời khỏi 300.000 km chu kỳ vũ nói rằng động tĩnh liền không thể điểm nhỏ lâm mặc ngữ hơi lộ ra bất đắc dĩ ta cũng không nghĩ đến động tĩnh sẽ lớn như vậy lâm mặc ngữ xác thực không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy xen ra từ mẫu tác phẩm chất xác thực không giống bình thường lâm mặc ngữ cũng có chút chờ mong cuối cùng biết triệu hồi ra cái dạng gì nguyên tố vui yêu lại có dạng nào năng lực hắn hiện tại không thiếu chiến lược cường đại triệu hoán vật ngược lại thì hy vọng có thể xuất hiện sở hữu 733 năng lực đặc thù triệu hoán vật bất tử hỏa diễm thưa đốt rằng co một giờ ở lâm mặc ngữ chờ mong dưới một chỉ nguyên tố vui yêu từng bước thành hình hình dạng của nó tản ra kim loại sáng bóng nhìn qua vô số tinh quang đang ở thiểm thước so với khác vũ yêu nó hiện ra càng thêm dài mảnh thiếu vài phần khả ái thêm mấy phần sắc bén chủ nhân thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên lâm mặc ngữ tiếp thu được vũ yêu tin tức tinh thác vũ yêu cảnh giới thần tôn lục giai phẩm cấp cao đẳng trưởng thành hạn mức cao nhất không thuật pháp hóa thân tinh tháp hóa thân tinh tháp tự thân hóa thành tinh vực rơi xuống tinh quang hình thành phòng ngự có thể ngăn cản sở hữu cao giai thần tôn trở xuống công kích, đồng thời tăng phúc nhất giai công kích. Tinh tháp tái sinh dùng ở chủ nhân tự thân, cũng có thể tác dụng ở vong linh quân đoàn toàn thể, không nhìn số lượng nhiều thiếu, hiệu quả không thay đổi. Nhìn lấy Vu Yêu hiệu quả, Lâm Mặc Ngữ trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, quả nhiên là phụ trợ tính Vu Yêu, cho vong linh quân đoàn cảnh giới đề thang. Đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, kim giáp phù tác dụng đang ở cấp tốc yếu bớt, kim giáp phù nhiều lắm chỉ có thể ngăn thở thần tôn nhị giai công kích, nếu như không thể tiến hành thăng cấp cải tạo cũng có thút kề lạc có thể kim giáp phù cải tạo cũng không khả năng một lần là xong cần thời gian tinh thác vụ yêu xuất hiện vì vong linh quân đoàn mang đến cường đại phòng ngự hoàn mỹ thay thế kim giáp phù càng tăng phúc lực công kích vong linh quân đoàn chiến lược nhất thời để thăng một mảng lớn chương 2248, ta tới mang theo giết chóc chu kỳ vũ dựa đi tới nhìn dáng vẻ của ngươi cái gia hỏa này cũng không tệ a à. lâm mặc ngữ gật đầu công phòng nhất thể rất tốt Chu Kỳ Vũ không có hỏi tới, ngược lại đánh giá bắt đầu Lâm Mặc Ngữ thuật pháp. Ngươi thuật pháp mới là thật không sai, vừa rồi ngươi ở đây sử dụng thuật này pháp thời điểm, ta cảm thấy một loại đặc biệt lực lượng, không phải pháp tắc, cũng không giống quy tắc. Rất đặc biệt lực lượng, Lâm Mặc Ngữ kỳ thực cũng có chút cảm giác, cái loại này phảng phất đến từ viễn cổ, vô cùng thần bí lực lượng, xác thực không giống với pháp tắc, cũng cùng quy tắc có chút bất đồng. Có thể Lâm Mặc Ngữ cũng nói không rõ. Loại này lực lượng chân chính đầu nguồn là cái gì, chu kỳ vũ lời nói làm cho hắn nghĩ tới rồi tư thất rất lâu hệ thống hệ thống một lần cuối cùng xuất hiện chu diệt không văn phật đá linh hồn đường đường thần tôn tứ phẩm linh hồn ở hệ thống trước mặt hiện ra không gì sánh được yếu đuối hệ thống cường đại bây giờ nghĩ lại như trước làm cho lâm mặc ngữ cảm giác khiếp sợ lâm mặc ngữ không thể không đắn đau thuật pháp lực lượng là không phải tới từ hệ thống nhưng tỉ mỉ hồi tưởng lại cảm thấy không đúng lắm thật sự là có loại để ý không rõ thác loạn cảm giác nói cho cùng hay là thực lực không đủ thay không rõ lâm mặc ngữ đè xuống tâm tư, hướng về phía chu kỳ vũ nói tiếp theo nên làm tránh sự hỏi trước một chút chứng chu tức tình huống nói hắn lấy ra bảo thác phật đà thi thể thi thể đã nổ không trọn vẹn nhưng cái này cũng không trọng yếu dù cho chỉ có một khối huyết nhục đều đầy đủ dùng để thi triển thuật pháp hàng tinh cấp thuật pháp người chết phục sinh bất tử hỏa diễm lần nữa thiêu đốt bảo thác phật đã huyết nhục trọng sinh đã yên diệt linh hồn cũng ở thần bí lực lượng dưới một lần nữa xuất hiện chu kỳ vũ tấm tắc khen thực sự là thần kỳ thuật pháp ngươi bị chết có thể phục sinh loại thuật pháp này từ chưa có nghe nói qua ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không sở hữu một cái viễn cổ cường giả huyết mạch những thứ này thuật pháp hẳn không phải là bản thời đại nhân có lâm mặc ngữ mỉm cười lắc đầu ta cũng không biết chờ ta tìm được rồi đáp án biết nói cho ngài chu kỳ vũ cười ha ha chờ ngươi tìm được đáp án đến lúc đó ta muốn gọi ngươi tiền bối lâm mặc ngữ không chút khách trương khí sẽ có một ngày như vậy chu kỳ vũ bị kiềm hãm hắn biết bị chiếm tiện nghi tiểu tử ngươi thật đúng là không khách khí trong ngọn lửa bảo thác phật đà hóa thành phục sinh giả lặng lặng quỳ dạp xuống lâm mặc ngữ dưới chân cùng lâm mặc ngữ phán đoán giống nhau hắn là thần vương người chết phục sinh đã đủ phục sinh khống chế thần tôn cho dù là đỉnh phong thần tôn cũng giống vậy có thể khống chế nếu như là bỉ ngạn cảnh cái kia thì không được bỉ ngạn cảnh quá mạnh mẽ biết thoát ly người chết phục sinh trưởng khống thậm chí công kích mình tuy là cuối cùng cũng sẽ bị thuật pháp giết ngược có thể dù trong một giây không khống chế được đều là chuyện vô cùng nguy hiểm lâm mặc ngữ hỏi nói một chút như thế nào thu hoạch trứng chu tước bảo tháp phật đà thành phục sinh giả không có khả năng cãi lời lâm mặc ngữ mệnh lệnh lúc này đem hắn biết đến nói ra kỳ thực phương pháp rất đơn giản bọn họ ở một chỗ thần bí chi địa phát hiện một loại chưa bao giờ từng thấy tài liệu đem loại tài liệu này dung nhập thế giới linh hồn có thể trong vòng thời gian ngắn làm cho thế giới linh hồn biến đến không gì sánh được kiên cố muốn lấy trứng chu tước Phiên toái nhất chính là nó hỏa diễm, không chỉ biết đốt nhục thân còn có thể đốt cháy linh hồn, chỉ cần có thể ngăn chờ nó hỏa diễm, cái kia lấy chứng chu tước hẳn không phải là việc khó gì. Đốt cháy nhục thân khối này, Bảo Tháp Phật đã có tinh quang bảo tháp hộ thân, vấn đề không phải rất lớn, lại phối hợp thêm hoàn toàn mới phát hiện tài liệu, làm cho thế giới linh hồn ở trong thời gian ngắn không nhìn hỏa diễm đốt cháy, hơn nữa hắn mục đích lần này cũng không phải lấy đi chứng chu tước, chỉ là nến thử tới gần chu tước, chân chính tới lấy chứng chu tước không phải hắn, mà là một vị khác Phật tổ vừa lúc ác ma tộc có liên lạc phật tộc muốn đối với chu kỳ vũ triển khai ngắm bán cũng vừa lúc ở chu tức bên trong chiến trường sở dĩ chuyện này cũng cùng nhau giao cho hắn tới xử lý không nghĩ tới bảo tháp phật đã chết ở lâm mặc ngữ trên tay còn đem phật tộc phương pháp nói ra từ bảo tháp phật đã lưu lại chữ vật trong đạo cụ lâm mặc ngữ tìm ra cái này tài liệu đây là đoàn chất lỏng màu bạc ngần to cỡ nắm tay tiểu nó so với thủy càng thêm đậm đặc hơi dinh tính trừ cái đó ra cũng nhỉ không ra cái gì tham chắc thuật không có kết quả chỉ nói là không biết vật chu kỳ vũ tò mò nhìn chất lỏng màu bạc đây là vật gì chưa từng thấy lâm mặc ngữ cũng chưa từng thấy khoa nhưng hắn có loại quen thuộc cảm giác suy tư một chút dường như cùng vạn thải chi thủy có chút tương tự chu kỳ vũ gật đầu quả thật có chút tương tự chẳng lẽ hắn là cùng vạn thải chi thủy tương đồng tầng thứ bảo vật bất quá hắn cũng không chắc chắn lắm có chút không chắc hắn nhiều nghĩ muối không ta đi thử xem lâm mặc ngữ lắc đầu cũng không cần tài liệu này chỉ có một phần dùng sẽ không có phục sinh giả không biết nói láo, ta định đem nó mang về giao cho thánh tôn làm cho thánh tôn đi nghiên cứu chu kỳ vũ ngẫm lại cũng không có sai Hẳn, liền mang về cho thánh tôn đại nhân nghiên cứu a lâm mặc ngữ thu hồi chất lỏng màu bạc sau đó lại lấy ra liệt diễm ác ma thi thể lần nữa thì triển người chết phục sinh đem liệt diễm ác ma sống lại nhìn lấy xong xong quỳ xuống liệt diễm ác ma cùng bảo tháp phật đà lâm mặc ngữ cũng khó tránh khỏi có chút thưởng thức đường đường hai gã đỉnh phong thần tôn phía trước còn muốn giết chính mình nhưng bây giờ quỳ ở trước mặt mình đại thế giới chính là tàn khốc như vậy sinh tử liền trong nháy mắt lâm mặc ngữ hỏi đem ác ma pháo đài ở chu tức chiến trường vị trí nói ra đây chính là phục sinh mục đích của hắn nói ra ác ma pháo đài vị trí chu kỳ vũ đi qua sát nhân lấy huyết thành đường có qua có lại nói chính là cái này trùng như lần này lâm mặc ngữ cũng không có được đáp án đã trở thành phục sinh người liệt diễm ác ma dùng sức lắc đầu hồi chủ nhân tầng phát lời thầy không thể nói lâm mặc ngữ cùng chu kỳ vũ nhìn chăm chú liếc mắt lúc này minh bạch vì sao không thể nói hắn phát quá lớn thế giới lời thể khả năng vị trí còn không nói ra đại thế giới lời thể cũng đã phản phệ cho dù là đỉnh phong thần tương cũng không chịu nổi linh hồn sẽ ở trong nháy mắt yên diệt bất quá không thể nói cũng không quan hệ lâm mặc ngữ còn có phương pháp khác ngươi trở về pháo đài đi thôi một cái mệnh lệnh hoàn toàn mới hạ đặt đồng thời lâm mặc ngữ theo hắn chữ vật trong đạo cụ tìm được rồi một con truyền ác ma tộc chiến thiền ác ma tộc chiến thiền bên ngoài phương pháp luyện chế cũng là năm đó từ trong nhân tộc đoạt đến bên ngoài tính năng không bằng người tộc chiến hạng nhưng lại so với kim ương tộc chiến hạng tốt một chút dùng để đi đường đầy đủ mấy người nhảy lên chiến thuyền từ liệt diễm ác ma điều khiển hướng phía pháo đài bay đi chiến thuyền tại trong hư không không ngừng nhảy lên thiền thước không ngừng hướng phía ác ma tộc pháo đài tới gần tại chiến trường bên trong pháo đài cư địa một ngày bại lộ sẽ tao mộ đối địch phương toàn lực đả kích nhân tộc số 10 pháo đài đã từng bại lộ ra một lần bất quá khi đó chu kỳ vũ trấn thủ ở trong tinh không vẫn đợi đến pháo đài thay đổi vị trí nhân tộc cũng vẫn đang tìm ác ma tộc pháo đài chỗ chỉ tiếc chiến trường quá lớn thì chung không có thể tìm được hiện tại tắc ma tộc pháo đài rốt cuộc phải bị bọn họ tìm được chu kỳ vũ đến cũng ý nghĩa dứt hại đến ngược phật tộc tinh vực đa bảo của phật đang ở tụng kinh vì đó môn hạ đệ tử giảng đạo bỗng nhiên hắn nhướng mày giảng đạo tiếng bỗng nhiên gián đoạn sau đó hắn trầm giọng nói các ngươi tự hành lĩnh ngộ ổn tọa có việc tạm thời xa cách đang khi nói chuyện thân hình hắn tiêu thất đi tới một chỗ khác không gian nơi đây cổ phật khí tức tràn ngập từng vị cổ phật dáng vẻ trang nghiêm thậm chí ở địa vị cao nhất bên trên còn có ba vị phật tổ ngồi đàng hoàng ở bên trên nhìn thấy đa bảo cổ phật một vị phật tổ mở miệng đa bảo ngươi vì sao gián đoạn giảng đạo như là có việc đa bảo hướng phía phật tổ hành lễ xác thực đã xảy ra chuyện chương hai chúng ta đóng cửa đánh chó phật tộc trên thế giới gào thét tiếng trung vang vọng một trận mưa lớn đang vô căn cứ mà rơi phật đà vẫn lạc cử tộc đều bi thương hơn nữa lần này chết vẫn là bảo tháp phật đà phật đà đỉnh phong không gì sánh được tiếp cận với cổ phật đa bảo cổ phật thành tựu bảo tháp phật đà sư phụ hắn cho bảo tháp phật đà một viên ẩn chứa cùng với chính mình một tia linh hồn phật châu nếu có nguy hiểm bảo tháp phật đà có thể bóp nát phật châu chính mình một tia linh hồn có thể cứu hắn một mạng đa bảo cổ phật tương đương với nhân tộc bỉ ngạn cảnh cường giả dù cho chỉ là một tia linh hồn trong vòng thời gian ngắn chiến lực cũng có thể thắng được đỉnh phong thần tôn bình thường mà nói cứu bảo tháp phật đã không thành vấn đề nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lâm mặc ngữ thủ đoạn bé nhọn như vậy linh hồn của chính mình mới vừa chiếu hình ra đã bị diệt hơn nữa diệt được thập phần thẳng thắn đây không phải là phổ thông thần tôn có thể làm được sự tình hắn cảm thấy là có bỉ nạn cảnh cường giả xuất thủ linh hồn của hắn bị diệt phật tộc trung lại vang lên bi ai chung mưa to bàng bạc ý nghĩa bảo tháp phật đà cũng đã chết nghe xong đa bảo của phật kề ra ba vị phật tổ hai mặt nhìn nhau ba vị phật tổ có danh xương ở vào tay trái là tương lai phật tổ trung gian là hiện tại phật tổ bên tay phải là quá khứ phật tổ hôm nay phật tộc chủ quản giả vì hiện tại phật tổ mà hiện tại phật tổ ở bên ngoài lại có khác một cái danh xương đại nhập phật tổ thuật pháp của hắn thường thường đầu đỉnh đại nhật sở dĩ bởi vậy được gọi là chỉ có các tộc cao tầng 883, kỳ thực phật tộc bên trong đại nhập phật tổ tức là hiện tại phật tổ quá khứ phật tổ tay nhất hoa sen đầu ngón tay nở rộ kỳ dị màu sắc lương thang dâng lên một vòng trăng tròn dường như mất đi chi nguyệt đã đi qua lúc một loại đặc thù nào đó pháp tắc bị câu động pháp tắc thăng hoa lại hình thành quy tắc chi lực sau một lát qua khư phật tổ thấp giọng nói từ thời gian pháp tắc tặng lại đến sen giết chết bảo tháp phật đà cùng giết chết linh hồn ngươi là cùng một người đa bảo của phật lập tức hỏi cật tổ nhưng có thấy là ai qua khư phật tổ lắc đầu đối phương có quy tắc hộ thể không cách nào thấy rõ nhưng có thể khẳng định Hẳn là cùng nhân tộc thiên thánh tôn có quan hệ. Nghe nói cùng nhân tộc thiên thánh tôn có quan hệ. Đa bảo của Phật thốt ra, chẳng lẽ nói phương pháp của chúng ta bị nhân tộc thiên thánh tôn phát hiện? Qua khứ Phật tổ vẫn lắc đầu, cũng không tốt nói. Bổn tọa từ thời gian pháp tắc trung cảm nhận được ác ma tộc, kim ương tộc, cùng với hắc thạch tộc khí tức, ngươi có thể để người ta đi hỏi một chút. Bảo tháp Phật đã lần này đi hay không còn có chuyện khác? Đa bảo cổ Phật suy si tư sau đó mới vừa rồi mở miệng, việc này ta biết, là ta lệnh phái bảo tháp đi làm ra. Vì vậy hắn đem ác ma tộc liên hệ vật tộc, cùng nhau liên thủ ngắm bắn Chu Kỳ Vũ chuyện nói một lần, bảo tháp Phật đà chuyến này có hai cái nhiệm vụ, một là nếm thử tới gần chứng Chu Tước, thứ hai là liên thủ với ác ma tộc ngăn cản Chu Kỳ Vũ đạp lâm Bỉ Ngạn, việc này hắn cũng không có hồi báo cho ba vị Phật tổ, chỉ là không nghĩ tới lần này xảy ra ngoài ý muốn. Ba vị Phật tổ trên mặt đồng thời lộ ra khuôn mặt u sầu, hiện tại Phật tổ thấp giọng nói: "Nếu thật là nhân tộc thiên thánh tôn xuất thủ, vậy chuyện này sợ biết có chút phiền phức." nói hắn nhìn về phía tương lai Phật tổ. Tương lai Phật tổ, làm viên ngươi từ thời gian pháp tắc trong được xem, lá Phật tộc có hay không có nhận đến trả thù. Tương lai Phật tổ gật đầu, nhắm mắt câu động thời gian pháp tắc. Trọng rãi, hắn chiếu khởi mi, nhi không thấy a. À. Tương lai Phảo phất bị một tầng mê vụ bao phủ, không cách nào thấy được. Hiện tại Phật tổ thấp giọng nói, xem ra thật đúng là cùng thánh tôn có quan hệ, thánh tôn cùng bọn chúng nằm ở đồng nhất tầng thứ, nếu như cùng thánh tôn có quan hệ, bọn họ sẽ bị quấy nhiễu, không cách nào từ pháp tắc bên trong đạt được cụ thể tin tức hiện tại phật tổ nói rằng đa bảo ngươi truyền cho ta pháp chỉ lệ sở hữu phật đà cũng bắt đầu cảnh giác quan tâm nhân tộc hướng đi đa bảo phật đà chợt chấn động phật tổ nay là người phải sợ hãi tộc qua đây trả thù hiện tại phật tổ cũng không trả lời một lần nữa nhắm hai mắt lại ba vị phật tổ đều không cần phải nhiều lời nữa ác ma chiến thiền ở trong tinh không duy trì liên tục bay vọt hướng phía ác ma pháo đài chỗ ở khu vực bay đi bay mấy ngày rốt cuộc ở một mảnh không người trong tinh vực Nường lại mảnh này tinh vực cực kỳ hắc ám chu vi 100 năm ánh sáng bên trong không có hàng tinh càng không có khác tinh thần có thể cũng coi là hoang vu không gì sánh được chu kỳ vũ than thở khu vực này ta đã từng tới lúc đó cũng không có có phát hiện gì không nghĩ tới ác ma pháo đài dĩ nhiên tại nơi đây mảnh này tinh vực rất lớn mặc dù là lậu điệu cũng rất bình thường lâm mặc ngữ cũng nhìn lấy mảnh này tinh vực mơ hồ cảm giác được không đúng linh hồn của hắn so với bây giờ chu kỳ vũ còn cừ đại hơn cảm ứng cũng nhạy cảm hơn nếu như cùng đã từng chu kỳ vũ so sánh với vậy càng liền không có khả năng tính lâm mặc ngữ ở chỗ này cảm nhận được thuộc về tinh không cự thú khí tức khí tức rất phiêu miểu cảm thấy bên trên giống như là rất sớm trước đây tàn lưu lại như lại rất chân thực lâm mặc ngữ ở trong trí nhớ suy tư bỗng nhiên nghĩ tới một loại đặc thù tinh không cự thú thấp giọng thì thầm nơi này có hắc tinh thú khí tức chu kỳ vũ hơi lộ ra kinh ngạc nhìn lâm mặc ngữ liếc mắt hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này trải qua lâm mặc ngữ một nhắc nhở như vậy hắn rốt cuộc cảm thấy không đúng tỉ mỉ cảm ứng được hắn khẳng định lâm mặc ngữ lời nói đúng là hắc tinh thú thảo nào phía trước không có phát hiện không nghĩ tới ác ma dĩ nhiên đã khống chế hắc tinh thú lợi dụng hắc tinh thú tới che lấp hắc tinh thú là một loại đặc thù tinh không cự thú nó ngoại hình dường như một mảnh vải đen có thể biến đến rất lớn đã đủ che đậy tinh thần vì vậy được gọi là hắc tinh thú hắc tinh thú cũng không có sức chiến đấu gì vì bảo mệnh bọn họ tiến hóa ra cực mạnh ẩn nấp năng lực những cảnh giới kia cao điểm hắc tinh thú thậm chí có thể đem ngay ngắn một cái khỏa hàng tinh đều che đậy đứng lên, kể cả hơi thở của mình đều che giấu, chỉ cần không đi đụng vào bọn họ sẽ rất khó phát hiện. Đã từng có một đầu hắc tinh thú liền che đậy một viên cô độc hàng tinh, hắn mang theo viên này hàng tinh ở trong tinh không lưu lạc, xuyên qua một cái lại một chủng tộc lãnh địa, đều không có bị người phát hiện, cuối cùng vẫn đụng phải một vị bỉ ngạn cảnh cường già, lúc này mới bị tìm ra. Ác ma tộc trung có cổ hoặc chi ma, không chế hắc tinh thú cũng không phải là không thể chuyện, dùng hắc tinh thú che đậy chính mình lâu đài, chỉ cần bị ngạn cảnh không đến xác thực không dễ dàng bị phát hiện chỉ là vừa tốt đụng phải lâm mặc ngữ bị người trong nhà này lấy đường mang về có thể nói lần này là thực sự tránh cũng không thể tránh chu kỳ vũ tinh tế cảm ứng khóa được rồi hắc tinh thú vị trí đang chuẩn bị động thủ lại bị lâm mặc ngữ ngăn lại lâm mặc ngữ nói rằng động thủ không nóng này chúng ta làm chút bố trí đem bọn họ tiêu diệt hết không trừ một mống chu kỳ vũ gật đầu ngươi định làm gì lâm mặc ngữ mỉm cười vây quanh bọn họ chúng ta đóng cửa đánh chó nói hắn lấy ra trong giọt vạn thải chi thủy giao cho chu kỳ vũ chu kỳ vũ ánh mắt trợn thật lớn ngươi không nghe nhiều như vậy vạn thải chi thủy hắn cũng không phải là chưa thấy qua vạn thải chi thủy cái này có thể là đồ tốt nhưng tộc hàng năm có thể bắt được số lượng cũng không nhiều bình thường bị ngạn cảnh nhóm tới tấp cũng không đủ hắn cũng chỉ là gặp qua từ chưa từng dùng qua lâm mặc ngữ thoáng cái cho mình một trăm tích chu kỳ vũ đều không thể tin được đây là chân thật lâm mặc ngữ không trả lời chu kỳ vũ thấp giọng nói tiền bối một hồi những thần kia tôn tứ giai trở lên ra hỏa liền giao cho người những người còn lại giao cho ta xử lý chu kỳ vũ gật đầu không thành vấn đề lão phu một tay một cái bóp chết bọn họ bọn họ ly khai chiến thiền ngươi lại ra ngàn vạn sau đó lâm mặc ngữ đem sở hữu khô lâu thần tướng đều phóng ra tức chừng 50 triệu khô lâu thần tướng lít hít chiếm cư tảng lớn tinh vực chu kỳ vũ lần nữa bị kinh ngạc một bà lại còn nhiều như vậy tiểu tử ngươi có thể chiêu bao nhiêu cái Lâm Mặc Ngữ thành thật khai báo, 50 triệu, Chu Kỳ Vũ mút nước bọt, man mãn. 5000 cái thần tôn nhị giai khô lâu, ngẫm lại liền dọa người. Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, không phải nhị giai, mà là tam giai, lúc này tinh tháp vu yêu bay ra. Ở Lâm Mặc Ngữ đầu đỉnh hóa thành một tòa tháp cao, tháp cao rơi xuống tinh quang. Tinh quang hơn phân nửa không trung nổ tung, rơi xuống mỗi một cái khô lâu thần tướng trên người. Khô lâu thần tướng lực phòng ngự nhất thời để thăng tới thần tôn lục giai, lực công kích tăng lên một giai, đạt được thần tôn tam giai. Chương 2250, hôm nay về sau chiến khu đương quy nhân tộc, đối phó pháo đài. Lâm Mặc Ngữ có kinh nghiệm, ở Ngọc Huyền Vũ chiến trường, hắn thành công tiêu diệt hết quá kim ưng tộc pháo đài, một cái đều không buông tha, hơn nữa không chỉ một lần, làm 5000 vạn lực công kích đạt được thần tôn tam giai, lực phòng ngự cao tới thần tôn lục giai khô lâu thần tướng xuất động lúc, Chu Kỳ Vũ đã cái gì đều không muốn nói. Hắn điều thị không lời chống đỡ, loại này đội hình, coi như là hắn thấy được, cũng là quay đầu rời đi dù cho năm nghìn vạn khô lâu thần tướng đứng bất động làm cho hắn giết hắn cũng muốn giết tới rất lâu lực lượng hao hết cũng không biết có thể hay không giết sạch trừ phi hắn chân tránh bước vào bỉ ngạn tài năng mới có thể trong vòng thời gian ngắn đem những này khô lâu thần tướng dọn dẹp sạch sẽ chu kỳ vũ tấm tắc nói rằng tiểu tử ngươi thật giống như càng ngày càng biến thái lâm mặc ngữ một bên chỉ huy khô lâu thần tướng đồng thời thập phần khiêm tốn ngài quá khen cùng tiên bối so sánh với ta còn kém xa lắm chu kỳ vũ cười hắc hắc su tiểu tử mấy năm tìm không thấy can đảm mập a à, lâm mặc ngữ cười nói đều là cùng ngài học làm người công tác chính là muốn văn lớn chu kỳ vũ cắt một tiếng xem ra mấy năm này ngươi đã trải qua không ít cầm rồi tứ tinh vực đại bì hạng nhất phía sau ngươi nên phải đi thần thành đi lâm mặc ngữ ừ một tiếng phải đi chỉ nói vậy thôi đối với thần thành cảm giác như thế nào chu kỳ vũ cười hỏi nhìn lấy đang bay đi phía xa trong trời sao khô lâu thần tướng ánh mắt híp lại trong giọng nói cũng tăng thêm vài phần cảm khái cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Chu Kỳ Vũ hơi lộ ra cổ quái, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là không có cảm giác a. À. Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, ta cảm khái cũng không phải là thần thành, mà là ta ra đời tiểu thế giới, thần thành trong tinh vực bí cảnh, cùng ta bên trong tiểu thế giới phó bản có điểm giống, phó bản. Chu Kỳ Vũ lần đầu tiên nghe được cái từ này, cũng không là rất rõ ràng. Lâm Mặc Ngữ đem bên trong tiểu thế giới phó bản đại khái miêu tả một lần, hắn còn là lần đầu cùng người khác nói từ bản thân bên trong tiểu thế giới chuyện chu kỳ vũ nghe lâm mặc ngữ lời nói rơi vào chi tư hắn xuất thân đại thế giới xuất thân thần thành bên trong tòa thần thành bí cảnh nhân hoàng trên mạng bí cảnh hắn đều đi qua trừ cái đó ra bên trong đại thế giới rất nhiều thần bí chi địa hắn cũng đồng dạng xuất nhập quá thậm chí hắn còn đi qua mấy cái tiểu thế giới ở bên trong du lịch qua không thiếu niên sống rồi mấy nghìn năm trải qua sự tình viễn siêu lâm mặc ngữ kiến thức cũng muốn thắng được lâm mặc ngữ có thể liên quan tới phó bản chuyện hắn còn là lần đầu nghe được chu kỳ vũ duy tư khoảng khắc cũng không có ở trong trí nhớ của mình tìm được tương ứng đáp án không nghĩ tới trên đời còn có như vậy địa phương thần kỳ Xen ra ngươi tiểu thế giới rất đặc biệt lâm mạc ngữ gật đầu xác thực rất đặc biệt khô lâu thần tướng nhóm rốt cuộc vào chỗ cái này một mảnh tinh vực đều bị bao vây lại lâm mạc ngữ lấy vong linh phạm vi nhìn tiến hành định vị trần xác khóa được rồi hắc tinh thú vị trí vô luận hắc tinh thú có bao nhiêu ẩn nấp hắn linh hồn hỏa diễm làm thế nào cũng không khả năng ẩn giấu Tờ vong linh phạm vi nhìn dưới hắc tinh thú linh hồn chi hỏa biến thành một tầng thật mỏng hỏa diễm vũ khí tán mà không vỡ che lấp ở số lượng tinh vực từ linh hồn chi hỏa cường độ có thể đoán được đầu nay hắc tinh thú cảnh giới chỉ có thần vương thế nhưng chiến lực của hắn sợ rằng gần cùng thiên thần tương đương năm nghìn vạn khô lâu thần tướng lấy hắc tinh thú làm tâm địa cách xa nhau nghìn vạn cơ hoàn thành vây quanh chu kỳ vũ lấy ra một khối trận bàn hóa không trận trận bàn kích hoạt trận bàn hóa không trận thượng tán ra khỏi đặc biệt khí tức cấp tốc lan tràn bao phủ một trăm triệu cơ tinh không ở khóa không trận bao phủ xuống truyền tống trận đem không cách nào sử dụng sở hữu truyền tống loại đạo cụ đều muốn mất đi tác dụng cho pháo đài đám ác ma nhất thời thành cá trong trộm chỉ chờ lâm mặc ngữ đóng cửa đánh chó nếu là không có nhiều như vậy khô lâu thần tướng bằng vào chu kỳ vũ một người tất nhiên sẽ có không ít cá lọt lưới hơn nữa chu kỳ vũ cũng không khả năng tìm tới nơi này ở khóa không trận khởi động gần nửa phút sau trong tinh không liền xuất hiện biến hóa đen nhánh trong tinh không xuất hiện một cái lỗ thủng lớn ác ma khí tức từ trong lỗ thủng lộ ra có ác ma từ trong mẫu thủng bay ra tới điều tra tình huống lâm mặc ngữ khẽ cười nói tiền bối xem ngươi rồi chu kỳ vũ trong mắt hiện lên ánh sáng lại sát khí bốc lên sau ngày hôm nay chu tức chiến trường đệ thập chế khu đương quy nhân tộc ta sở hữu nói trên người hắn xuất hiện một cái lộng lẫy tinh hà pháp tắc trong tinh hà tinh thần huyễn diệt từng cổ một bàng bạc lực lượng từ pháp tắc trong tinh hà chảy ra tiến nhập chu kỳ vũ bàn tay hương không một trưởng vũ ra ở trong tinh không xuất hiện một chỉ lớn vô cùng bàn tay hương phía lỗ thủng bay đi bàn tay toái tinh pháp thì giao hội đồng thời kèm thêm quy tắc chi lực cự trưởng chỗ đi qua tinh không vỡ nát huyễn diệt không chỉ là tinh không trong đó pháp tắc đường nét cũng bị băng diệt chu kỳ vũ một trưởng này cùng cổ phù trong mảnh ngọc nắm đấm có chút tương tự tuy là hai người không đồng nguyên lại chăm sông đổ về một biển cuối cùng kết quả cũng giống nhau lâm mặc ngữ để ở trong mắt như có điều suy nghĩ pháp tắc quy tắc của phù kỳ thực cũng chỉ là phía ngoài biểu hiện hình thức bên ngoài căn nguyên kỳ thực là giống nhau đều là đối với thế giới chi lực điều động liền như cùng ta trở thành tiểu thế giới thế giới chi chủ phía sau có thể điều động lực lượng đột nhiên cảm ngộ làm cho lâm mặc ngữ bắt được một tia lực lượng bản chất cảm ngộ nhỏ bé làm cho lâm mặc ngữ nhao nhỏ trước tiến lên một bước với ý nghĩa lại không nhỏ giống như là một phiến đi thông chân chính hạch tâm đại môn mở ra một tia khe hở bên tai chuyển đến chu kỳ vũ thanh âm toái tinh một trưởng tuy là ta trong đây cũng thường thường sử dụng nhưng lần này có người toái tinh trí tôn truyền thừa ta đối với một trường này tiến hành rồi một ít thay đổi lâm mặc ngữ cũng không biết chu kỳ vũ trước kia toái tinh một trưởng mạnh bao nhiêu trước mắt một trường này xác thực rất mạnh toái tinh pháp thì phát sinh thăng hoa có bộ phận chuyển biến thành toái tinh quy tắc chi lực quy tắc băng diệt ngoại trừ bản thân nó trở ra pháp tắc ở toái tinh một trường phạm vi bao phủ bên trong toái tinh quy tắc chính là duy nhất gương cự đại trưởng ấn ở trong tinh không bay qua làm ác ma tộc phát hiện toái tinh một trưởng đến lúc hết thảy đều đã chậm hắc tinh thú phát ra tiếng kêu thẳng linh hồn hỏa diễn kịch liệt sôi trào sau đó ở toái tinh một trưởng trung triệt để yên diệt lúc này toái tinh một trưởng khoảng cách hắc tinh thú chỉ ít còn có 10 vạn hắc tinh thú loại này chỉ có ẩn nấp năng lực tinh không cự thú thật sự là quá mức yếu đuối chỉ có thần vương cảnh giới chiến lực chỉ đạt tới chân thần hắc tinh thú liên đập vỡ tinh một trưởng phía ngoài nhất khí tức đều không chịu nổi hắc tinh thú vừa chết nguyên bản bị ẩn nút tình huống thật nhất thời hiển lộ ra trong tinh không xuất hiện một tọa cự đại pháo đài trong pháo đài có hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt hỏa diễm sở hữu lưỡng trùng nhan sắc một loại màu đỏ chấm thuộc về địa ngục chi hỏa một loại khác phơi bày mặc lục sắc thuộc về thâm uyên chi hỏa lưỡng trùng hỏa diễm phân biệt rõ ràng cũng đem ác ma tộc chia làm địa ngục cùng thâm ươn lưỡng hệ toái tinh một trưởng đột nhiên hàng lâm lệnh đám ác ma trở tay không kịp bọn họ cờ cuống quýt chung bắt đầu ác ma pháo đài kết giới tiến hành phòng ngự còn như có thể ngăn trở hay không, đó cũng không biết. Trong pháo đài vô số ác ma bị thức dậy, từng cổ một cường đại thần tôn khí tức từ trong pháo đài bắn ra, đồng thời còn có đại lượng chiến thuyền khẩn cấp lên không. Chu Kỳ Vũ căn bản không đem ác ma tộc động tác để vào mắt, mà là từ tổ nói. Ác ma tộc bên trong có địa ngục thâm uy lưỡng hệ ác ma. Lưỡng hệ ác ma có mấy nhánh vương tộc, trong đó địa ngục hệ ác ma chung, mạnh nhất vương tộc là ngàn con sư tử ma, bọn họ cực nhỏ động thủ, cũng là ác ma tộc trung thực lực mạnh nhất vương tộc thâm uyên hệ trung, mạnh nhất là thâm uyên long ma. Ngươi đã gặp mấy lần làng, 2 2251, đường máu hoàn thành, lần thăng cấp. Chu Kỳ Vũ rất có kiên trì, vì Lâm Mặc ngữ giảng giải ác ma tộc nội bộ kết cấu hợp thành, hắn nói tin tức, có thật nhiều là nhân hoàng internet chung không có, càng nhiều hơn chính là hắn tự mình kinh nghiệm, mấy ngàn năm nay, bản thể hắn rất ít hành động, có thể phân thân hàng năm ở bên ngoài, môn mực cùng ác ma tộc đánh lấy giao tế. Giữa lẫn nhau cũng không biết đánh bao nhiêu trận, Chu Kỳ Vũ đối với các loại ác ma cũng hết sức quen thuộc. Tại hắn giảng giải, Lâm Mặc Ngữ đối với ác ma tộc có càng hiểu sâu hơn một chút. Chu Kỳ Vũ đánh ra cự trường, lấy ổn định tốc độ bay vượt qua người vạn cứ tinh không, vỗ vào ác ma pháo đài kết giới bên trên. Không có đinh tai nhức óc. Tốc hành linh hồn tiếng oanh minh, thậm chí ngay cả lóa mắt ánh sáng chói mắt hiện ra đều không có. Kết giới ở vô thanh vô tức nghiền nát, linh hồn chi nhãn giới, hộ thành kết giới pháp tắc bị xé thành nát nhiều, kết giới tan vỡ toái tinh một chiều tùy theo rơi vào ác ma trong pháo đài nhìn qua kiên cố vô cùng ác ma pháo đài tại chỗ tứ phân ngũ liệt tân bản đỡ không được ác ma pháo đài bị vỗ nát bấy đại lượng trong pháo đài ác ma tại chỗ bỏ mình rất nhiều cường đại ác ma từ trong pháo đài trốn tới lâm mặc ngữ ánh mắt hơi có lại là chu kỳ vũ một trường này quá mạnh mẽ còn là nói ác ma pháo đài quá mức yếu đuối năm đó bắt tộc xâm lấn đoàn nhân tộc đại lượng tư liệu các tộc dựa vào thiên phú đối với luyện chế chiến hạm pháo đài đều không quá quen thuộc cũng là bằng vào từ nhân tộc cướp đi tư liệu bọn họ mới chỉ có luyện chế được chiến hạm trở các loại công cụ chiến tranh nhưng là cùng nhân tộc so sánh với vẫn tồn tại như cũ cực đại trên lịch tắc ma pháo đài nhìn như khí thế cường đại nhưng là cùng nhân tộc pháo đài so sánh với kém đến không phải nhỏ tí tẹo chỉ ít chu kỳ vũ không có khả năng một trưởng vũ toái nhân tộc pháo đài đổi thành chân chính bỉ ngạn cảnh có lẽ có thể làm được chu kỳ vũ còn không được chu kỳ vũ mang tha chẳng đáng rác rưởi năm đó từ nhân tộc ta đạt đi nhiều như vậy tư liệu kết quả là luyện chế ra loại này rác rưởi lâm mặc ngữ không nhẹ không nặng đập nhớ ngựa có lẽ là ngài quá mạnh mẽ chu kỳ vũ cười hắc hắc mặc dù biết ngươi là đang quay nghịnh bợ nhưng lão phu thích nghe về sau có thể nhiều lời nói lâm mặc ngữ chững chặn đàng hoàng đáp ứng có thể chờ ta mạnh hơn ngài ngài cũng nhớ ki phách cụt chu kỳ vũ hừ một tiếng cả người hóa thành lưu quang xông tới giết ác ma pháo đài nghiền nát chết rồi không ít ác ma có thể những thứ kia thần tôn cảnh trở lên ác ma đều trước đó trốn ra được chu kỳ vũ cùng lâm mặc ngữ có rõ ràng phân công sở hữu thần tôn từ giai trở lên ác ma đều giao cho chu kỳ vũ đối phó mà thần tôn tam giai trở xuống ác ma thì giao cho lâm mặc ngữ đối phó chu kỳ vũ động thủ lâm mặc ngữ cũng tham sát phía sau ra lệnh đã sớm hoàn thành vây quanh khô lâu thần tướng từ bốn phương tám hướng chạy tới bị lâm mặc ngữ biến thành phục sinh người bảo thác phật đà cùng với liệt diễm ác ma cũng theo đó động thủ một phút đồng hồ sau dậm dạp trăng trịt trắng mãn kiếm khí chiếu sáng mảnh này hắc ám hư không đám ác ma ở kêu thảm thiết tiên huyết ở trong tinh không phiếu đãng nhân tộc chúng ta làm sao sẽ bị nhân tộc phát hiện phật tộc vì sao có phật tộc người thật nhiều khô lâu những thứ này khô lâu đều là thần tôn từ đâu tới nhiều như vậy thần tôn khô lâu đám ác ma đang điên cuồng thét lên đối mặt khô lâu thần tướng vô tình bao vây tiễu trừ đám ác ma như rơm dạ vậy ngã xuống dày đặc kiếm khí dưới đám ác ma chết không toàn thây Liên một khối thịt ngon cũng không tìm tới lâm mặc ngữ xa xa nhìn lấy lần này hắn không có động thủ đối phó thần tôn tam dai trở xuống ác ma căn bản không cần hắn động thủ lâm mặc ngữ trong mắt băng lãnh vô tình trong đầu xôi trào là đã từng thấy qua tư liệu bây giờ tứ đại tinh vực ở năm đó chàng đại chiến kia chung đã từng bị các tộc tàn sát không còn lúc đó tinh vực tan vỡ nhân tộc máu hóa thành tinh hà ở đại thế giới trong tinh không chảy xuôi chết ở vụ tai nạn kia dưới nhân tộc đâu chỉ ước vạn tức ức vạn đều không ngừng có mấy cái chủng tộc thậm chí đem nhân tộc trở thành huyết thực thực nhân thịt người uống huyết cái loại này tràng diện căn bản là không có cách tưởng tượng so với tiểu thế giới đại thế giới nhân tộc trải qua một hồi tàn khốc hơn tai nạn đáng sợ hiện tại sự tình trái lại lâm mặc ngữ căn bản sẽ không có bất kỳ thương hại thanh âm của hắn ở trong tinh không quanh quẩn năm đó tiêu chiến thần chỉ là thu một điểm lợi tức hôm nay ta ở chỗ này lần nữa thu lấy bé nhỏ không đáng kể lợi tức đây là các ngươi thiếu nhân tộc ta đợi ta bước vào bỉ nạn ngày chính là các ngươi các tộc tai nạn hàng lâm ngày thanh âm của hắn cũng không có truyền xa chỉ có hắn mình có thể nghe được hắn mà nói càng giống như là một loại lời thể nói là cho mình nghe chuyện hôm nay là không gạt được ác ma tộc đặc tính một trong rất nhiều ác ma sở hữu phân thân ở chỗ này không nhất định là bản thể phân thân bị giết bản thể rất nhanh thì có thể được biết phòng trường ác ma cũng đã biết là nhân tộc chu kỳ vũ giết tới đồng thời giết tới còn có Phật tộc Phật Đà. Lâm Mặc Ngữ thậm chí nghĩ tới, tác ma tộc có thể hay không cho rằng nhân tộc cùng Phật tộc liên thủ, phải đối phó ác ma tộc. Nếu là có thể làm cho ác ma tộc cùng Phật tộc chó cắn chó, cũng khó không phải là một chuyện tốt. Lúc này Lâm Mặc Ngữ giống như là một vị cao cao tại thượng những người đứng xem, nhìn trước mắt tàn sát. Chu Kỳ Vũ xuất thủ sắc bánh, ở hắn dưới sự công kích, không có cái nào ác ma thần tôn có thể chống đỡ hai giây. Trong pháo đài cũng không có đỉnh phong thần tôn, mặc dù có, hiện tại phòng trừng cũng chỉ muốn chạy trốn mệnh chiến đấu vảnh vẹn rằng co vài chục phút cũng đã tiến nhập hồi cuối Khâu lâu thần tướng vòng vây không ngừng thu nhỏ lại ở vong linh phạm vi nhìn dưới những thứ kia trốn đi ác ma cũng bị tìm ra kích sát thần tôn máu ở tinh không lan tràn mau theo bảng bạc uy áp tạo thành một cái cự đại huyết cầu chu kỳ vũ đạp ở huyết cầu bên trên nhìn qua dường như một tiên sát thần bát dai hai cái thất dai ba cái lục dai 5 cái ngũ dai 12 cái tứ dai chín cái Vọc một cái chữ số báo ra tới chết ở chu kỳ vũ trên tay thần tôn thì đạt đến 31 cái lâm mặc ngữ hỏi có muốn hay không đem số 9 chiến khu ác ma pháo đài diệt phải tìm được số 9 chiến khu ác ma pháo đài cũng không chắc dở những thi thể này biến thành phục sinh giả phía sau tự nhiên có thể dẫn đường chu kỳ vũ lắc đầu không còn kịp rồi đường máu hoàn thành lâm mặc ngữ nhìn lấy chu kỳ vũ lúc này chu kỳ vũ chân đạp huyết đoàn bên trên cái này từ thần tôn huyết nhục ngưng tụ mà thành huyết đoàn lúc này đang phát ra khí tức quỷ dị, cổ hơi thở này dung nhập chu kỳ vũ trong cơ thể, dường như câu động trong chỗ u minh một cái pháp tắc, chu kỳ vũ khí tức đang một ba ở nhanh chóng tăng lên lấy, hắn tiến nhập đạp lâm bỉ ngạn thời khắc tối hậu, trận này giết chóc, làm cho chu kỳ vũ trước thời gian hoàn thành thăng hoa, bắt đầu chân chính đạp lâm bỉ ngạn. Hiện tại không có chuyện gì là so với chu kỳ vũ thăng cấp bỉ ngạn càng trọng yếu hơn, lâm mặc ngữ phân rõ nặng với nhẹ, ta đây quét tức vừa lên chiến trường, sau đó đi trở về a khô lâu thần tướng căn cứ lâm mặc ngữ ý chí bắt đầu quét tước chiến trường thần tôn cảnh thi thể lâm mặc ngữ sẽ không khách khí hết thảy đóng hóa lấy đi còn có khô lâu thần tướng tìm được rồi đại lượng chữ vật đạo cụ cùng với đám ác ma lưu lại các loại pháp bảo mặc kệ tốt hư lâm mặc ngữ một mình toàn thu đồng thời hắn cho liệt diễm ác ma cùng bảo tháp phật đa hạ mệnh lệnh mới để cho bọn họ đi thứ chính chiến khu ác ma tộc pháo đài tốt xấu là hai cái đỉnh phong thần tôn đầy đủ làm cho đám ác ma đau đầu một hồi chương nhìn kỹ, dụng tâm cảm ngộ, chiến hạm ở trong tinh không nhanh chóng đi, mặc dù so sánh lại bắt quá chiếc kia có thể so với bỉ ngạn chiến hạm, nhưng chu kỳ vũ chiến hạm như trước có thần tôn cảnh trung đẳng tiêu chuẩn, lấy tốc độ bây giờ, bọn họ tối đa nửa ngày có thể phản hồi số 10 pháo đài. Trong chiến hạm, chu kỳ vũ ngồi xếp bằng, sau lưng hắn là một phiên đường kính vượt lên trước một mét quả cầu máu, huyết đoàn không ngừng đến từ trong pháo đài những thứ kia thần tôn cảnh ác ma tiên huyết tinh hoa càng nhiều hơn chính là chu kỳ vũ ở gần nhất trong khoảng thời gian này kích sắc các tộc thần tôn tích lũy được tiên huyết tinh hoa đạp bờ đường máu lấy giết lấy dẫn lấy huyết thành đường chu kỳ vũ hướng về phía lâm mặc ngữ trầm giọng nói chờ các loại đến lúc đó ta sẽ bắt đầu đường máu vượt qua tinh hà đạp lâm bỉ ngạn ngươi xem tỉ mỉ dụng tâm cảm thụ có lẽ tương lai sẽ hữu dụng chu kỳ vũ nói xong rất nghiêm túc lâm mặc ngữ uống trà chậm ung dung nói ra tốt như vậy sao bỉ ngạn cảnh thăng cấp là vấp tác đến quy tắc biến chất thăng hoa toàn bộ quá trình ngắn thì mấy năm lâu là mấy trăm năm không có định số, đạp bờ đường máu có thể đại biên độ rút ngắn quá trình này, nhưng mà, đang thu thập đến đầy đủ tinh huyết phía sau. Liên muốn hoàn thành cuối cùng nhảy, phóng qua pháp tắc tinh hà. Chân chính đặt chân bỉ ngạn, cái này nhảy cực kỳ trọng yếu, một dạng sẽ tìm 25 cái địa phương ẩn núp, không chịu bất luận kẻ nào quấy rối. Bình thường mà nói, giống như Chu Kỳ Vũ cái này dạng, hẳn là trở lại thần thành, ở bên trong tòa thần thành hoàn thành cuối cùng nhảy, nhưng hắn lại muốn cho Lâm Mặc Ngữ tham quan học tập, loại này tín nhiệm cho dù là thầy trò trong lúc đó phụ tử trong lúc đó cũng không nhất định sẽ có lâm mặc ngữ trong lòng minh bạch biểu tình lại giả vờ ung dung con cười hít mắt hỏi một câu tốt như vậy sao chu kỳ vũ có một loại muốn đánh lâm mặc ngữ rung động nặng nề hừ một tiếng thích xem không nhìn lâm mặc ngữ nhanh chóng cười nói chở bối mệnh không dám đẩy a à, nếu tiền bối đều lên tiếng vãn bối làm sao dám không nghe chu kỳ vũ trừng mắt lâm mặc ngữ trước đây làm sao lại không có phát hiện tiểu tử ngươi thật không ngờ vô liêm sỉ lâm mặc ngữ cười cười không trả lời. Giờ khác này, làm cho hắn nghĩ tới rồi an ta rớt. Chính mình dường như cùng an ta rớt ở chung với nhau thời điểm, cũng là như vậy ung dung tự tại. Loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm, rất là khó có được. Trong mắt dâng lên hồi ức, lâm mặc ngữ chính mình uống trà, không nói gì thêm. Chu kỳ vũ thì tiếp tục làm điều chỉnh sau cùng. Cuối cùng nhảy, hắn muốn đen tinh khí thần đều điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất trình độ. Cái này nhảy, còn hoàn mỹ hơn. Muốn vô khuyết. Vì tương lai đánh hạ cơ sở, Chu Kỳ Vũ là có dã vọng, bỉ ngạn cảnh không phải điểm kết thúc, hắn muốn trở thành hạo thánh tôn nhân vật như vậy, thành tựu thánh tôn. Trên hạng cũng không trở về đến số 10 pháo đài, mà là tại một chỗ không hiểu trong tinh không ngừng lại. Nơi đây một mảnh đen nhánh, ở địa phương xa xôi, có một chút xíu hàng tinh quang phóng xạ qua đây. Mang đến có chút ánh sáng. Có ở đây không xa xa, có đại lượng toái tinh, toái tinh hợp thành một cái hoàn, ở trong tinh không vòng vo. Cái này hoàn đường kính vượt lên trước 10 vạn cực, Chính giữa toái tinh vô số kể, Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được toái tinh pháp thì khí tức trong lòng mơ hồ có đáp án, đây là ngài thực nghiệm pháp tắc địa phương, những thứ này toái tinh rõ ràng chính là chu kỳ vũ đánh ngát, hơn nữa số lượng kinh người như vậy, thời gian kéo dài cũng sẽ không ngắn ngủi. Chu Kỳ Vũ gật đầu, mẫu nhiên có cảm ngộ, cuối cùng vẫn phải tới thực nghiệm một phen. Lâm Mặc Ngữ cười nói, lý giải, ngươi tính ở chỗ này đột phá. Chu Kỳ Vũ ừ một tiếng, kỳ thực tất cả chuẩn bị đã sớm hoàn thành cuối cùng này nhảy tốn thời gian cũng sẽ không lâu lắm. Nhân thì vài ngày, chậm cũng liền 10 ngày nửa tháng, nơi này toái tinh hoàn lão phu làm qua bố trí, Mọi nhân vào không được, ta biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì. Thần thành tuy là an toàn, nhưng đối với lão phu mà nói, chiến trường mới là tốt nhất địa địa, toái tinh pháp lại là chiến đấu loại pháp tắc, khiêu chiến không cầu toàn, một ngày vì an toàn mất đi chiến ý, đường cũng hết mức. Lâm mặc ngữ minh bạch chu kỳ vũ lời nói, sở dĩ lần này biết rõ đối phương muốn ngắm bắn chính mình, chu kỳ vũ đồng dạng thẳng tiến không lùi đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm lần này nếu như không tự mình ra tay chu kỳ vũ đột phá không nhất định thất bại nhưng quá trình tất nhiên sẽ dài đằng đẵng lâm mặc ngữ cũng tin tưởng chu kỳ vũ tất nhiên có hậu tủ không sẽ là thực sự lỗ mãng chu kỳ vũ lấy ra lâm mặc ngữ cho vạn thải chi thủy nguyên bản ta toái tinh hoàn chỉ có thể ngăn trở bị ngạn cảnh phía dưới nhân hiện tại có vạn thải chi thủy coi như là bị ngạn cảnh qua đây cũng có thể ngăn lại thật lâu nói hắn vẫy ra người giọt vạn thải chi thủy bay về phía toái tinh hoàn từng cái vị trí vạn thải chi thủy rất chân quý lâm mặc ngữ cho hắn một trăm tích hắn có thể luyến tiếc toàn bộ dùng một phần vạn không người đến đó không phải là toàn bộ lãng phí dùng người giọt đã là cực hạn tờ chu kỳ vũ nhiều năm bố trí toái tinh hoàn đã biến thành một tòa cường đại phòng ngự tính trận pháp hiện tại có vạn thải chi thủy gia trì trận pháp đại biên độ tăng cường thậm chí có thể ngăn trở bỉ lạn cảnh lâm mặc ngữ hỏi có thể nhiều hơn nữa dùng điểm không đủ ta chỗ này có chu kỳ vũ lắc đầu đủ rồi vạn thải chi thủy rất chân quý không thể đơn giản lãng phí hơn nữa coi như là nhiều hơn nữa 10 lần vạn thải chi thủy ta trận pháp này cực hạn liền ở nơi đó huống hồ lão phu cũng không phải chỉ có một cái bố trí nói chu kỳ vũ lấy ra một khối màu xám xanh bài tử trên bảng hiệu mặt có khác một chữ hạo lâm mặc ngữ từ trên bảng hiệu cảm nhận được quy tắc chi lực minh bạch là hạo thánh tôn lệnh bài chu kỳ vũ nói rằng bên trong có hạo thánh tôn một kích toàn lực bị công kích địch nhân biết rơi vào hư cảnh, cho dù là bị ngạn cảnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. nói hắn lại lấy ra một thân kim sắc lệnh bài, giang dấp cùng hạo thánh tôn xanh lệnh bài màu xám giống nhau như đúc, phân biệt là chữ phía trên biến thành thiên. chu kỳ vũ nói rằng, đây là thiên thánh tôn lệnh bài, có thể đánh ra tương đương với thiên thánh tôn một kích toàn lực. ngươi cầm hai thứ này, nếu quả thật có người tới cuối giày ta, trực tiếp chơi hắn. nhiều ký hợp với vạn thái chi thủy, uy lực càng lớn lâm mặc ngữ đã sớm đoán được chu kỳ vũ có hậu thủ không nghĩ tới chuẩn bị ở sau dĩ nhiên là thánh tôn lệnh bài mỗi tấm lệnh bài đều ẩn chứa thánh tôn một kích toàn lực ly lực cực lớn 930. nhưng lúc đó hắn bị nhốt thời điểm sử dụng lệnh bài những thần kia tôn đã sớm chết rồi lâm mặc ngữ tiếp nhận bài tử sớm biết không tới cứu ngài ngược lại ngài có hậu thủ chu kỳ vũ cười hắc hắc bảo toàn tánh mạng ngoạn ý có thể không dùng hay là không dùng tốt tốt lắm ta muốn bắt đầu ngươi nhìn kỹ tinh hoàn hãy cho hắn quát một tiếng lệnh tài tinh hoàn nhất thời toát ra hào quang óng ánh thế nhưng gần duy trì một giây sở hữu quang mang đồng thời tiêu thất tài tinh hoàng không chỉ có không tỏa ra quang mang ngược lại bắt đầu thôn phệ quang mang ở thôn phệ tia sáng đồng thời còn ẩn tàng nội bộ khí tức trong chớp mắt mảnh này tinh không liền từ trong mắt thế nhân tiêu thất ở trong mắt người bình thường mảnh này tinh không tựa như không tồn tại một dạng chu kỳ vũ mở ra toái tinh hoàng. sau đó lại là một tiếng quát nhẹ pháp tắc tinh hà đột nhiên trồi lên còn quấn hắn lưu truyền không thôi pháp tắc tinh hà chung tinh thần hủy diệt không chừng toàn bộ tinh hà đều tràn đầy hủy diệt chi lực ngược lại là quát khẽ một tiếng thanh âm như lôi ở lâm mặc ngữ bên tai nổ vang pháp tắc tinh hà trong nháy mắt mở rộng hoa thành một cái chân thật đại giang đại hà ở trong tinh không tôn trào không ngừng pháp tắc hóa thành nước sông mang theo tiếng oanh minh chảy xuôi từng viên một tinh thần từ giữa sông dâng lên ở giữa không trung lại bị vô hình hủy diệt chi lực nổ nát Chu Kỳ Vũ lúc này chân đạp tinh hà, hướng phía Lâm Mặc ngữ nói: "Dụng tâm cảm ngộ." Chương 2253, cái này dạng đi đường tác, không đúng, pháp tác tinh hà thấy cũng nhiều, nhưng bình thường đều là hư ảnh, tu vi cảnh giới càng cao, sở gọi tới pháp tác tinh hà cũng liền càng phát ra chân thực khổng lồ, có thể điều động lực lượng cũng liền càng mạnh, nhưng là phải giống như Chu Kỳ Vũ cái này dạng, đem pháp tác tinh hà trực tiếp bày ra với trong tinh không, giống như một điều chân thực sông dài, chỉ có đỉnh phong thần tôn mới có thể làm được. Chu Kỳ Vũ đứng ở trong tinh hà, một thân hắc bào trong tinh hà bay phất phới, trong tinh hà dâng lên vô số pháp tắc, cuốn quanh ở Chu Kỳ Vũ trên người. Ở pháp tắc thanh tẩy, Chu Kỳ Vũ lần thứ hai quát nhẹ, pháp tắc tinh hà nhất thời sôi trào. Vô số pháp tắc như suối phun vậy lao ra, rơi vào Chu Kỳ Vũ trên người, linh hồn từ Chu Kỳ Vũ đầu đỉnh bay ra, chìm vào tinh hà. Tiểu tiểu linh hồn, cho tinh hà sóng lớn, như nhất diệp cô chu không ngừng cuồn cuộn, nhưng vô luận tinh hà sóng lớn như thế nào kịch liệt, đều không thể bao phủ linh hồn. Ngược lại có nhiều hơn pháp tắc dung nhập linh hồn chu kỳ vũ linh hồn là tứ phẩm đỉnh phong nhưng trong đó đã ra đời một về tử quang chính là ngọc hồn sinh tử đây là linh hồn có thể tiếp tục đề thang, bước vào ngũ phẩm tiêu chí linh hồn ở pháp tắc tinh hà chìm nổi càng ngày càng nhiều pháp tắc dung nhập linh hồn đỉnh phong thần tôn linh hồn đã sớm có thể ở pháp tắc tinh hà trung tự do hành động thế nhưng không cách nào vượt qua pháp tắc tinh hà đi tới pháp tắc tinh hà một chỗ khác pháp tắc tinh hà một chỗ khác chính là bì ngạn từ từ trong linh hồn tràn đầy toái tinh pháp thì toái tinh pháp thì lại lấy linh hồn làm môi giới hướng phí nhục thân truyền lục thân cũng vì vậy hoạt ích đạt được tăng cường bất quá nhục thân tăng cường hữu hạn lâm mặc ngữ nhìn ra được chu kỳ vũ nhục thân chỉ tương đương với thần vương nhất giai nhưng lại không phải thần vương kim thân không bằng chính mình dù cho hắn thành bỉ ngạn lục thân nhiều lắm cũng chính là đến thần vương tam giai hoặc tứ giai giáng dấp bàn về nhục thân cường độ nhân tộc xác thực không được tốt lắm Lâm mặc ngữ đen nhân tộc nục thân cùng máu đen đại giới người sông lăng nục thân tiến hành rồi tương đối sau phương trên lệch cự đại coi như là ác ma tộc chung tam hiểu nhất thân thể địa ngục thạch ma tờ đỉnh phong thần tôn tôn thời điểm nục thân cũng muốn thấp một cảnh giới nhiều lắm đạt được thần vương cửu giai hơn nữa thành bỉ ngạn cảnh phía sau nục thân cũng rất khó đạt được thần tôn cảnh đại thế giới các tộc tu luyện giả coi trọng chính là linh hồn cảnh giới đối với nhục thân cũng không coi trọng lâm mặc ngữ mơ hồ cảm giác cái này dạng không đúng hắn cảm thấy thân thể tầm quan trọng cũng không so với linh hồn kém bao nhiêu nếu như có thể hắn nhất định phải tề đầu tịnh tiến hắn nhìn thấy chu kỳ vũ linh hồn tiến nhập pháp tắc tinh hải nhưng là nhục thân không có đi vào trong đó tất nhiên có nguyên nhân có thể chờ đến chu kỳ vũ thành tựu bị ngạn phía sau thỉnh giáo một chút linh hồn hấp đầy toái tinh pháp thì trên để cùng pháp tắc tinh hà hòa làm một thể tiếp lấy linh hồn trở lại nục thân bên cạnh thế nhưng cũng không có tiến nhập nục thân mà là đem nhục thân bao vây lại linh hồn hoàn toàn bọc lại nục thân phía sau nục thân mới bắt đầu trầm xuống tiến nhập pháp tắc tinh hài pháp tắc tinh hà bên trong pháp tắc tri lực chi trì liên tục vào tới lúc này linh hồn không lại hấp thu ngoại lai pháp tắc tri lực mà là cùng pháp tắc tinh hà bên trong lực lượng tiến hành đối kháng nó đang bảo vệ nục thân lâm mặc ngữ có chút minh bạch rồi linh hồn tại hấp đầy pháp tắc phía sau cần đưa đến bảo hộ chân chính muốn độ tinh hà thành bỉ ngạn không chỉ là linh hồn còn có nhục thân chỉ có linh hồn cùng nhục thân cùng nhau vượt qua pháp tắc tinh hà tài năng mới có thể thành tựu bỉ nạn pháp tắc tinh hà lực lượng vô cùng vô tận cực kỳ cường đại linh hồn đầu tiên là hấp thu pháp tắc tinh hà lực lượng hiện tại lại cùng với đối kháng độ khó cực cao lâm mặc ngữ thấy rất tỉ mỉ từng bước phát hiện đầu mối trong đó bị linh hồn hấp thu toái tinh pháp thì thôi nhưng xảy ra cải biến pháp tắc chi lực xảy ra thăng hoa trong đó sáp nhập vào quy tắc chi lực kỳ thực linh hồn đang dùng quy tắc chi lực cùng pháp tắc tinh hà tiến hành đối kháng lúc này linh hồn vẫy tay đã sớm chuẩn bị xong huyết đoàn bay ra qua đây huyết đàn trung chỉ ít sở hữu người mấy tên thần tôn tinh huyết tần chứa cực kỳ cường đại lực lượng những thứ này lực lượng ở luyện hóa phía sau bị bỏ đi pháp tắc thuộc tính biến đến cực kỳ thuần túy huyết đàn bay tới đánh vào chu kỳ vũ trên người ầm ầm nổ tung một cái từ tiên huyết xây thành đường máu nhất thời nổi lên đường máu một đầu đâm vào pháp tắc tinh hà một đầu khác thì kéo dài hướng viễn phương chỗ đó chính là bỉ ngạn đây chính là đường máu lấy giết vi dẫn lấy huyết thành đường cũng không phải là cái gì khái niệm ở trên đồ đạc mà là chân chính đường máu khó như vậy độ liền thấp hơn nhiều lâm mặc ngữ như có sở ngộ vừa rồi chu kỳ vũ dùng linh hồn bao khỏa thân thể thời điểm cũng không phải không có thử di động thế nhưng rất dưới sự cố gắng mới chỉ có di động một bước nếu là không có linh hồn bao khỏa nhục thân nhục thân sẽ không chịu nổi pháp tắc tinh hà ăn mòn ở pháp tắc tinh hà trung tan vỡ làm không cẩn thận thân tử đạo tiêu hiện tại có điều này đường máu cái kia toàn bộ trở nên đơn giản chu kỳ vũ chỉ cần có thể bước trên đường máu dọc theo đường máu đi tới có thể đạt được bì ngạn cái này độ khó ít nói cũng giảm bớt gấp mấy chục lần. chu kỳ vũ rốt cuộc nâng lên chân, chân chính bước lên đường máu, tiếp lấy đệ nhị bước thứ ba, từng bước một tiến về phía trước đi. tuy là người vẫn còn ở pháp tắc tinh hà bên trong, nhưng là đã ngăn không được hắn. đường máu hai bên pháp tắc tinh hà gầm thét không ngừng, trong lúc nhất thời sóng lớn ngập trời, đường máu ở sóng lớn chung chập chờn, nhìn qua phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị sông đoạn. hết lần này tới lần khác đường máu rất kiên cố, từ đầu đến cuối không có dãi. lâm mặc ngữ đã xem hiểu nhưng trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn. Trực giác nói cho hắn biết, phương pháp này không đúng. Loại phương pháp này tương đương với ra đi đầu tắt, cho lâm mặc ngữ, pháp tắc tinh hà thanh tẩy, kỳ thực không chỉ là thanh tẩy linh hồn, đồng thời còn muốn thanh tẩy nhục thân. Dùng loại này mưu lợi biện pháp, tuy là thành tựu bỉ nạn, nhưng là nhục thân không có được thanh tẩy. Có lẽ hiện tại thành bỉ nạn, tương lai một ngày nào đó muốn leo đăng cảnh giới cao hơn lúc biết bị hạn chế. Chẳng lẽ đây chính là bây giờ thời đại này không có trí tôn nguyên nhân? lâm mặc ngữ ở trong lòng nghĩ lấy vĩnh cổ thời đại đại thế giới là có trí tôn nhưng là bây giờ cái thời đại này đã không có bên ngoài nguyên nhân rốt cuộc là ở nơi nào lâm mặc ngữ nhìn lấy chu kỳ vũ đạp ở đường máu bên trên từng bước một hướng về bỉ ngạn tới vần việc đã đến nước này hắn đã không cách nào ngăn cản nhưng coi như phía trước có thể cản dừng cũng là vô dụng chu kỳ vũ không có khả năng bởi vì thân thể nguyên nhân lại phí hoài hơn ngàn năm như vậy khả năng cả đời đều không thể bước vào bỉ ngạn đâm lao phải theo lao bất kể như thế nào hiện tại đều muốn cho chu kỳ vũ trước đặt chân bỉ ngạn chuyện tương lai tương lai lại nói huống chi lâm mặc ngữ suy nghĩ cũng chỉ là suy đoán của mình chu kỳ vũ đi được rất an bình quả thật có một bước một cái dấu chân ý tứ Đã tiếc ngay từ đầu đã sai lầm rồi phía sau đi được lại kiên định cũng không dùng theo chu kỳ vũ không ngừng đi tới trong linh hồn tử quang đang ở từng bước biến cửa tử quang dường như lời dẫn lúc này bắt đầu bành trướng bắt đầu đem càng nhiều hơn linh hồ thăng hoa vì tử ngọc hồn phong cùng với cùng nhau thăng hoa còn có pháp tắc pháp tắc đang ở thăng hoa vì quy tắc đợi đến chu kỳ vũ hoàn toàn đặt chân bỉ ngạn phía sau linh hồn đen chính thức trở thành ngũ phẩm tử ngọc hồn toàn thân pháp tắc chi lực cũng đem biến thành quy tắc chi lực khi đó hắn chính là thứ thiệt bỉ ngạn cảnh cường giả đè xuống chu kỳ vũ trước mắt tốc bộ tới tính toán lâm mặc ngữ dự tính không ra ba ngày chu kỳ vũ có thể đi hết đường máu đạp lâm bỉ ngạn đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua chu kỳ vũ đi thẳng rất thuận lợi linh hồn đã có hơn phân nửa chuyển hóa thành tử ngọc hồn Toàn thân cao thấp đều tản ra quy tắc chi lực, có nữa nửa ngày là hắn có thể đi hết đường máu. Đột nhiên, tái tinh hoàn chấn động, tái tinh hoàn bên ngoài xuất hiện nhất tôn khủng bố thân ảnh khổng lồ. 2 2254 mất lý trí ngu ngốc, đáng sợ uy áp ở trong tinh không sao động. Từng tiếng long ngâm xuyên thấu qua tái tinh hoàn, chấn động linh hồn. Tìm được các ngươi. Âm lãnh thanh âm tràn ngập sát ý, tái tinh hoàn bên trên giấy lên màu xanh đậm thâm uyên chi hỏa, thâm uyên chi hỏa bằng tốc độ kinh người lan tràn chỉ là mấy hơi thở liền thiêu lần cả tòa toái tinh hoàn tinh không bị ngượng thành mạc lục sắc lâm mặc ngữ thấy được một đôi lớn đại âm trầm ánh mắt cái này cặp mắt chủ nhân cũng không xa lạ ngươi quanh cũ thầm uyên long ma thâm uyên long ma đang ở phá hư toái tinh hoàn như là ánh mắt của hắn đã qua gắt gao nhìn chằm chằm lâm mặc ngữ rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi lần này ngươi nhất định phải chết lâm mặc ngữ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ngươi cũng dám tới nơi này bỉ lạn cảnh công nhiên động thủ tái này dạng trái với quy củ không sợ thánh tôn giết người thâm ươi long ma cười lạnh nói ngươi giết ta phân thân ta ra tay với ngươi cũng không trái với quy củ nguyên lai là có chuyện như vậy lâm mặc ngữ hoảng lại vẫn có loại này quy củ Xem ra chính mình còn rất nhiều không hiểu sự tình nhưng quy củ nha là người định cũng có thể từ người cải biến chỉ cần mình đủ mạnh cái gì quy củ đều không thể hạn chế chính mình toái tinh hoàn đang đang thiếu đốt hừng hực phát sinh đùng đùng âm thanh từng viêm một toái tinh bị đốt thành cho bụi Toái tinh hoàn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến mỏng manh. Thân là bỉ lạn cảnh thâm uyên long ma, hắn thâm uyên chi vì trung cũng ẩn chứa quy tắc chi lực, đã đủ thiêu hủy toái tinh hoàn. Nếu không phải chu kỳ vũ vận dụng người giọt vạn thải chi thủy, toái tinh hoàn đã sớm tan vỡ. Không phải 287 quá hiện tại xem ra, dường như cũng không kiên trì được lâu lắm. Lâm mặc ngữ ngón tay búng một cái, mười giọt vạn thải chi thủy bay ra, rơi vào toái tinh hoàn bên trên. Nguyên bổn đã kế cận hỏng mất toái tinh hoàn, đột nhiên lại bạo phát cường đại sinh mệnh lực thâm ươi long ma long nhãn chợt co rụt lại và thải chi thủy ngươi dĩ nhiên tại loại này đồng nát bên trên dùng vạn thải chi thủy ngươi có phải điên rồi hay không lâm mặc ngữ mỉm cười nói lão tử thích dùng mắc mớ gì tới ngươi nói hắn lại bắn ra người giọt vạn thải chi thủy tiếp tục tăng phúc toái tinh hoàn thâm ươi long ma sắp điên rồi trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm sát ý đồng thời còn có tham lam cùng đố kỵ hắn nhìn ra được Lâm Mặc Ngữ căn bản không quan tâm Vạn Thải Chi Thủy tiêu hao. Nói rõ Lâm Mặc Ngữ còn rất nhiều Vạn Thải Chi Thủy, mặc kệ Lâm Mặc Ngữ Vạn Thải Chi Thủy là từ nơi nào lấy được, hiện tại chỉ cần giết Lâm Mặc Ngữ, Vạn Thải Chi Thủy liền là của mình. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được Thâm Uyên Long Ma tham lam, cười lạnh một tiếng. Muốn a, à, không cho ngươi. Vừa nói vừa bắn ra 10 giọt Vạn Thải Chi Thủy, tiếp tục duy trì toái tinh hoàn, Thâm Uyên Long Ma thật muốn điên rồi, ngươi cái người điên này, ngu ngốc. Hắn hãy lâm mặc ngữ dùng địa nhất tích vạn thải chi thủy đều là mình lâm mặc ngữ dùng càng nhiều chính mình lấy được thì càng ít hắn điên của vụt lên long tức thâm uyên hỏa diễm đốt cháy được càng thêm kịch liệt tinh không hoàn toàn bị mặc lục thâm uyên chi hỏa bao phủ âm u mà khủng bố tài tinh hoàn chấn động càng phát ra kịch liệt lần nữa sắp phá nát liên cùng chu kỳ vũ nói giống nhau tài tinh hoàn là có cực hạn coi như nhiều hơn nữa vạn thải chi thủy cực hạn liền ở nơi đó có thể lâm mặc ngữ dường như không tin tả lại lấy ra 10 giọt vạn thải chi thủy tiếp tục đạn đến toái tinh hoàn bên trên sau đó trong tay lại xuất hiện người giọt vạn thải chi thủy vẫn sức chờ phát động thâm uyên long ma càng điên cuồng lên nà cái này đều là của ta không cho ngươi dùng nữa cái này đều là của ta lâm mặc ngữ cười lạnh một tiếng ngươi nói không cần cũng không cần sao suy nghĩ nhiều ngươi lập tức lại đem cái này mười giọt vạn thải chi thủy bắn vào toái tinh hoàn toái tinh hoàn đã lung lay sắp đổ cho dù có vạn thải chi thủy gia trì nhiều lắm cũng chính là nhiều chống đỡ vài giây vì mấy giây lãng phí mười giọt vô cùng chân quý vạn thải chi thủy thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp thu thâm uyên long ma hoàn toàn nổi giận hỗn đả không cho phép lại dùng ta vạn thải chi thủy cho bản tôn dừng tay lâm mặc ngữ nhìn lấy bộ dáng của hắn trong mắt lóe lên một tia chưa tức người này linh hồn bị thương vẫn không có tốt tâm tình của hắn cực không ổn định bình thường có lẽ có thể giữ lãnh tĩnh nhưng một bị kích thích kỳ sẽ mất đi lý trí mất lý trí có lẽ sẽ dẫn chiến lực càng cường đại hơn nhưng là sẽ trở nên càng thêm dễ dàng đối phó đến rồi thâm uyên long ma cảnh giới này khả năng hấp dẫn hắn đồ vật đã không nhiều lắm cam thù chính mình là một cái nhân tố khác một cái nhân tố chính là có thể câu dẫn ra hắn tham lam chi niệm vạn thải chi thủy lâm mặc ngữ biết vạn thải chi thủy rất chân quý sở dĩ biểu hiện ra chính mình có rất nhiều vạn thải chi thủy hơn nữa rất lãng phí giáng dấp tờ cừu hận cùng tham lam song trọng dưới sự kích thích lại tăng thêm thâm uyên long ma bản thân thương thế lâm mặc ngữ thành công thâm uyên long ma rốt cuộc đánh mất lý trí chỉ ít nhìn qua là cái dạng này lâm mặc ngữ điểm ngón tay một cái bất tử hỏa diễm cháy hừng hực khô lâu vương tọa từ bất tử hỏa diễm trung nổi lên khô lâu vương ứng tiếng mà ra khô lâu vương tọa hóa thành hai tay cốt kiếm một giây kế tiếp khô lâu vương nhằm phía thâm uyên long ma sau phương ngăn cách lấy gần hỏng mất tái tinh hoàn răng co lẫn nhau thâm uyên long ma điên cùng cười to bằng cái này dạng một cái thần tôn tứ giai đồ vật ngươi cảm thấy có thể đỡ nổi bản tôn lâm mặc ngữ cười lạnh một tiếng thừa qua mới biết được khô lâu thần tướng lít nhít xuất hiện ở trong tinh không bay ra trận thấy đen lâm mặc ngữ cùng chu kỳ vũ hoan ở phía sau tiếp lấy tinh thác phù yêu bay ra hóa thành một tòa bảo tháp bảo tháp rơi xuống tinh quang hình thành phòng ngự đồng thời đồng thời tăng phúc nhất giai công kích khô lâu vương lực công kích có thể đạt được thần tôn ngũ giai lực phòng ngự đạt được thần tôn lục giai như này dạng như trước không đủ lâm mặc ngữ trong tay lại xuất hiện người giọt phạm thải chi thủy rơi xuống khô lâu vương trên người khô lâu vương khí tức trong nháy mắt để thang mấy chục lần chiến lực trực bức thần tôn bát giai thâm uyên long ma lần thứ hai bị kích thích hỗn nả còn dám lãng phí vạn thải chi thủy bản tôn muốn đem linh hồn của ngươi phóng tới thâm uyên chi hỏa bên trên nướng ngàn năm vạn năm Long mặc ngữ khẽ cười một tiếng vậy chờ ngươi có thể giết chết ta rồi hãy nói tái tinh hoàn rốt câu cuộc tan vỡ thâm uyên long ma phát sinh cười tàn nhẫn ý ngươi nhất định phải chết hắn hướng phía khô lâu vương phụt lên long tức khô lâu vương trong nháy mắt bị thâm uyên chi hỏa bao phủ tòa thân xương đối với phát sinh tiếng vỡ vụn khô lâu vương cùng thâm uyên long ma trên lệch quá lớn không cách nào ngăn cản thâm uyên long ma mang theo nhe giang cười chấn động cánh đông nát vô số đụng ở nửa đường khô lâu thần tướng mặc kệ có bao nhiêu khô lâu thần tướng đều không thể ngăn cản hắn dù cho nửa giây ngươi chết ngươi nhất định phải chết thâm uyên long ma điên cuồng cười to hắn vững vàng tập trung vào lâm mặc ngước trong mắt tràn đầy hận ý đối với cái này giết mình phân thân ra hỏa thâm uyên long ma đã hận đến tận xương tủy nhưng thâm uyên long ma không có chú ý tới là hắn ở chết cháy khô lâu vương thời điểm khô lâu vương trên người che lấp một tầng trong mông mông vũ khí hai cốt địa ngục bị hắn phá vỡ đồng thời lâm mặc ngữ hoàn thành tiêu ký thâm uyên long ma bỗng nhiên cảm nhận được lâm mặc ngữ khí tức đang không ngừng đề thăng càng ngày càng mạnh trong nháy mắt cũng đã đột phá thần vương cảnh giới tốc hành thần tôn bất quá một cái hô hấp lâm mặc ngữ đạt tới thần tôn ngũ giai đồng thời hắn cảm giác được khác một cái khí tức cả người biến đến càng thêm kích động bản nguyên phủ văn dĩ nhiên là bản nguyên phủ văn ha 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 vậy mà lại là bản nguyên Phủ văn giết người bản nguyên Phủ văn chính là bản tôn hắn biến đến càng thêm điên cuồng toàn thân đều kích động đến run rẩy không ngừng long ngâm một tiếng tiếp lấy một tiếng chi trì liên tục không ngừng chương 2255, lần sau bản tôn tất sát người thâm uyên long ma biến đến càng điên cuồng lên dần như điên bản thân hắn liền sở hữu bản nguyên Phủ văn lâm mặc ngữ đã từng lĩnh giáo qua thâm uyên long ma muốn giết lâm mặc ngữ cướp đoạt bản nguyên Phủ văn Lâm Mặc Ngữ làm sao từng không phải muốn như vậy? Bản Nguyên Phù Văn thật lâu dài ký ức. Lâm Mặc Ngữ nhẹ giọng thì thầm, mới vừa lấy được thời điểm, đúng là gọi bản Nguyên Phù Văn. Sau lại theo cùng với chính mình cảnh giới càng ngày càng cao, bản Nguyên Phù Văn tiến hóa thành bản Nguyên Thuật Pháp. Nhìn nữa thầm uyên long mà dường như vẫn là bản Nguyên Phù Văn, cũng không có nói tới bản Nguyên Thuật Pháp. Giống như Hạo Hải Tinh Vũ Thuật Pháp hệ thống chung, kém một chữ thường thường còn kém đừng cự đại pháp tắc quy tắc thì có cách nhau một trời một vực từ thâm uyên long ma điên cuồng trong lời nói lâm mặc ngữ ý thức được một chuyện hàn sắc thực chiếm được bản nguyên phù văn thế nhưng cũng không có thể đen chi chuyển hóa thành thuật pháp nếu như bản nguyên phù văn không có thể chuyển hóa thành thuật pháp lời nói lại làm sao có khả năng vẫn ở lại thâm uyên long ma trong cơ thể có điểm kỳ quái a à? tại sao sẽ như vậy lâm mặc ngữ biểu thị không hiểu có lẽ giết hắn đi sau đó sẽ có đáp án hai cốt địa ngục hoàn thành tiêu ký linh hồn tùy theo vững vàng tập trung thâm uyên long ma nhìn lấy hắn không ngừng phá tan khô lâu thần tướng tạo thành phòng tuyến lâm mặc ngữ trong tay xuất hiện cổ phù ngọc phiến đầu đỉnh đồng thời xuất hiện xạ hồn cung hai mươi tích vạn thải chi thủy bay ra trong đó mười giọt dung nhập cổ phù ngọc phiến mười giọt dung nhập xạ hồn cung tín niệm chi lực đồng dạng một phân thành hai phân nửa dung nhập cổ phù ngọc phiến thân nửa thì dung nhập xạ hồn cung thâm uyên long ma tròng mắt chừng sắp rơi ra tới không phải hứa lãng phí bản tôn vạn thải chi thủy dừng tay dừng tay a à. hắn biến đến càng điên cuồng lên hầu như triệt để mất lý trí lâm mặc ngữ khóe miệng mang theo cười nhạt linh hồn lực cuồn cuộn mà phát động cổ phù ngọc phiến nhất thời bị kích hoạt trong tinh không xuất hiện một chỉ quả đấm to trên nắm tay có cổ phù đang chiếu lấp lánh nắm tay không gian bốn phía trong nháy mắt đổ nát trong không gian pháp tắc đường nét cũng vào giờ khác này bị ép tới tan vỡ hủy diệt quy tắc chi lực đang tràn ngập ở cổ phù cử quyền phù cận không có bất luận cái gì pháp tắc có thể tồn tại từ thần tôn ngũ giai linh hồn lực thôi động lại tăng thêm chọn 10 giọt vạn thải chi thủy cùng với tín niệm chi lực Cổ phu cự quyền lực lượng chính thức đạt được bì ngạn cảnh lâm mặc ngữ trong lòng có cảm ngộ cái này cũng có thể là cổ phù ngọc phiến cực hạn thâm uyên long ma rốt cuộc đột phá khô lâu thần tướng ngăn cản hắn lộ ra điên cuồng ngươi nhất định phải chết chết chắc rồi vạn thài chi thủy của nguyên phù van đều là của ta đều là của ta hắn mới vừa ra tới thấy cũng không phải là lâm mặc ngữ mà là lóe lên một cái lấy cổ phù quả đấm to trên nắm tay đản sinh ra cường đại hấp lực lệnh thâm uyên long ma khó có thể thoát đi thâm uyên long ma ánh mắt chật thu nhỏ lại miệng phun long mông toàn thân bị thâm uyên chi hỏa bao phủ thâm uyên chi hỏa dường như khối giáp vững vàng bảo vệ nó lâm mặc ngữ chứng kiến thâm uyên chi hỏa trung xuất hiện một cái phù văn một cái đầu chữ phù vẫn là quen thuộc đại vân văn tự cổ đại cùng đại thế giới hiện hành văn tự hoàn toàn bất đồng tiếp cận với viễn cổ thời đại nguyên thủy cổ văn nhưng lại có một chút bất đồng đầu chữ phù đại biên độ gia tăng rồi thâm uyên chi hỏa lực lượng thâm uyên long ma khí tức cũng theo đó đề thang Bất quá thao nó lực lượng để thăng, Lâm Mặc Ngữ rõ ràng ý thức được, linh hồn của hắn đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, ly chi thực đã ngã vào đáy cốc, Thâm Uyên Long Ma trong mắt, mọi trừ cừu hận, điên cuồng, tham lam, hắc tâm tình đều biến mất, quả nhiên không có chân chính đạt được bản nguyên phù văn, tác dụng phụ thật đúng là không nhỏ, bản nguyên phù văn nhược là có thể thành công chuyển hóa thành thuật pháp, không chỉ có uy lực có thể biến đến càng thêm, hơn nữa không có quá lớn tác dụng phụ, nhưng bây giờ, Thâm Uyên Long Ma vận dụng bản nguyên phù văn lực lượng, lại lệnh linh hồn của hắn càng thêm bất khang cổ phù cự quyền cùng thâm uyên chi hỏa động vào nhau kinh khủng hỏa diễn tịch quyền thiên địa những thứ này ngọn lửa màu xanh sẫm Tần chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng đã đủ chết trái thần tôn cho dù là đỉnh phong thần tôn đều không kiên trì được lâu lắm lâm mặc ngữ triệu hồi ra càng nhiều hơn khô lâu thần tướng cùng với quân đoàn người thống trị đen chu kỳ vũ chỗ ở khu vực vững vàng bảo vệ cổ phù cự quyền cùng thâm uyên chi hỏa ở giằng co vài giây sau song song tàn vỡ sau phương thế lực ngang nhau bất phân cao thấp thâm ư long ma điên cuồng cười to lá bài tẩy của ngươi không có ngươi đang nói xuống dốc lâm mặc ngữ trên người lần thứ hai dâng lên kinh người khí tức bản nguyên thuật pháp Cường binh thâm ư long ma ánh mắt lần thứ hai trường lớn ngươi có hai cái bản nguyên phủ văn lâm mặc ngữ không chẳng mọc lời cường binh thuật pháp mở ra còn lại linh hồn lực toàn bộ rót vào với xã hồn cung xã hồn cung bên trên nương tụ ra tử sắc hồn tiễn ngươi dập vạn thải chi thủy tín niệm chi lực tiến thêm một bước ra trì tăng phúc tinh không đổ nát từ sắc hồn tiễn cũng đột phá thần tôn cảnh, khó khăn lắm đi vào bỉ lạn cảnh, bởi vì nó là linh hồn công kích, sở dĩ uy lực không thể theo lẽ thường tính ra, nhất là tại đối phó thâm uyên long ma loại này linh hồn bị thương tồn tại, uy hiếp so với cổ phù cự quyền càng lớn. Thâm uyên long ma dường như cảm thấy uy hiếp, lần nữa dâng lên thầm uyên chi hỏa, đồng thời một ngụm long tức phun về phía lâm mặc ngữ, từ quang chật lóe lên, hồn nhanh như tiên bắn ra, đồng thời lâm mặc ngữ trong tay xuất hiện hoàng kim kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trước người xuất hiện một mặt hoàng kim đại thuận. Trận Long Tức, Hoàng Kim Đại Thuẫn ở bỉ nạn cảnh Long Tức dưới ti tách rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Lâm Mặc Ngữ bắn ra 10 giọt vạn thải chi thủy, ổn định lại Hoàng Kim Đại Thuẫn. Lâm Mặc Ngữ đã rõ ràng Hoàng Kim kiếm cực hạn, có thể là sợ chính mình quá mức kỳ lại Hoàng Kim kiếm, sở dĩ Thiên Thánh Tôn cũng không có rót vào quá nhiều quy tắc chi lực. Trải qua Thiên Thánh Tôn cải tạo Hoàng Kim kiếm, có thể ngăn trở tuyệt đại đa số bỉ nạn cảnh phía dưới công kích. Nếu như đụng tới đỉnh phong thần tôn tự bạo một dạng công kích, vậy mình như trước biết thụ thương bị ngạn cảnh công kích đồng dạng không thể hoàn toàn ngăn trở có thể lâm mặc ngữ phối hợp vạn thải chi thủy kiên trì khoảng khắc không thành vấn đề trong tai truyền đến thâm uy long ma tiếng kêu thảm thiết linh hồn chịu đến trọng thương thâm uyên long ma điên cuồng mà ở trong tinh không lăn lộn tự thảm thiết không thôi lâm mặc ngữ mang theo lạnh ý bên người xuất hiện một cụ cự đại thi thể thi thể trường mãn dây leo trạng thái như tinh thần chính là phía trước cứu chu kỳ vũ lúc cũng chưa từng dùng qua hàng tinh hỏa đàng thành tựu thực vật hệ hàng tinh hỏa đàng có kinh người sinh mệnh lực lâm mặc ngữ đầu ngón tay lần thứ hai xuất hiện người giọt vạn thải chi thủy lợi dụng vạn thải chi thủy phát động thuật pháp hàng tinh cấp thuật pháp thi thể bạo liệt cường binh tăng phúc vạn thải chi thủy tăng phúc làm nổ thực vật hệ thần tôn cửu giai tinh không cự thú thi thể oanh nổ kịch liệt ở trong tinh không phát sinh toàn bộ tràng diện giống như hàng tinh nổ lớn trong tinh không xuất hiện một viên cự đại quang cầu đa sợ sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển vong linh quân đoàn cấp tốc hợp thành hàng ngũ ngăn cản sóng xung kích lâm mặc ngữ lui lại đến chu kỳ vũ phía trước mở ra hoàng kim tấm chắn vì chu kỳ vũ ngăn cản trùng kích chu kỳ vũ lúc này đã tiến bộ khẩn yếu quan đầu tuyệt đối không thể chịu quấy rối thâm uyên long ma kêu thảm thiết tiêu thất tinh không từng bước khôi phục lại bình tĩnh thâm uyên long ma lúc này biến đến không gì sánh được thê thảo thân thể to lớn đã thiên sang bách khổng long lân nghiền nát huyết nhục văng tung tóe đầu khớp xương lộ ra ngoài toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon hơi thở của nó cũng cực độ chi dục đã không đủ bỉ ngạn cảnh thậm chí ngay cả đỉnh phong thần tôn cũng không bằng Nhưng là trận này bạo tạc cũ tạc diệt hắn điên cuồng thâm uyên long ma ánh mắt lần nữa khôi phục lãnh tĩnh thâm uyên long ma lạnh lùng nói là bản tôn xem thường ngươi toàn thân hắn lần thứ hai tắt ra thâm uyên chi hỏa bản nguyên phủ văn ở thâm uyên chi hỏa trung chiếu lấp lánh thâm uyên long ma thương thế đang ở tốc độ kinh người khôi phục bất quá đồng thời hơi thở của hắn cũng ở yếu bớt sử dụng bản nguyên phù văn cũng không phải là không có đại giới sáu chương hai mà thôi mà thôi, chỉ ít không thua thiệt. Trong nháy mắt, thâm uyên long mà thương thế đã khôi phục, có thể hơi thở của hắn so trước đó yếu đi rất nhiều, gần như sắp muốn đệt phá bị nạn cảnh. Duy nhất không có đổi yếu chính là sắc ý, cùng với đối với lâm mặc ngữ cửu hận, còn có cái kia thật sâu tham lam. Thâm uyên long mà băng lãnh đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm lâm mặc ngữ, lần này coi như số ngươi gặp may. Lần sau bản tôn tất sát ngươi, hắn muốn chạy trốn, lâm mặc ngữ trong lòng hơi động, khô lâu thần tướng lần nữa bao vây, cút ngay thâm uyên long ma mang theo giống giận đụng vỡ khô lâu thần tướng hướng phía bên ngoài bay đi một cái bỉ ngạn cảnh cường giả muốn chạy trốn lâm mặc ngữ xác thực ngăn không được chỉ cần bị hắn thoát ly vây quanh đến lúc đó tinh hải minh mông như sau đó là giết hắn khó khăn phía trước làm nỗ lực cũng đem ổ phí vạn thải chi thủy coi như là lãng phí lâm mặc ngữ tự nhiên không cho phép cái này dạ từ thâm uyên long ma xuất hiện hắn một đường dùng hết thiết kế làm sao có khả năng làm cho hắn cứ như vậy đào tẩu vốn là muốn tiết kiệm một chút hiện tại xem ra còn là muốn dùng a lâm mặc ngữ lấy ra chu kỳ vũ cho hoàng kim lệnh bài trên lệnh bài có khắc một cái chữ thiên thiên thánh tôn lệnh bài tích hoạt phía sau có thể đánh ra thánh tôn một kích hơn nữa thiên thánh tôn lực lượng ở mấy vị thánh tôn chung cũng thuộc về hàng đầu thâm uyên long ma gặp được lâm mặc ngữ lệnh bài trong tay cảm nhận được trên lệnh bài thánh tôn khí tức nhất thời lộ ra hoảng sợ trong miệng càng là rít vào lên ngươi tại sao có thể có thánh tôn lệnh bài lâm mặc ngữ cười ha ha nhất thời kích hoạt rồi lệnh bài lệnh bài nổ tan ở trong tinh không ngưng tụ ra thiên thánh tôn vĩ ngạn thân ảnh lâm mặc ngữ từ đó cảm thấy thuộc về thiên thánh tôn linh hồn khí tức ở lệnh bài chung có một tia thuộc về thiên thánh tôn linh hồn thiên thánh tôn hư ảnh cao tới 10 vạn mét như trí cao vô thượng tồn tại mắt nhìn xuống thâm uyên long ma hắn giơ tay lên toát ra quang mang hoàng kim quang mang hội tụ thành một thanh hoàng kim lợi kiếm lâm mặc ngữ lúc này bắn ra người giọt vạn thải chi thủy đưa tới hoàng kim lợi kiếm bên trên nếu muốn làm vậy là được cực điểm làm cho thâm uyên long ma triệt để tuyệt vọng ngươi trốn không thoát lâm mặc ngữ lời nói dường như nhất trung thẩm sử quyết định thầm uyên long ma vận mệnh hoàng kim lợi kiếm chảm phá tinh vũ đem ức vạn dạm tinh không biến đến kim trạch thế giới kim thiếu nộn nhạo chung thâm uyên long ma thân thể nát bấy triệt để yên diệt chỉ để lại một đám lược màu xanh đậm thâm uyên chi hỏa ở trong tinh không cháy hừng hực tờ trong hỏa diễm có một cái đấu ký tự đây là lâm mặc ngữ nhìn thấy người thứ tư nguyên thủy phù văn chính mình có binh ký tự cùng giả ký tự mà phận có chức ký tự đáng tiếc là mạc phận không có thể đi vào vào nguyên thủy bí cảnh, không có thể đem trước ký tự chuyển hóa thành thuật pháp. hiện tại mạc phận càng là đã tiến nhập ngủ say hòng quan vài, trước tiên phù cũng đã sớm biến mất, quay về thiên địa. nguyên thủy phù văn có rất nhiều, giống nhau phù văn có thể đồng thời xuất hiện, nhưng đợi đến nguyên thủy phù văn bị chuyển hóa thành thuật pháp phía sau, giống nhau phù văn liền sẽ không tái xuất hiện. lâm mặc ngữ binh giả hai cái nguyên thủy phù văn đã biến thành thuật pháp, trong thiên địa sẽ không còn có hai cái này phù văn xuất hiện, mà trước mắt đầu ký tự rõ ràng còn không có bị chuyển hóa thành thuật pháp vẫn là phù văn trạng thái thâm uyên long ma ở thu đựng đấu ký tự phía sau cũng không chuyển hóa thuật pháp có thể đem bảo lưu lại tới thực sự rất thần kỳ lâm mạc ngữ đưa tay muốn đi bắt lấy đầu ký tự lúc này thiên thánh tôn hư ảnh quát to một tiếng dừng tay lâm mạc ngữ ngừng tay cho rằng thiên thánh tôn cũng đúng đầu ký tự cảm thấy hứng thú thiên thánh tôn thanh âm trầm thấp bộ này vì thâm uyên ma tôn nắm giữ mọi nhân không thể được ngươi như đụng vào hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là trở thành thầm uyên ma tôn nô lệ lâm mặc ngữ thần tình khẽ biến hắn mở khải linh hồn chi nhãn nhìn kỹ lại sau đó lại cắt thành vong linh chi nhãn rốt cuộc nhìn thấu một chút manh mối cái này đấu ký tự cũng không phải bản thể chỉ là chân chính nguyên thủy phù văn một cái vân thân nguyên thủy phù văn có tác dụng thành biến thành thuật pháp phía sau nếu như nói có thể sáng tạo phân thân không chế người khác cũng không phải là không thể chế tạo phân thân nguyên bổn chính là ác ma tộc năng lực một trong hơn nữa cái này đấu ký tự nơi trọng yếu có một tia linh hồn cái này sợi linh hồn nhìn như yếu ớt lại cho lâm mặc ngữ một loại cực đoan cảm giác kinh khủng thiên thánh tôn chậm rãi giơ tay lên lần nữa ngưng tụ ra một thanh hoàng kim lợi kiếm nhưng so với vừa rồi cái kia một thanh rõ ràng phải yếu hơn vài phần thiên thánh tôn nhìn về phía lâm mặc ngữ vạn thải chi thủy lâm mặc ngữ không trần chờ lập tức bắn ra 10 giọt vạn thải chi thủy dung nhập hoàng kim lợi kiếm hoàng kim lợi kiếm chảm phá tinh vũ chém ở thâm uyên chi hỏa bên trên thâm uyên chi hỏa nhất thời bị tan rã tiêu tán ở trong tinh không thiên thánh tôn chém ra kiếm thứ hai phía sau thân thể đã hoàn toàn hư hóa chỉ lát nữa là phải tiêu thất trên thực tế nếu như không phải vạn thải chi thủy ở chém ra đệ nhất kiếm phía sau thiên thánh tôn lực lượng nên hao hết thiên thánh tôn nhìn về phía lâm mặc ngữ vừa nhìn về phía đang ở đường máu tiến lên được chu kỳ vũ hơi lật đầu sau đó thân hình triệt để tiêu tán lâm mặc ngữ thở phào nhẹ nhõm hẳn không có người lại tới quấy rể a tuy là trên miệng nói như vậy nhưng là hắn như trước phái ra đại lượng khô lâu thần tướng đại biểu toái tinh hoàn trấn thủ mảnh này tinh vực ở vong linh phạm vi nhìn dưới cho dù là bỉ ngạn cảnh tồn tại cũng đừng nghĩ ẩn vào tới lâm mặc ngữ nhìn nó nói một trận chiến này có chút lỗ vốn a à, vạn thài chi thỉ dùng trăm giọt tí niệm chi lực lại tiêu hao sạch sẽ liên hàng tinh hỏa đang thi thể dùng hết lại thu hoạch gì đều không có lâm mặc ngữ có chút không cam lòng ánh mắt ở trong tinh không tìm tới tỉ mỉ lúc trước thiên thánh tôn một kiếm kia đánh thâm uyên long ma hồn phi phách tán hai quốc không còn nhưng là trước đó chính mình dẫn động trận kia thi thể bạo liệt cũng là đem nổ huyết nhục văng tung tóe có lẽ vận khí tốt còn có thể còn lại điểm cái gì trong tinh không khắp nơi đều là loạn thạch khối vụn chỉ dựa vào lâm mặc ngữ một người rất khó tìm may mắn hắn thủ hạn đủ nhiều ở nghìn vạn khô lâu cộng đồng dưới sự cố gắng cần cù siêng năng tìm sau người mấy phút rốt cuộc có chút phát hiện tổng cộng tìm được rồi sáu khối long lân mỗi khối long lân đều đã bị tạc toái sinh cơ hoàn toàn không có nhưng này cũng đủ rồi chỉ cần có long lân ở lâm mặc ngữ có thể dùng đến tiến hành thi thể bạo liệt uy lực tương đương với bỉ ngạn cảnh tự bạo sợ sẽ là xem như là thánh tôn đều muốn nhượng bộ lui binh tương đương với có từng cái bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật lại qua mấy phút đồng hồ lại có phát hiện mới tại một cái tan vỡ vẫn thạch bên trong phát hiện nhất kiện chữ vật đạo cụ cái này chữ vật đạo cụ nhìn lấy giống như là một tấm long bì. như là món pháp bảo tàn ra pháp bảo độc hữu khí tức chỉ là chút hơi thở này rõ ràng bị che lấp quá thập phần yếu ớt pháp bảo chủ nhân đã chết nó đã thành vật vô chủ lâm mặc ngữ linh hồn đơn giản liền thăm dò vào trong đó một mảnh không gian thật lớn 4,8 xuất hiện ở trong tầm mắt bên trong rực rỡ muôn màu bày đặt vô số vật phẩm trong đó đại bộ phận đều là ác ma tộc chuyên dụng vật phẩm còn có rất nhiều thần tôn cảnh tài liệu lâm mặc ngữ đào qua vài lần phát hiện những tài liệu này cũng tương tự thích hợp với ác ma tộc từ cầm tới cũng không có chỗ nào xài cũng chỉ có thể đen ra đổi lấy tích phân cũng không có tìm được tốt pháp bảo thâm uyên long ma từ đầu đến cùng dường như cũng chưa dùng qua pháp bảo lâm mặc ngữ suy đoán có phải hay không rất sớm trước kia chàng đại chiến kia không chỉ có đả thương thâm uyên long ma như lại đem hắn pháp bảo đánh hư bỉ lạn cảnh thâm uyên long ma một mực tại dưỡng thương phổ thông pháp bảo chướng mắt tốt bỉ lạn cảnh pháp bảo hắn cũng không chiếm được vì vậy trở thành một cái kẻ nghèo han xem ra chỉ có thể bán mấy thứ này lại dùng tích phân đi trao đổi pháp bảo mà thôi mà thôi chỉ ít không thua thiệt lâm mặc ngữ thu hồi long bì tinh không bỗng nhiên một trận từng tiếng kỳ diệu thanh âm từ xa xôi trong tinh không truyền đến, chương 2257, vậy còn chờ gì, mau động thủ đi. Thanh âm đến từ không gì sánh được địa phương xa xôi, trong linh hồn vang lên, không chỉ là Lâm Mặc Ngữ nghe được, cả nhân tộc, sở hữu siêu thần cảnh trở lên người, đều nghe được cái thanh âm này. Thanh âm giống như một thủ tuyệt vời nhà khúc, không phân biệt được đến cùng đang diễn tấu cái gì, lại có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Đây là chúc mừng thanh âm. Đại thế giới vi chu kỳ vũ bước vào bỉ ngạn chúc, nhân tộc thần thành nơi trọng yếu, sở hữu bỉ ngạn cảnh cường giả đồng thời lộ ra nét mừng nhân tộc ta lại có người bước vào bỉ ngạn là ai bước vào bỉ ngạn chắc là chu tức chiến trường tiền một nhiệm trấn thủ chu kỳ vũ hạo thành tôn đại nhân đệ tử chu kỳ vũ ta nhớ được hắn phía trước mới vừa nửa bước bỉ ngạn làm sao lại nhanh như vậy phải là hắn phía trước đã mở ra đạp bờ đường máu tính toán thời gian mặc dù có chút nhanh nhưng không có người khác hạo thành tôn nhãn quang thật tốt thu ba cái đệ tử một cái bỉ ngạn mặt khác hai cái cũng đều là đỉnh phong thần tôn nói không chừng ngày đó cũng có thể thành tựu bỉ lạn bỉ lạn cảnh các đại lão dồn dập nghị luận một chỗ càng chỗ thần bí thiên thành tôn hạo thành tôn sát thánh tôn đứng chung một chỗ bọn họ đang ở 25 nghiên cứu máu đen đại giới người xâm lăng tuy là đã chết chỉ còn một cỗ thi thể có thể coi là là thi thể cũng có cực cao giá trị nghiên cứu đã từng viễn cổ cường giả chỉ là truyền thuyết hiện tại viễn cổ cường giả liền đặt ở trước mặt đối với bọn họ cái này tầng thứ người mà nói có mạc đại lực hấp dẫn, ba người cũng đồng thời nghe được đại thế giới chúc tiếng, Hạo Thành Tôn cười nói, Kỳ Vũ Thành liền bỉ ngạn, Thiên Thành Tôn cười chúc mừng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền hoàn thành đạp bờ đường máu, đúng là một nhân tài, tương lai có hy vọng thành tựu thành tôn, Hạo Thành Tôn khẽ lắc đầu, Thành tựu thành tôn không dám nói. Hắn ít nhất có thể đạt tới Bỉ Lạn đỉnh phong, mặc dù so với thành tôn, cũng không kém nhiều lắm sát thành tôn lớn tiếng nói. Chu Kỳ Vũ tiểu tử này toái tinh pháp thì, nếu như bật hết hỏa lực không do thay đội thứ nhất pháp tác sai nhiều thiểu hạo thánh tôn ánh mắt nhìn về phía viễn phương phảng phất xuyên qua vô cùng khoảng cách muốn thấy được xa xôi tinh không phía trước ta nói cho hắn biết làm cho hắn mau sớm đi vào bỉ ngạn hắn thật đúng là làm xong rồi thiên thánh tôn cười nói qua một thời gian ngắn nữa chờ các loại tinh không ngư nhân tộc đế thăm sau đó có thể động thủ sát thánh tôn trong mắt dâng lên sát ý chúng ta nhân tộc đã rất nhiều năm không động cũng nên hiện ra hiện ra đao bằng không người khác chỉ biết là nhân tộc ta là cừu tộc nhưng không biết mạnh bao nhiêu lúc này một đạo ánh sáng nhạt từ đằng xa bay tới không nhìn bất kỳ trở ngại nào xuyên qua hư cùng thực giới hạn chui vào thiên thánh tôn đầu hạo thánh tôn ánh mắt hơi phát quang linh hồn của ngươi quay trở về chuyện gì xảy ra thiên thánh tôn chọn đọc linh hồn truyền về ký ức ta từng cho chu kỳ vũ một khối hộ thân lệnh bài hắn ở thăng cấp bỉ ngạn lúc thâm uyên long ma đã tìm tới cửa hạo thánh tôn cùng sát thánh tôn nhướng mày thăng cấp bỉ ngạn lúc bị quấy dày chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam thiên thánh tôn mặt mỉm cười không có việc gì lâm tiểu hữu ở đây vì chu kỳ vũ cản lại thâm ươn long ma bị đánh trọng thương muốn trốn lâm tiểu hữu kích hoạt rồi lệnh bài đen chảm sát sát thành tôn lộ ra khiếp sợ màu sắc không thể nào đâu lâm tiểu hữu chiến lược tuy mạnh nhưng so sánh với bỉ nạn cảnh còn kém rất nhiều hạo thanh tôn lần này cũng đồng ý sát thành tôn cách nhìn coi như hợp với hoàng kim kiếm cùng vạn thải chi thủy nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình thiên thánh tôn cười ha ha giết địch cũng không nhất định phải toàn bộ nhiều ma lực còn có thể động não Lâm Tiểu Hữu rất thông minh, tuy là ta không biết cả chàng quá trình chiến đấu, nhưng có thể nhìn ra được, Thâm Uyên Long Ma ở Lâm Tiểu Hữu trong tay bị thua thiệt nhiều, cảm giác Thâm Uyên Long Ma đã từng bị trọng thương, linh hồn vẫn không có khôi phục, thực lực nhiều lắm chỉ có thể coi là nửa cái bỉ ngạn cảnh, tuy là Lâm Tiểu Hữu thắng, nhưng bây giờ cũng ra khỏi một cái mới phiền phức, sát thánh tôn kỳ quái nói, Thâm Uyên Long Ma không phải đã chết rồi sao? Còn có phiền toái gì? Thiên Thánh Tôn điểm ngón tay một cái, đen trong đầu mình hình ảnh vô căn cứ chiếu hình ra, trong hình một đàn màu xanh đậm thâm uyên chi hỏa cháy hừng hực trong đó còn có một cái đấu ký tự lúc ẩn lúc hiện sát thánh tôn kỳ quái nói đây không phải là thâm uyên ma tôn nguyên thủy phù văn sao hạo thánh tôn lắc đầu không phải bản thể chỉ là phân thân ý của ngươi là thâm uyên long ma sở hữu cái này nguyên thủy phù văn thiên thánh tôn gật đầu không sai lâm tiểu hữu sở hữu nguyên thủy phù văn sự tình thâm uyên ma tôn cũng hẳn biết nếu như ta không có đoán sai tiếp theo thâm uyên ma tôn biết nghĩ trong phương ngàn kế cướp đoạt hắn nguyên thủy phù văn. sát thanh tôn thần tình chợt biến đổi đó không phải là phiền toái tên kia thủ đoạn khó lòng phòng bị a à. mấy vị thánh tôn cùng thâm uyên ma tôn đều đã từng quen biết rõ ràng thâm uyên ma tôn năng lực đối với hắn có chút kiên kỵ chính diện giao phong cũng không sợ phiền toái chỉ là đối phương âm u thủ đoạn bọn họ cũng không khả năng lúc nào cũng canh giữ tờ lâm mọc ngữ bên người hạo thánh tôn thấp giọng nói phải nghĩ cái biện pháp sát Thánh tôn thẳng thắn trực tiếp làm cho lâm tiểu hữu trở về thần thành a chỉ cần ở bên trong tòa thần thành cái tên kia liền vô kế khả thi hạo thánh tôn hủy bỏ sát thánh tôn chủ ý không thể cái này dạng sẽ làm quấy nhiễu đến lâm tiểu hữu sát thánh tôn hừ một tiếng làm không cẩn thận mệnh đều muốn không có còn nói cái gì quấy dày không quấy nhiễu thiên thánh tôn cùng hạo thánh tôn có giống nhau quan địa hạo thánh tôn nói không sai chúng ta không thể quấy dày lâm tiểu hữu trước đây chúng ta không phải không làm qua chuyện tư tự còn có chúng ta tiền bối cũng nỗ lực bồi dưỡng siêu việt chúng ta thiên tài có thể kết quả đều thất bại ngươi đừng quên chiến thần đại nhân lưu lại nói lúc đó chiến thần đại nhân nhưng khi nhìn đến rồi vận mệnh sát thành tôn không nói những đạo lý này kỳ thực hắn đều biết chỉ là hắn cũng biết lâm mặc ngữ sẽ rất nguy hiểm hắn cắn răng vậy các người nói nên làm cái gì bây giờ hạo thánh tôn thấp giọng nói chúng ta còn có mấy khối vận mệnh chi thạch ta luyện chế một khối hộ thân bài cho hắn một năm ngươi ngày thánh tôn nói bổ sung cái này dạng còn chưa đủ ta nhớ được trong kho hàng hẳn còn có mấy cái chết thay khối lỗi cầm một khối cho lâm tiểu hữu sát thánh tôn thấp giọng nói ta phân một tia linh hồn đi ra cũng có thể đảm bảo hắn một lần lúc này bỗng nhiên có người thứ tư thanh âm vang lên ta vẽ một tấm bùa cổ có thể bảo vệ lâm tiểu hữu không việc gì hào thánh tôn trên mặt vui vẻ phù thánh tôn tới đã từng từ ra lão tổ bây giờ phù thánh tôn lúc này dậm chân mà đến tại hắn quanh người một tấm bùa cổ xoay tròn bay lượn tàn ra phong cách cổ xưa khí tức đưa nó phụ trợ dường như viễn cổ người đến phù thánh tôn hướng phía nhóm ba người hơi chấp tay từ mũ lọc qua ba vị đạo hữu thiên thánh tôn cười ha ha nói từ đạo hữu lấy phù nhập đạo thật đáng mừng tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt bọn ta phù thánh tôn cực kỳ khiêm tốn trăm sông đổ về một biển mà thôi ta mới lĩnh ngộ được một tấm bùa cổ tên là tể hồn phù tuy là tể hồn phù chỉ là nhị đẳng của phù có thể bùa này dùng để đối phó thâm uyên ma tôn âm ủ thủ đoạn tích hợp nhất nếu là có thể hợp với thiên thánh tôn hoàng kim quy tắc hạo thánh tôn vận mệnh hư cảnh lại tăng thêm chết thay khối lỗi có thể bảo vệ vạn vô nhất thất phù thánh tôn tuy là không cùng thâm uyên ma tôn đã từng quen biết nhưng đối với nó một ít thủ đoạn cũng cực kỳ thấu hiểu hắn đem tẩy hồn phù hiệu quả nói một lần mấy vị thánh tôn dồn dập lộ ra nét mừng phía trước lo lắng cũng biến mất sát thánh tôn thúc giục vậy còn chờ gì mau động thủ đi chương hai không muốn đi đường tắt có a ác ma tộc tổ địa chung bắt đầu rơi xuống hỏa vũ địa ngục chi hỏa cùng thâm uyên chi hỏa dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại lại tự như lục lại tự như hắc như máu đặc biệt hỏa diễm hỏa diễm hạ xuống đập bể vô số kiến trúc, vô số ác ma bị đập tổn thương, thậm chí đập chết. đám ác ma mặt lộ vẻ hoảng sợ, từng cái không biết làm sao. cùng nhân tộc thế giới vui mừng bất đồng, các ma thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng tai nạn, đi thương bầu không khí tịch quyền toàn bộ ác ma lãnh địa, thần tôn vẫn lạc, tối đa cũng chính là hạ tràng mưa mà bị ngạn cảnh vẫn lặng sẽ mang đến tai nạn phía trước hạ bàng bạc mưa to thần tôn chết rồi không ít hiện tại mưa to biến thành hỏa vũ chẳng lẽ là có bỉ ngạn cảnh bỏ mình sao đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không có bỉ ngạn cảnh bỏ mình là thọ nguyên hết vẫn bị giết à rất nhiều năm mại ác ma biết đến sự tình so với tuổi trẻ ác ma nhiều biết đại khái đoán được cái gì ác ma tộc trong vương thành một thanh âm đang gầm thét mang theo phẫn nộ ác ma tộc trung hai cái nhân vật đáng sợ ngồi ở chủ vị trên ghế một người là địa ngục ma tôn là địa ngục nhất hệ tồn tại trí cao tên còn lại là thâm uyên ma tôn thì thâm uyên phe tồn tại trí cao hai người bọn họ đều là thánh tôn thực lực cường đại không gì sánh được địa ngục ma tôn xuất thân từ ngàn con sư tử ma ngoại hình như sư tử trường mãn bánh bao mỗi cái bánh bao hoặc như là một cái độc lập đầu dáng dấp thập phần dữ tượng khủng bố mà thâm uyên ma tôn toàn thân bị màu xanh động thâm uyên chi hỏa bao phủ không ai biết bộ dáng của hắn cũng không người biết xuất thân của hắn ở tại bọn hắn phía dưới là trên trắng ác ma trong đó có thành tôn có đỉnh phong thần tôn mỗi một người đều vô cùng cường đại tàn ra kinh người khí tức thâm uyên ma tôn thanh âm thập phần khàn khàn giống như là vạn nhiều côn trùng bò trên mặt đất có loại cảm giác rợn cả tóc giấy thâm uyên long ma bị nhân tộc thiên thánh tôn giết chu tức chiến trường số người pháo đài cũng bị nhân tộc hủy diệt bên trong ác ma một cái đều không thể trốn tới động thủ là lâm mặc ngữ cùng chu kỳ vũ chu kỳ vũ cũng đã trở thành bỉ ngạn ta đã nghe được nhân tộc bên kia ăn mừng âm thanh địa ngục ma tôn thấp giọng nói bây giờ còn chưa phải là cùng nhân tộc lúc khai chiến thế nhưng thủ này cũng không có thể không báo truyền mệnh lệnh của ta tứ đại chiến trường sở hữu ác ma tạm dừng thu thập tài nguyên toàn lực truy sát nhân tộc xuất động quân đội tiến hành phối hợp ta muốn ở trên chiến trường sái mãn nhân tộc huyết nói hắn nhìn về phía thâm uyên ma tôn thâm uyên ma tôn lay động thâm uyên chi hỏa ngươi không cần phải xen vào ta ngươi muốn làm gì đều có thể ta sẽ không phản đối tuy là bây giờ còn chưa phải là cùng nhân tộc lúc khai chiến nhưng thâm uyên long ma thủ không thể không báo chuyện này ta sẽ tự mình xuất thủ giải quyết địa ngục ma tôn gật đầu tốt ngươi chú ý đúng mực không muốn va chạm vào nhân tộc danh giới cuối cùng ngươi hiểu thâm uyên ma tôn phát sinh tiếng cười âm trầm ta đương nhiên biết cái kia tiếp theo sự tình liền giao cho ngươi ta chỉ báo thù riêng sẽ không ảnh hưởng ngươi sau khi nói xong thâm uyên ma tôn thân hình phát sinh vặn vẹo biến mất chu tức chiến trường khoảng cách số 10 pháo đài 10 tỷ cứ trong hư không. Chu Kỳ Vũ ngồi xếp bằng, hơi thở của hắn không ngừng thăng hoa, pháp tắc chi lực đang ở toàn diện chuyển hóa thành quy tắc chi lực, linh hồn đã triệt để bước vào ngũ phẩm. Toàn thân hóa thành tử giác, nhìn qua giống như một khối mỹ ngọc, linh hồn so với nhục thân, sớm hơn một bước tiến nhập bỉ ngạn, lúc này sẽ chờ pháp tắc chuyển hóa hoàn tất, linh nhục hợp nhất, thành tựu bỉ ngạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại đợi gần nửa ngày, cuối cùng một tia pháp tắc rốt cuộc chuyển hóa thành quy tắc chi lực. Chu Kỳ Vũ thân thể nở rộ hào quang lóa mắt, tại hắn thân thể bốn phía. Tinh không bởi vì không chịu nổi quy tắc chi lực, tự động đổ nát, linh hồn cũng ở lúc này, một lần nữa chui vào thân thể, cùng nhục thân hợp lại làm một, khi tức cường đại phóng lên cao, dưới chân pháp tắc tinh hà cấp tốc thu nhỏ lại, chui vào trong thân thể. Chu Kỳ Vũ thân thể chấn động mạnh mẽ, nụ thân bắt đầu tăng cường, tòng thần vương nhất giai cấp tốc đạt tới thần vương tam giai. Tiếp theo trong một thời gian ngắn, nhục thân còn có thể duy trì liên tục tăng cường, vẫn đạt được thần vương lục giai mới có thể dừng lại theo cảnh giới đạt được chút bị nạn cảnh tinh hà pháp tắc tự động hòa tan vào thân thể duy trì liên tục kích thích tăng cường nhục thân cũng chính bởi vì vậy đại thế giới các ngươi tu luyện trên cơ bản sẽ không đi chủ động tu luyện nhục thân hầu như mọi người đều cho rằng nhục thân chỉ cần đầy đủ chữ tài linh hồn là được rồi treo cảnh giới đề thăng nhục thân tự nhiên sẽ tăng cường không cần tận lực tu luyện mấu chốt nhất là nhục thân tu luyện quá chậm hơn nữa khó ra hiệu quả cùng với lãng phí sinh mệnh. Còn không bằng chuyên tu linh hồn, đi thông càng thêm cảnh giới, pháp tắc tinh hà cũng không có tiêu thất, mà là toàn bộ hòa tan vào thân thể, tuy thời có thể điều động pháp tắc tinh hà lực lượng, pháp tắc là quy tắc căn bản, pháp tắc tinh hà bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận pháp tắc chi lực. Có thể liên tục không ngừng bị chuyển hóa thành quy tắc bình lạn cảnh lực lượng đem biết vô cùng vô tận, chỉ cần không chế tốt nhịp điệu, hầu như không cần suy nghĩ lực lượng hao hết vấn đề, hơn nữa, các loại hạn chế loại thuật pháp cũng rất khó hạn chế lại bỉ nạn cảnh bỉ nạn cảnh tự thanh nhất thể tự cấp tự túc không cần dựa vào ngoại giới Chu kỳ vũ chậm rãi mở mắt lâm mặc ngữ chân thành nói ra chúc mừng tiền bối đạp lâm bỉ ngạn chúc tiền bối sớm ngày thanh tự thánh tôn sở hữu khả năng hủy thiên diệt địa nửa câu đầu còn ra dáng nửa câu sau liền trực tiếp biến hình chu kỳ vũ không biết nên tạ lâm mặc ngữ hay là nên mắng lâm mặc ngữ hắn liếc nhìn bốn phía nhướng mày đã có người đến đây rồi Tài tinh hoàn băng nơi đây khắp nơi đều có sau đại chiến khí tức lâm mặc ngữ ân một bà đem hạo thánh tôn lệnh bài trả lại cho chu kỳ vũ thâm uyên long ma tới ta vận dụng thiên thánh tôn lệnh bài đem hán diệt chu kỳ vũ thấp giọng nói thâm uyên long ma dĩ nhiên ra tay với chúng ta bị nạn cảnh không thể tùy tiện xuất thủ đây là quy củ chỉ là thâm uyên long ma như vậy không tân quy củ vượt qua chu kỳ vũ dự tính lâm mặc ngữ thuận miệng nói rằng kỳ thực cũng không cái gì tên kia cùng ta có cửu oán đánh lấy tìm ta báo thủ danh hào tới được đáng tiếc hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải thiên thánh tôn lệnh bài bị chém thần hình câu diệt chu kỳ vũ cười ha ha xác thực xui xẻo tên kia đã từng bị trọng thương chiến lược so với phổ thông bỉ lạn cảnh yếu như không chỉ gấp đôi cùng với tiếp tục sống tạm còn không bằng chết rồi thẳng thắn ta hỏi ngươi lần này xem ta đạp đường máu đạp bỉ ngạn có thể có cái gì cảm ngộ lâm mặc ngữ ánh mắt lộ ra một tia lưỡng lự chu tiền bối có mấy lời ta cũng không biết nên hay không nên nói chu kỳ vũ của quái nhìn lấy lâm mặc ngữ tiểu từ ngươi lúc nào biến đến ấp á ấp úng có dám thì phóng lâm mặc ngữ suy nghĩ một chút mới vừa rồi mở miệng ta cảm giác đạp bờ đường máu phương pháp này là một loại đường tắt chu kỳ vũ cười lên ha ha ta cho rằng là chuyện gì nguyên lai like là cái này ngươi nói không sai đúng là một loại đường tắt ngươi là lo lắng đi đường tắt sẽ ảnh hưởng tương lai đúng không đông lâm mặc ngữ khẽ gật đầu hắn đúng là muốn như vậy chu kỳ vũ giải thích có lẽ thực sự sẽ có ảnh hưởng nhưng là sẽ không ảnh hưởng thành tựu thánh tôn còn như càng cao xa hơn đường đi không được đến rồi Lâm Mặc Ngữ du lên bần bật, đi không được đến rồi. Chu Kỳ Vũ lắc đầu, ta cũng chỉ là trong lúc ngẫu nhiên nghe Hạo Thánh Tôn đề cập qua nửa câu, tin tức cụ thể ta không biết, chỉ chờ ngươi đến rồi Thánh Tôn mới có thể hiểu, đạp bờ đường máu đúng là một cái đường tắt, dựa vào ngoại lực, làm sao có khả năng không phải đường tắt, nhưng nếu như không đi điều này đường tắt, muốn thành tựu bị ngạn, khó a, Chu Kỳ Vũ thở dài một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ. Chương 2259, thủ mới hận cũ cùng nhau thanh toán một già một trẻ ngồi ở yên tĩnh trong tinh không hàn huyên thật lâu trở thành bỉ ngạn cảnh phía sau chu kỳ vũ thực lực mức độ lớn đề thăng có thể tính tình lại không có bất kỳ cải biến đối ngoại nhân trầm mặc ít nói cực kỳ cao lại khó có thể tiếp cận chỉ khi nào đổi thành chính mình công nhận người nhưng có thể thao thao bất tuyệt chu kỳ vũ nói cho lâm mặc ngữ rất nhiều hắn biết rõ đạp bờ đường máu là một cái đường tác nhưng cũng là không thể không lựa chọn đường tát nhân tộc cần bỉ ngạc càng cần nữa thánh tôn mặc dù ở lập tức nhân tộc đã đầy đủ cường đại so với bất luận cái gì nhất tộc đều mạnh hơn đè chu kỳ vũ lại nói đơn đả độc đấu ở đại thế giới bên trong không có cái nào chủng tộc dáng ở nhân tộc trước mặt kêu ngào mặc dù hôm nay ác ma tộc cũng so với nhân tộc phải yếu hơn vài phần chớ nhìn bọn họ bình thường huyên vui mừng thật cùng nhân tộc đánh nhau bọn họ chỉ biết bại vong như là nhân tộc địch nhân không chỉ là ác ma tộc còn có bên trong đại thế giới còn lại các tộc một ngày nhân tộc cùng ác ma tộc khai chiến không cần phải nói chủng tộc khác nhất định sẽ giúp lấy ác ma tộc đối với nhân tộc triển khai công kích bọn họ sẽ không ngồi xem nhân tộc một nhà độc đại thậm chí vì chèn ép nhân tộc trăm màn năm trước vụ tai nạn kia không phải là không thể tái diễn nói cách khác nhân tộc rất mạnh nhưng không phải là tuyệt đối tối cường các tộc liên thủ nhân tộc cũng sẽ bại sở dĩ nhân tộc cần đại lượng bỉ ngạn cảnh đại lượng thành tôn thành tôn là hiện nay đại thế giới bên trong đứng đầu nhất chiến lực chỉ cần thành tôn quá nhiều nhân tộc thì có thể thực sự trở thành đại thế giới tối cường giả 850 nếu không tiền chạch đạp bờ đường máu điều này đường. Tặc, chu kỳ vũ khả năng cần hơn ngàn năm tài năng mới có thể đi hết pháp tắc tinh hà. Thậm chí có khả năng, mãi mãi cũng đi không được hết. Như vậy nhân tộc không chỉ có thiếu một cái bỉ ngạn, vô cùng có khả năng còn có thể thiếu một cái thánh tôn. Chu kỳ vũ mục tiêu là trở thành thánh tôn, là nhân tộc tăng thêm chiến lược mạnh nhất. Sở dĩ dù cho biết rõ là đường tắt, cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Không ngừng nhân tộc, còn lại các tộc cũng là chọn lựa như vậy nhân tộc sợ trong ngàn năm trước tai nạn tái diễn còn lại các tộc cũng sợ nhân tộc một nhà độc đại tuy là gần nhất mấy năm nay các tộc trong lúc đó không tiếp tục mở ra đại quy mô chiến tranh có thể cuồng cuộn sóng ngầm các tộc đều thi đua đại thế giới mười phần tàn khốc vật cạnh thiên trạch đi ngược dòng nước không tiến tất thối dù cho ngươi nghĩ co đầu rút cổ đứng lên có thể nếu là không có thực lực cuối cùng cũng sẽ bị tìm được tiêu diệt hết nhân tộc cao tầng thủy chung đều có một loại cảm giác cấp bách cho dù là thánh tôn cũng một mực tại phòng ngừa chu đáo rất sợ trong ngàn năm trước tai nạn tái diễn như khi đó không phải tiêu chiến thiên đột nhiên xuất hiện nhưng tộc sợ đã tại đại thế giới bên trong xóa tên chu kỳ vũ nói thấu tiền căn hậu quả lâm mặc ngữ đối với toàn bộ đại thế giới cả nhân tộc thế cục có càng vĩ mô trên ý nghĩa hiểu rõ ở toàn bộ giảng thuật chung chu kỳ vũ còn để lộ ra một ít ngoại nhân không thể nào biết tin tức chu kỳ vũ bởi vì nó thân phận đặc thù sở dĩ nắm giữ một ít đặc thù tin tức hắn tiên niệm lâm mặc ngữ sở dĩ cũng không có cấm kỵ ở trăm ngàn năm trước vụ tai nạn kia phía sau chiến thần tiêu chiến thiên đứng giữa trời một người cắt đứt thời đại cận cổ mở ra toàn bộ đại thế giới tân kỳ nguyên một người diệt nhất tộc đối với tiêu chiến thiên mà nói cũng không chắc trở tiêu chiến trời cũng xác thực làm như thế năm đó xâm lược nhân tộc một ít chủng tộc nhỏ chính là bị đích thân hắn hủy diệt liền kim ưng tộc tác ma tộc loại này cường tộc đều bị tiêu chiến trời giáng được thuộc về co lê tới lúc đó là thuộc về tiêu chiến thiên thời đại bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt Tư chiến trời cũng không có hủy diệt mất ác ma tộc kim ưng tộc cùng với còn lại một ít cường tộc nguyên nhân cụ thể chu kỳ vũ cũng không rõ ràng bất quá tư chiến trời cũng làm ra nhất kiện bố trí nâng lên thất tộc giữa cửu hận vào lúc đó ác ma tộc cùng kim ưng tộc trong lúc đó cũng không có cửu hận không biết bắt đầu từ khi nào hai tộc gian có cửu hận bắt đầu lẫn nhau chinh phạt cho thời gian đưa đẩy cửu hận tích lũy càng ngày càng sâu biến thành kẻ thù truyền kiếp không chỉ là kim ưng tộc cùng ác ma tộc còn có một chút khác cường tộc giữa lẫn nhau đều không giải thích được sinh ra cừu hận bắt đầu lẫn nhau chinh chiến kể từ đó các tộc bắt đầu lẫn nhau tiêu hao cũng cho nhân tộc cơ hội cuột khởi lần nữa còn tiêu chiến thiên rốt cuộc là như thế nào làm được không ai biết chu kỳ vũ trong ánh mắt mang theo suy tư có lẽ chiến thần điện trở điện hắn biết biết rõ một chút nội mặc nhưng hắn không có khả năng nói ra thanh tôn nhóm cảm thấy các tộc giữa cừu hận ti là đã thành lập có thể một phần vạn nhân tộc mạnh mẽ quá đáng bọn họ như trước có thể bỏ xuống cừu hận cùng nhau đối phó nhân tộc, tựa như bọn họ vì giết người có thể tạm thời bỏ xuống cừu hận hợp thành liên quân, đều là cùng là một cái đạo lý. Lâm Mặc Ngữ đồng ý chu kỳ vũ thuyết pháp, sự thực cũng xác thực như vậy. khi bọn hắn phát hiện nhân tộc chân chính đối với mình tạo thành uy hiếp lúc hoàn toàn có thể bỏ xuống đã từng cừu hận, thậm chí ngay cả hắn và nhân tộc không có cừu hận chủng tộc, tỷ như ngưu mặt tộc, bọn họ đều có thể gia nhập vào chinh phạt nhân tộc trong đội ngũ. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, kỳ thực nói cho cùng muốn đem bọn họ chân chính đánh sợ đánh cho tàn phế, đánh chết, đại thế giới này tài năng mới có thể thái đỉnh. Chu Kỳ Vũ thở dài, đúng vậy, cái như rất khó. Lâm Mặc Ngữ trong mắt lóe ra lạnh ý, rất khó. Nhưng không có nghĩa là làm không được, ta không biết. Chiến thần đại nhân năm đó vì sao không có tiếp tục làm tiếp, nếu ta ngày nào đó có thể đạt đến thánh tôn, tất nhiên sẽ đối với các tộc của đao. Thủ mới hận cũ, ta muốn cùng nhau thanh toán. Chu Kỳ Vũ ha hà cười nói, các tộc đã cảm nhận được ngươi mang tới uy hiếp, sở dĩ bọn họ sẽ không cho phép ngươi trưởng thành ngươi có lẽ sẽ đối mặt uy hiếp càng lớn hơn lâm mặc ngữ cũng không để bụng hắn từ truyền chức bắt đầu đều là một đường giết ra tới đường máu đã sớm ở dưới chân sinh thành thậm chí đều không phải là đường máu mà là chi sơn huyết hải hắn giết nhân so với trong nhân tộc tuyệt đại đa số thần tôn đều muốn nhiều chu kỳ vũ cảm nhận được lâm mặc ngữ sát ý không khỏi cười nói ta biết ngươi không sợ nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận vì đối phó ngươi có lẽ các tộc bị ngạn cảnh đều sẽ không biết xấu hổ động thủ hạo thánh tôn lệnh bài ngươi thu có lẽ cần dùng đến chu kỳ vũ lại đem hạo thánh tôn lệnh bài ném trả lại cho lâm mặc ngữ hiện tại chu kỳ vũ đã thành công thăng cấp bỉ ngạn lấy chiến lực của hắn trừ phi thánh tôn tự mình xuất thủ phổ thông bỉ ngạn cảnh rất khó giết hắn nếu như thánh tôn xuất thủ vảnh vẹn bằng vào một khối thánh tôn lệnh bài cũng sẽ không có cái gì trọng dụng còn không bằng cho lâm mặc ngữ nói không chừng có thể phát huy điểm tác dụng lâm mặc ngữ cũng không khách khí đen lệnh bài thu vào chu kỳ vũ hỏi tiểu tử ngươi sau đó phải đi nơi nào lâm mặc ngữ suy nghĩ một chút tới trước chu tức tinh vực có thể sẽ đi tiểu thế giới nhìn lại đi chiến bạch hồ tinh vực chu kỳ vũ nói rằng lão phu cũng muốn trở về thần thành đào mắt đã ly khai thần thành hơn hai ngàn năm thanh âm của hắn cùng trong ánh mắt lộ ra hoài niệm giống như là đi một lần ra rất lâu lão nhân bắt đầu nhớ cố thổ nhớ người ở đó lâm mặc ngữ mỉm cười nói chúng ta đây liền có duyên gặp lại a à, hy vọng ngài có thể mau sớm thành tựu thánh tôn xu tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng a à, chu kỳ vũ giờ khóc giờ cười chính mình vừa thành bỉ lạ còn không có đứng vững đâu đã nghĩ thành tôn bất quá hắn cũng biết lâm mặc ngữ là đang cùng mình nói đùa trong tinh không bỗng nhiên sáng lên một đám lửa hỏa diễm hôn ám không gì sánh được tản ra sâu u mặc lục sắc loại này lục khiến người ta thấy trong lòng phát trầm đã lục đến biến thành màu đen chu kỳ vũ thần sắc chợt biến không tốt là thâm uyên ma tôn trong hỏa diễm một cái âm trầm thanh âm khàn khàn bay ra các ngươi cái kia đều đi không được trung 2260, Thâm Uyên Ma Tôn. Chết thay con rối. Thâm Uyên Ma Tôn thanh âm cực độ khó nghe, rồi lại ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Lâm Mặc Ngữ chỉ là nghe được thanh âm của hắn, cũng cảm giác trái tim không tự chủ nhiều nhảy vài cái. Thâm Uyên Ma Tôn đích thân tới. Tới giết chính mình. Chu Kỳ Vũ thấp giọng nói. Để ta ở lại cần hắn, ngươi hướng phía, cái hướng kia đi. Hắn hướng phía Lâm Mặc Ngữ nháy mắt, ý bảo Lâm Mặc Ngữ ly khai. Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, không đi được, hơn nữa ta cũng sẽ không đi chu kỳ vũ trong mắt rõ ràng có chút nóng nảy đối mặt thánh tôn lâm mặc ngữ đang cùng không ở giống nhau hắn có thể toàn lực cao ở một thời gian ngắn lâm mặc ngữ nếu như vận khí tốt có lẽ có thể chạy trốn lâm mặc ngữ cũng là vừa cười vừa nói đường đường thánh tôn đối với ta một cái thần vương xuất thủ không sợ bị ngươi chê cười sao tâm trầm thanh âm lần thứ hai vang lên ai dám chê cười bản tôn thâm uyên chi hỏa trong nháy mắt mở rộng như một tòa lồng giam đen lâm mặc ngữ cùng chu kỳ vũ vững vàng vây khốn chu kỳ vũ nhãn thần dứt khoát quy tắc hội tụ đã phải chuẩn bị liều mạng lâm mặc ngữ cũng chuẩn bị muốn động thủ mặc kệ có đánh hay không qua được đánh qua mới biết được hắn có thâm uyên long ma miếng vẩy có thể sử dụng thi thể bạo liệt thâm uyên ma tôn là thánh tôn không sai nhưng thanh tôn cũng là bỉ ngạn treo lý mà nói lấy thâm uyên long ma chi thể làm tài liệu đồng dạng có thể nổ bị thương thâm uyên ma tôn nếu là lại tăng thêm vạn thải chi thủy có lẽ có cơ hội nổ chết đối phương thần vương đồ thánh tôn cái này nói ra dường như có điểm thiên phương dạ đàm có thể lâm mặc ngữ cảm giác có thể thử một lần bỗng nhiên linh hồn hắn khẽ động hướng về phía chu kỳ vũ nói không sao một điểm kim quang bỗng nhiên ở trong hỏa diễm nổ tung tiếp theo là vô số điểm kim quang nổ tung kim quang chỗ đi khoa thông uyên chi hỏa dồn dập dập tắt thiên thánh tôn Thông uyên ma tôn phát sinh trầm thấp giống giận hiển nhiên thập phần tức giận đồng thời cũng mang theo vẻ ngoài ý muốn có lẽ hắn do ngoài ý muốn thiên thánh tôn làm sao tới được nhanh như vậy Vạn điểm kim quang chung, một thân ảnh từng bước ngưng thật, Thiên Thánh Tôn mặt mang ôn ngợn tiếu ý nhìn về phía hư không nơi nào đó, Thâm Uyên Ma Tôn. Thời gian qua đi mấy nghìn năm. Ngươi còn nhớ ta lần nữa động thủ sao? Vài giây sau, Thâm Uyên chi hỏa trung truyền đến gầm nhẹ một tiếng, Thâm Uyên chi hỏa dần dần biến mất, Thâm Uyên Ma Tôn đi. Lâm Mặc Ngữ từ đối thoại của hai người nghe được đi ra, mấy ngàn năm trước, hai người đã từng đã giao thủ, hơn nữa chắc là Thiên Thánh Tôn thắng thâm uyên ma tôn hiện tại cũng không dám cùng thiên thánh tôn lần nữa động thủ chu kỳ vũ đang muốn nói thiên thánh tôn lại phất tay ngăn trở hắn thiên thánh tôn giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kim sắc lập loài tinh thần tinh thần từ lòng bàn tay bay ra giống như một khỏa hoàng kim hàng tinh chiếu dọi hoàn vũ tinh không lâm mặc ngữ cùng chu kỳ vũ đắm chìm trong quang mang hoàng kim phía dưới cảm giác như mộc ôn tuyền hết sức thoải mái tiếp lấy lâm mặc ngữ trên người có ti ti lũ lũ hắc khí bay lên ở quang mang hoàng kim chiếu dọi xuống tan rã lâm mặc ngữ hỏi đây là cái gì lấy linh hồn của hắn cảnh giới dĩ nhiên không có cảm giác được khắc khí tồn tại thiên thánh tôn nói rằng đây là thâm uyên ma tôn ở trên thân thể ngươi làm tiêu ký chỉ là tiêu ký sao lâm mặc ngữ cảm giác sự tình dường như không có đơn giản như vậy thiên thánh tôn lại tiến thêm một bước giải thích thâm uyên ma tôn tiêu ký có chút đặc thù hắn không chỉ có thể đi qua tiêu ký truy tung đến ngươi còn có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp đi qua tiêu ký đối với ngươi phát động công kích đương nhiên cái loại này uy lực công kích không lớn sẽ không chí mạng nhưng hắn sẽ ở ngươi tu luyện thời điểm mấu chốt nhất gian bắn tỉa làm phá hư tu luyện của ngươi thậm chí tạm cho cố gắng của ngươi thất bại trong ngang tấc lâm mặc ngữ trong lòng hơi phát lạnh không hổ là thông uyên ma tôn thủ đoạn thâm độc quả thật làm cho người khó lòng phòng bị trong mắt hắn đã dâng lên sát ý đến tương lai tự có đầy đủ thực lực tất phải giết thiên thánh tôn cười lắc đầu đây chỉ là thủ đoạn nhỏ Thâm Uyên Ma Tôn chân chính thủ đoạn không chỉ như thế, hắn rất nhiều thủ đoạn, coi như là ta đều biết cảm giác đau đầu, sở dĩ khi biết ngươi cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện sau đó, ta liền lập tức chạy tới. Nói Thiên Thánh Tôn trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay con rối. Đây là chết thay con rối. Nếu như gặp phải uy hiếp chí mạng, nó có thể thay ngươi chết một lần, chết thay con rối. Cái này như là chân chính thứ tốt, so với thần tôn cảnh pháp bảo đều có chân quý, có nó ở trên người, thì tương đương với nhiều một cái mạng lâm mặc ngữ lúc này ở chết thay con rối bên trên đánh vào chính mình linh hồn lạc ấn chết thay con rối hóa thành lưu quang tiến vào mi tâm ở trong thế giới linh hồn linh hồn bên người xuất hiện một cái con rối con rối như thế một đoàn khí thể duy trì liên tục không ngừng biến hóa thỉnh thoảng sẽ chiếu ra lâm mặc ngữ dáng dấp nó mơ hồ tản ra một loại đặc biệt khí tức dường như cầu kết lấy trong thiên địa nào đó quy tắc nếu có nguy hiểm chí mạng bất kể là thân thể nguy hiểm vẫn là linh hồn nguy hiểm nó đều sẽ thay lâm mặc ngữ đi tìm chết một lần đồng thời nó no có thể từ lâm mặc ngữ tự hành khống chế cũng có thể không thèm quan tâm tùy ý nó no, tự hành phát huy tác dụng có thể tự hành khống chế nói cách khác sẽ không ảnh hưởng lâm mặc ngữ thiên phú lâm mặc ngữ khẳng định ưu tiên tiền trạch di truyền dùng chính mình thiên phú chỉ có cùng ngày phú hai lần mới sinh cơ biết dùng tận lúc mới có thể sử dụng chết thay khôi lỗi lâm mặc ngữ hướng phía thiên thánh tôn hành lễ đạt tạ thiên thánh tôn thiên thánh tôn phất tay một cái cái này chỉ là một cái trong số đó phù thánh tôn hạo thánh tôn còn có sát thánh tôn đang ở vì ngươi luyện chế hộ thân vật qua một thời gian ngắn sẽ cho ngươi đưa tới mặc kệ ngươi tiếp lấy muốn hướng nơi nào ở tại bọn hắn hộ thân vật đưa tới trước cũng không có thể ly khai nhân tộc tinh vực nghe rõ chưa thiên thánh tôn ngữ khí chung mang theo vài phần thận trọng đây cũng nói thiên thánh tôn cũng đồng dạng kiên kỵ thông uy ma tôn thủ đoạn lâm mặc ngữ tâm sinh cảnh giác ta sẽ cẩn thận thiên thánh tôn hài lòng gật đầu vừa nhìn về phía chu kỳ vũ kỳ võ ngươi cách nhà hơn hai ngàn năm cũng nên về thăm nhà một chút chu kỳ vũ mang theo cảm khái xác thực nên trở về đi xem hơn hai ngàn năm cảnh con người mất cũng không biết bọn họ thế nào thiên thánh tôn đi trước khi đi lại dặn dò lâm mặc ngữ một câu lâm mặc ngữ cùng chu kỳ vũ hai người phản hồi số 10 pháo đài sau đó hai người chính thức cáo biệt lâm mặc ngữ một thân một mình phản hồi nhất hào pháo đài dài dòng truyền tống vô số tinh thần bị ném với phía sau Nân phiên đại chiến lâm mặc ngữ dưới đáy lòng dâng lên vẻ ủy oải đây là không thể tránh khỏi trong quá trình tu luyện tổng hội trải qua, ngươi luôn luôn tâm tình, dù cho đạo tâm lại kiên định, đôi khi cũng tránh không được tâm tình lên xuống, lúc này mới có đang tu luyện tới trình độ nhất định phía sau. Cần phải đi lịch lãng, cần phải đi trải qua nhân tình ấm lạnh, cần cuộc sống bình thường đi vuốt lên tu luyện lồi lõng. có thật nhiều thực lực cường đại tu luyện giả, hoặc là thần vương, hoặc là thần tôn, bọn họ thường thường biết mai danh ẩn tích, tiến nhập người bình thường thế giới cùng người thường cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn và ngủ ngủ, cùng nhau chậm rãi già đi tựa như chu kỳ vũ hắn từng tại thần vương lúc đi mấy cái tiểu thế giới ở bên trong tiểu thế giới hắn lấy người bình thường thân phận lành lận thể nghiệm sinh lão bệnh tử như vậy sau đó mới siêu thoát đi ra làm cho đạo tâm của mình biến đến càng thêm kiên định lâm mặc ngữ đã từng chính là người thường là từng bước đi tới hiện tại cũng không phải cần như vậy bất quá hắn cũng sẽ tâm mệt có lúc cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nhất hào pháo đài vẫn là chu tức chiến trường nhân tộc trong địa bàn địa phương náo nhiệt nhất trung tâm giao dịch trong hậu viện ngọc trúc đã sống ngâm vào nước tốt lắm trà nhìn thấy lâm mặc ngữ trở về ngọc trúc gương mặt xinh đẹp bên trên như hoa tươi nở rộ kiều diễm lóa mắt sĩ